chương 1741 đường Vũ Lân thản nhiên nói, sử lai Khác học viện cùng đường môn báo thù không ai có thể ngăn cản. Đừng nói hôm nay là ngươi, ở chỗ này, coi như là liên bang quốc hội tập trung toàn bộ đại lục tất cả binh lực ngăn, tại nơi đây, cũng như trước ngăn cản không được sử lai Khác học viện báo thù bước chân. Trên trăm vạn đầu sinh mệnh bởi vì những người khác bản thân chi tư mà biến mất, liên bang quốc hội có thể từng cho sử lai Khác học viện, đường môn một cái công đạo. Muốn người khác tuân theo luật pháp, đầu tiên muốn pháp luật minh bạch. Cái kia một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn, chẳng lẽ chính là để cho mấy người xuống đài coi như nó không có phát sinh qua. Liên bang quốc hội có thể từng điều tra qua chân tướng sự tình. Nếu như liên bang quốc hội làm không được, như vậy liền tứ ta tự mình tới làm. Đang khi nói chuyện, đường vũ lân hai mắt híp lại, chậm rãi nâng lên lấy mình tay phải. Oanh long long, một tiếng điếc tay nhức óc nổ vang vang lên, liền toàn bộ ở giữa thiên địa không khí dường như đều trở nên cuồng bạo đứng lên, long ngâm âm thanh tiếp theo vang lên, bầu trời chớp mắt liền tối đi xuống. Từng đạo lôi đình điện quang trên không trung lập lòe, từng cỗ một cự thước lực áp bách từ trên trời giáng xuống, giống như là có thiên kiếp muốn hàng Lâm giống như. Đường Vũ Lân trước mặt thiếu tướng hoảng sợ biến sắc. Hắn có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư, đầu tiên phải là Phong Hào đấu là cấp độ cường giả, chỉ bất quá hắn là mới vào Phong Hào đấu là cái này cấp độ. Lúc này, vị này trẻ tuổi Đường Môn Môn, chủ cho hắn cảm giác giống như là cái này một phương thiên địa chúa tể, để cho hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Đúng lúc này, đường Vũ Lân một bên bảy đại cực hạn đấu la đồng thời đi ra, kinh khủng khí thế chớp mắt phóng ra. Không chung bên trong, đầu tiên ngang trời xuất hiện là hai thanh vượt qua nghìn mét cự kiếm. Bọn hắn một trắng một thanh, phảng phất muốn quấn nát trời xanh, ở trong quá trình này, không gì sánh kịp phong mang. Trên bầu trời, mảng lớn mảng lớn cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất. Tại cái kia kinh khủng khí thế trước mặt, cơ giáp sư đám căn bản không có biện pháp tiếp tục khống chế chính mình cơ giáp. Đúng lúc này, hai tiếng cự long gào thét vang lên, một trắng một thanh hai cái chiều cao vượt qua nghìn mét cự long, hiện hiện tại không trung bên trong, phát ra một tiếng tiếng điếc tay nhức óc long ngâm. Cách cách, liên tiếp phá toái âm thanh xuất hiện ở chỗ rất xa, một mảnh kia khu vực tụ tập rất nhiều người, chính là các đại truyền thông đã được biết đến, rồi trận này có một không hai cuộc chiến muốn phát sinh về sau sai phái, tới nhân viên công tác, chính là vì chứng kiến một màn này, có thể ở trên trời phóng thích khủng bố uy áp phía dưới, bọn hắn quay chụp thiết bị từng cái phá toái, căn bản không cách nào tiếp tục quay chụp. Không chung còn sống một ít cao dai cơ giáp, cũng tiếp theo lung la lung lay mà rơi xuống trong lúc nhất thời hai cái cơ giáp sư đoàn toàn bộ đánh mất sức chiến đấu đường vũ lân lần nữa bước ra bộ pháp từng bước một tiến về phía trước đi đến liền như vậy từ vị kia thần cấp cơ giáp sư bên cạnh vị này thiếu tướng quân hàm cường đại cơ giáp sư trừ rồi bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy bên ngoài căn bản không dám động thật là đáng sợ bọn hắn cơ giáp sư hầu như đều có được khoa học kỹ thuật là tương lai tín niệm bọn hắn tuyệt đại đa số người đều tin tưởng cá nhân thực lực dù thế nào cường đại cũng không có biện pháp cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật chống lại thế nhưng là vừa mới một màn kia xuất hiện triệt để lật nhào rồi vị này phong hào đấu là quan niệm nguyên lai like, hồn sư vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy hắn thậm chí có chút ít đã hối hận hối hận vì cái gì chính mình có đầy đủ thiên phú lại lựa chọn cơ giáp sư này đường hắn có thể đột phá đến phong hào đấu là cấp độ dựa vào là rất nhiều tài nguyên xây có thể cũng đã không thể tiếp tục về phía trước tìm kiếm đột phá trên bầu trời dị tượng thủy chung đều không có biến mất cái kia đen kịt màn trời dường như theo bọn hắn về phía trước bộ pháp đây tuyệt đối là một lần xưa nay chưa từng có đại chiến dù sao đây là đương kim đại lục bên trên siêu cường mấy đại thế lực ở giữa va chạm chẳng qua là dựa vào khí tức liền áp chế được hai cái cơ giáp sư đoàn đã mất đi sức chiến đấu đây là hạng gì kinh khủng cá nhân thực lực không có người không tôn trọng anh hùng tôn trọng cường giả cơ giáp sư đoàn các chiến sĩ tuy trong lòng hoảng hốt nhưng lại làm sao không phải tràn đầy hướng tới đây mới thực sự là cường giả nguyên lai like sử lai like khắc học viện cùng đường môn vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy đường vũ lân bộ pháp cũng không có tăng tốc nhưng mà bọn hắn cùng truyền linh tháp ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn truyền linh tháp đỉnh tháp mấy chục người sớm đã tại chỗ đó bày thế trận chờ quân địch mỗi người sắc mặt đều hết sức nghiêm túc đối với cái này một ngày đến thiên cổ đông phong sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng hắn không nghĩ tới là sử lai khắc học viện dĩ nhiên là dùng phương pháp như vậy đến báo thù không có sử dụng vĩnh hằng thiên quốc liền như vậy đường đường chính chính tới khiêu chiến càng làm trong lòng của hắn tức giận chính là sử lai khắc học viện theo như lời báo thù đối tượng cũng chỉ là bọn hắn thiên cổ gia tộc không thể nghi ngờ cái này đối với truyền linh tháp nội bộ cao tầng mà nói cực kỳ rung động lúc trước trận kia đại tai nạn kẻ cầm đầu vốn chính là thiên cổ gia tộc rất nhiều truyền linh tháp cao tầng cũng không biết tình huống cụ thể lúc sử lai khắc học viện cùng đường môn đưa ra báo thù thời điểm những thứ này một độ không biết chút nào truyền linh tháp cao tầng tự nhiên cực kỳ khó chịu thậm chí giữ dị nghị chỉ bất quá bọn hắn dị nghị đều bị thiên cổ đông phong cường thế tạm thời ép xuống thiên cổ đông phong tuyên bố đây đối với truyền linh tháp mà nói là nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh đại sự ở thời điểm này truyền linh tháp nội bộ nhất định đoàn kết một khi nội bộ xảy ra vấn đề như vậy truyền linh tháp không hề nghi ngờ sẽ thua bởi sử lai like khắc học viện cùng đường môn tương lai còn như thế nào cùng cái này hai đại tổ chức chống lại hắn lại tiến bộ hôm nay vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn đều muốn đem cái kia đường vũ lân đánh chết Thiên cổ điệt đình lạnh lùng nói ra. Đến lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Đối mặt với sử lai like khắc học viện cùng đường môn cường giả, vị này truyền linh tháp tiền nhiệm tháp chủ không có nửa phân nhát gan, thể hiện ra một loại đội trời đạp đất khí khái. Chính là bởi vì có vị này chuẩn thần tại, truyền linh tháp bên này mới không có xuất hiện lộn xộn. Cùng ta nghênh đón địch. Thiên cổ điệt đình quát lạnh một tiếng, hắn trước người cái kia truyền linh tháp tầng cao nhất thủy tinh phòng. Hắn một bước bước ra, đã đến không trung bên trong, tay phải hắn một giơ lên, một cây trường côn phóng lên trời, dường như sỏ xuyên qua thiên địa giống như, bộc phát ra không gì sánh kịp. Chuẩn thần vừa ra, thiên địa biến sắc, rất có vài phần thiên địa điên đảo hương vị. Thiên cổ điệt đình lơ lửng tại không trung bên trong, toàn thân khí thế bay nhanh tăng lên, cỗ này đến từ bàn long côn chiến thiên đấu địa, khí tức dường như tràn ngập tại toàn bộ bầu trời mà giữa. Vô luận đối diện có bao nhiêu đối thủ, hắn đều không sợ hãi. Khí thế loại này cũng cảm hóa lấy truyền linh tháp bên này mỗi một vị cường giả, thiên cổ đông phong tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, bạo phát ra đồng dạng khí tức cùng thiên cổ điệt đình xen lẫn nhau hô ứng. Ngay sau đó, lại có ba đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, toàn bộ bạo phát ra cường đại khí tức. Vậy mà đều là cực hạn đấu là cấp độ khí tức. Trong đó kể cả thiên phong đấu la lãnh giao thủ, còn có hai vị lão giả, một tên trong đó là nữ tính, một gã khác là càng lộ ra lão luyện luyện ngục đấu la thiên cổ thanh phong. Ngũ đại cực hạn đấu la. Cái này là truyền linh tháp nội tình, có thể tại sử lai like khắc thành, bị tạc hủy về sau luận nhanh chóng trở thành đại lục đệ nhất đại tổ chức, bọn hắn làm sao lại cũng không đủ nội tình a? À, chuyển linh tháp phương diện, nhưng rất nhiều cường giả đều bởi vì tuổi giữa để lựa chọn ẩn lui, nhưng thực đến rồi cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn theo sẽ xuất hiện. Chương 1742 nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngũ đại cực hạn đấu la vừa ra, chuyển linh tháp bên này khi thế rõ ràng nói được đưa lên, nhất là có thiên cổ điệt đình vị này chuẩn thần tại, trong lúc nhất thời, phần đông truyền linh tháp cường giả nháo nháo bay ra, trong đó liền kể cả ngân long đấu là cổ Nguyệt Na, cùng với thiên cổ trượng đình đám người. Sử lai khắc học viện cùng đường môn cường giả trên mặt đất, truyền linh tháp một phương tại không trung bên trong, song phương khí tức và chạm lẫn nhau, xuất phát ra vô số quang mang. Không khí đã bắt đầu vặn vẹo, khiến cái này một mảnh khu vực hoàn toàn biến thành rồi kỳ quái thế giới các loại suy nghĩ thực thể hóa hiện ra quang ảnh bay nhanh biến hóa dường như tùy thời đều muốn đem cái thế giới này hủy diệt giống như xa xa chỉ huy hai đại cơ giáp sư đoàn cái vị kia thiếu tướng lúc này mới minh bạch chính mình lúc trước ngăn cản là cỡ nào ấu trĩ đây là ngoài mười vị cực hạn đấu là ở giữa va chạm chính như đường vũ lân theo như lời đừng nói hiện tại chỉ có hai người bọn họ cơ giáp sư đoàn coi như là toàn bộ đại lục quân đội đều qua thì phải làm thế nào đây có thể ngăn cản được trận chiến đấu này phát sinh lui lại mau chóng lui lại đến xa xa, để tránh bị ảnh hưởng đến. Hắn quyết định thật nhanh, vội vàng ra lệnh. Có trời mới biết nhiều như vậy cường giả và chạm đứng lên sẽ là một phen, như thế nào cảnh tượng. Khủng bố như vậy khí tức sẽ trùng kích bao xa. Không ai biết rõ. Hắn hiện tại liền tiếp tục quan sát trận chiến đấu này tâm tình cũng không có, chỉ muốn có xa lắm không liền trốn xa hơn. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt trực tiếp rơi vào thiên cổ điệt đình trên người. Thật cường đại chuẩn thần, cảm thụ được thiên cổ điệt đình trên người cái loại này chiến thiên đấu địa khí tức đường vũ lân không khỏi liên tưởng tới ban đầu ở phụ thân thế giới trông thấy cái kia ba đạo thân ảnh tại thiên cổ điệt đình khí tức trên thân đã có ba đạo thân ảnh trong vị kia cầm trong tay trường côn thân ảnh hương vị đáng tiếc cũng chỉ là có chút giống mà thôi thực cùng vị kia so sánh với thiên cổ điệt đình còn kém xa lắm cho nên khí tức của hắn có lẽ có thể ảnh hưởng đến những người khác nhưng đối với đường vũ lân căn bản không có nửa phân tác dụng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại đường vũ lân trên mặt hai tay của hắn ở trước ngực khép lại theo trong mắt hào quang biến hóa không khí đều rất nhỏ bóp méo vài phần hai tay của hắn nhất trả sát kinh thiên thần thương đã rơi tại hắn trong lòng bàn tay đường vũ lân đem bề thiên thần thương chậm rãi dơ lên cao thiên cổ điệt đình thiên cổ đông phong các ngươi còn nhận ra chuôi này kinh thiên thần thương thấy đường vũ lân trong tay màu trắng bạc trường thương thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ đông phong sắc mặt đều hơi đổi bởi vì tại bọn hắn trong đầu chưa từng quên mất qua cái kia thân ảnh a đường vũ lân nằm cất cao giọng nói kình thiên đấu là miệng hạ tại âm mưu của các ngươi quỷ kế dưới chết đi đồng thời chết đi còn có chúng ta sử lai khắc học viện phần đông lão sư đường môn phần đông đệ tử cùng với sử lai khắc thành trên trăm vạn dân chúng các ngươi tại phát động trận kia đại tai nạn thời điểm có thể chịu được đã đến lương tâm bên trên khiển trách các ngươi cùng thánh linh giáo hợp mưu hại ta sử lai khắc xuống vực sâu hôm nay nên các ngươi trả giá thật nhiều thời điểm rồi chúng ta sử lái khắc học viện cùng đường môn cũng không giận chó đánh mèo người khác lần này chỉ riêng đối với thiên cổ gia tộc nhưng bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản chúng ta báo thù người đều là sử lái khắc học viện cùng đường môn tử địch nói đến đây đường vũ lân trong hai tròng mắt hào quang bắn ra bốn phía chỉ bằng vào một mình ngươi nói cùng chúng ta có có quan hệ liền cùng chúng ta có liên quan rồi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do các ngươi sử lái khắc học viện cùng đám chính là đều muốn xưng bá đại lục lòng muông dạ thú rõ rành rành hôm nay các người đối phó chính là chúng ta truyền linh tháp khó đảm bảo ngày mai liền sẽ không nhằm vào liên bồng quốc hội các ngươi là muốn noi theo viễn cổ thời đại võ hồn điện khống chế toàn bộ liên bang truyền linh tháp thành tựu đại lục hồn sư hạch tâm tổ chức vẫn cho là đại lục hồn sư phục vụ là mục đích đường vũ lân hôm nay coi như là cá chết lưới rách chúng ta cũng định sẽ không để cho âm mưu của các ngươi thực hiện được đường vũ lân lạnh cười một tiếng rất tốt hy vọng trong tay ngươi côn có thể có miệng của ngươi tốt như vậy lời vừa nói ra không khí dường như đều động lại thiên cổ điện đình lại mạnh mẽ hắn hiện tại cũng đã không phải là truyền linh tháp tháp chủ rồi có thể đại biểu nhất truyền linh tháp đấy như trước kêu một tiếng là thiên cổ điện chủ đường vũ lân đại biểu nhưng là toàn bộ sử lai khắc học viện cùng đường môn ai cũng không nghĩ ra đường vũ lân vừa đi lên vậy mà thời điểm này lại bắt đầu chiến tranh thiên cổ đông phong lại làm sao có thể lùi bước huống chi hắn trở thành cực hạn đấu la đã có rất nhiều năm sao sẽ sợ một cái đường vũ lân rất tốt hy vọng ngươi không muốn trên đường tránh lui một trận chiến này, không chết không thôi. Thiên cổ đông phong hét lớn một tiếng cầm trong tay bản long côn, lóe lên thân đã đến phía trước. Đường vũ lân đồng dạng phóng người lên, thu hồi kình thiên thần thương, đổi thành rồi chính mình hoàng kim long thương, trong hai tròng mắt điện quang bắn ra bốn phía. Tại hắn phi thân lên trong quá trình, từng tiếng sụp sối long ngâm vang lên theo, từng khối lân phiến tự nhiên hiển hiện, hiện mà ra bao trùm toàn thân, chính là hoàng kim long thể. Màu vàng hào quang từ đường vũ lân trên người xuất phát đi ra, long cương hộ thể, Bên kia, thiên cổ đông phong cầm trong tay bàn long côn, toàn thân khí tức tăng vọt, sáu đen ba đỏ, chín cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, phóng xuất ra đỉnh cấp cực hạn đấu la khí tức. Hắn trở thành bán thần đã có nhiều năm, là chân chính tư thâm cực hạn đấu la, cho dù là cùng thiên cổ điệt đình so với, cũng chỉ là tại hòa hầu bên trên kém một chút một ít. Từng ấy năm tới nay như vậy, chính là hắn dẫn đầu truyền linh tháp nhanh chóng phát triển, mới khiến cho truyền linh tháp đã có hiện tại thực lực như vậy song phương trên không trung rằng co khí tức dĩ nhiên bắt đầu kịch liệt mà va chạm kịch liệt năng lượng chấn động khiến cho mảng lớn mây mù phát tán bầu trời xa xăm song phương khí thế đều ở đây bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy song phương hồn sư đều tại chậm rãi lui lại đây là song phương thủ lĩnh trận đầu chiến đấu ở thời điểm này những người khác đều không thể tham dự trong đó bởi vì này tượng trưng cho hai đại tổ chức đỉnh cấp va chạm đường vũ lân trong ánh mắt tràn đầy kiên định nhưng cho dù là ở thời điểm này, hắn ánh mắt xéo qua, như trước không tự chủ quét về phía cái kia một đạo tịnh lệ thân ảnh. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy nàng, phi thường nhớ nàng. Giờ này khắc này nàng cũng tại đối phương trận doanh bên trong, tại bên người nàng đấy, là cái kia chán ghét thiên cổ trượng đình. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi đau đớn, cái này càng thêm kích phát hắn ý chí chiến đấu, trong tay hắn Hoàng Kim Long thương chớp mắt phát sáng lên, một cỗ cường thế khí tức tiếp theo bắn ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, sau lưng cực lớn kim long vương quang ảnh chớp mắt bay lên cái kia kim long vương dài đến vài trăm mét trên người mỗi một khối lân phiến đều rõ ràng có thể thấy được một đôi màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy cuồng bạo khí tức hắn mở ra sau lưng hai cánh rất có giả thiên tế nhật xu thế dấu ở truyền linh tháp đội ngũ phía sau một gã nam tử thấy như vậy một màn lông mi không khỏi có chút động vài cái trong lòng tự nói hắn kim long vương vậy mà đã thức tỉnh đến trình độ như vậy sao Kim Long Vương thế nhưng là truyền thừa Long thần tất cả mặt trái tâm tình, cái này Đường Vũ Lân tiếp tục hấp thu xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở nên điên cuồng lên. Đến lúc đó, chủ thượng chỉ sợ chưa chắc có thể áp chế được hắn a. Một vòng lo lắng chi sắc tiếp theo xuất hiện ở hắn lông mày giữa, hắn vô thức về phía phía trước cái kia tịnh lệ thân ảnh nhìn lại, hoàn toàn không rõ chính mình vị chủ thượng bây giờ là như thế nào suy nghĩ. Nàng đã sớm hẳn là đem Kim Long Vương thôn phệ rồi một lần nữa hóa thành Long thần, nhất định dùng ngân Long Vương ý niệm thành chủ đạo. Long thần mới là nguyên vẹn đấy, mới là chân chính cường đại tồn tại, cơ trí mà tỉnh táo, cường đại cũng không điên cuồng, dẫn theo bọn hắn hướng đi cao hơn cấp độ. Thế nhưng là, chủ thượng chậm chạp không có động tĩnh, có lẽ hôm nay hẳn là cái cơ hội tốt. A, à, nam tử kia nghĩ tới đây, hai mắt híp lại, vô thức mà nắm chặt rồi nắm đấm. Đường Vũ Lân đầu gối trong mắt hào quang tiến bắn, khí tức kéo dài bay vụt, trong chốc lát liền tiến vào thương thần cảnh giới chương 1743 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi, nhớ viết liền không giấu nhé. Đường Vũ Lân toàn thân kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt đã đến thiên cổ đông phong trước người, trong tay Hoàng Kim Long thương phát ra vô số đạo màu vàng hào quang, hướng đối phương bao trùm đi tới. Thiên cổ đông phong hừ lạnh một tiếng, bàn long côn dựng thẳng lên, hét lớn một tiếng. Một thức đội trời đạp đất phóng xuất ra, Bàn long côn áo nghĩa chính là bất khuất, vô luận là đối mặt với thiên địa hay vẫn là đối mặt với người, vĩnh viễn không khuất phục. Phần này chiến ý tạo thành bàn long côn linh hồn, một thức này đội trời đạp đất bị cực hạn đấu la, cấp độ thiên cổ đông phong triển khai được phát huy tác dụng vô cùng. Cho dù là nơi xa thiên cổ điệt đình thấy như vậy một màn, đều không tự chủ được gật gật đầu. Coi như là đổi hắn đến, cũng chưa chắc có thể bằng nhi tử làm được rất tốt. Đối mặt với sử lai like khắc học viện cường giả, loại này bất khuất ý niệm tại thiên cổ đông phong trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Đương, âm thanh chói tai vang lên theo, kinh khủng sóng khí bộc phát ra, người ở chỗ này có thể kỹ càng thấy, một vòng vặn vẹo rung động hướng xa xa khuếch tán đi tới. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt hào quang sáng chói, hắn mặc dù tại lui lại, nhưng trong tay Hoàng Kim Long thương hào quang càng thêm chói mắt, Thiên cổ đông phong một côn đánh lui đường Vũ Lân, khi thế trên người tự nhiên tiếp theo bạo tăng, cùng lúc đó, từng khối màu vàng nhạt đấu khải chớp mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là đã tuôn ra một tầng chất lỏng, đem hắn toàn thân đều ôm trọn ở bên trong. Hắn tại niên kỷ bên trên so đường Vũ Lân không biết lớn bao nhiêu, tại đây sinh tử đánh đấm thời điểm, hắn tự nhiên không có sĩ diện hão, vị này truyền linh tháp tháp chủ trước tiên phóng xuất ra hắn tứ tự đấu khải. Thiên cổ đông phong tứ tự đấu khải tên là thiên địa bàn cứ. Thiên địa bàn cứ thiên cổ đông phong, Thiên cổ Đông Phong kể từ đã có bộ này tứ tự đấu khải về sau, không biết mang nó đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Đấu khải phụ thân chớp mắt, hắn cả người dường như đều trở nên trong sáng rồi, một cỗ mãnh liệt ý niệm tự hồ muốn đem bầu trời đều nắm lấy giống như. Trong tay hắn bàn long cây nhanh chóng biến lớn, chớp mắt vượt qua trăm mét. Đây cũng không phải là suy nghĩ thực thể hóa, mà là chính thức thực thể. Cự côn lăng không, chiến thiên đấu địa. Chính là hắn cái này bàn long côn cường hãn nhất năng lực công kích một trong từng mảnh côn ảnh trên không trung liên tiếp ở một chỗ, bầu trời bị bàn long côn chấn động xuất hiện mảng lớn mảng lớn vết rách, sau đó những thứ này, vết rách trong chốc lát liền thôn phệ rồi chung quanh đại lượng thiên địa nguyên lực, thậm chí ngay cả lúc trước hắn cùng đường vũ lân giữa và chạm chỗ sinh ra năng lượng, cũng bị thôn phệ rồi, những năng lượng này toàn bộ lại rót vào bàn long côn bên trong, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra giống như... Chiến thiên đấu địa ý niệm phối hợp khai thiên tích địa bệnh cuồng, đây mới là bàn long côn cực hạn uy lực chỗ tứ tự đấu khải tại lúc này đã đem chất có hào quang rót vào bàn long côn trong bàn long côn tại đã có tứ tự đấu khải về sau phía trên một dục vọng cự long dường như sống lại tổng cộng chín đầu vạn vẹo cự long dương nánh múa vuốt theo hạ xuống long tức đánh tới hướng đường vũ lân thiên cổ đông phong căn bản không có phát động cái gì thăm dò tính tiến công vừa lên đến liền vận dụng hắn cường hãn nhất công kích cũng đúng lúc này lúc trước thối lui đến khá xa chỗ đường vũ lân trên người đồng dạng xuất hiện biến hóa hắn cái kia từng khối lân phiến phía dưới có một tầng màu vàng vầng sáng hiển hiện mà ra những thứ này màu vàng vầng sáng giống như là phóng đại rồi kim long vương lân phiến tại bảy màu vầng sáng túm tụng phía dưới bao trùm đường vũ lân toàn thân toàn bộ quá trình thật nhanh cái kia từng khối đấu khải hiện ra là sáng người màu vàng lúc bọn hắn xuất hiện thời điểm trong thiên địa hết thảy tự hồ trong nháy mắt cùng dừng lại đã liền thiên cổ đông phong cái kia khai thiên tích địa bàn long côn đều chậm chạp một lát đường vũ lân hai tròng mắt tiếp theo phát sáng lên cái này thân tứ tự đấu khải đã không thể đơn giản mà dùng hoa lệ để hình dung giáp lót vai hiện lên tầng tầng lớp lớp hình thoi hướng hai bên kéo dài dường như mỗi một chỗ đều có long lân góc cạnh lạc ấn lúc nó nguyên vẹn mà bao trùm tại đường vũ lân trên người thời điểm đường vũ lân như là đã có thoát thai hoán cốt biến hóa đã liền trong tay hoàng kim long thương cũng giống như theo đấu khải vầng sáng tràn vào chớp mắt trở nên mạnh mẽ lộ ra so trước kia càng thêm thon dài tầng tầng long văn hiển hiện tại hoàng kim long thương phía trên trường thương hai đầu riêng phần mình có hơn một xích thương mang liền tại đấu khải trên thân đồng thời đường vũ lân trên không trung chậm rãi về phía trước bước ra một bước đón cái kia khai thiên tích địa bàn long côn mà đi ngay sau đó một cỗ khó có thể hình dung khí thế từ trên người hắn chớp mắt phát ra loại khí thế này đến từ bản thân hắn cùng với đấu khải trong khoảnh khắc đó dường như hắn dĩ nhiên chân đạp đỉnh núi một cỗ không gì sánh kịp cường đại ý niệm từ trên người hắn phóng thích ra cái kia đứng ở chúng sinh đỉnh kiêu ngạo, cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tín niệm, cái kia càng là thiên địa cũng muốn hơi chút thần phục khủng bố uy áp. Truyền linh tháp trận doanh bên trong, xuất thần tại bản thể tông, có mạnh nhất đại não danh xưng là Hàn Thiên Y đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, hoảng sợ biến sắc. Ở đây xem cuộc chiến người ở bên trong, kể cả những cái kia cực hạn đấu la, hắn tinh thần lực có thể nói là mạnh nhất lớn đấy. Cho nên, hắn tinh thần lực cũng một mực bao trùm toàn trường, cảm thụ được từ sử lai like khắc học viện một phương khí tức. Nhưng vừa vặn, lúc đường Vũ Lân phóng thích đấu khải, trên người khí tức đột nhiên xuất hiện biến hóa thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khủng bố đến mức tận cùng ý niệm chớp mắt xông tới, đến hắn tinh thần thế giới bên trong. Bởi vì này trong nháy mắt tinh thần trùng kích, hắn tinh thần chi hải suýt nữa tan vỡ, sợ tới mức hắn vội vàng thu hồi tinh thần lực, Tính là như thế, hắn tinh thần chi hải như trước nhận lấy sự đà kích không nhỏ. Phải biết rằng, hắn tinh thần lực thế nhưng là đến gần vô hạn thần nguyên cảnh cấp độ đấy, có thể đối với hắn tinh thần lực sản sinh to lớn như thế trùng kích, trừ phi đối phương tinh thần lực cấp độ trong khoảnh khắc đó đạt đến thần nguyên cảnh. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh rồi hả? Nếu như thật là như vậy, vậy đối với truyền linh tháp mà nói chính là một cái tin dữ, liền tại hàn thiên y khiếp sợ không thôi thời điểm đường vũ lân cùng thiên cổ đông phong bắt đầu mạnh nhất và chạm tuy rằng hàn thiên y cảm thụ cực kỳ khắc sâu nhưng giờ này khắc này cảm thụ sâu nhất hay vẫn là thiên cổ một nhà kể cả thiên cổ điệt đình thiên cổ thanh phong thiên cổ trượng đình cùng thiên cổ đông phong ở bên trong tại đường vũ lân trên người bỗng nhiên tiến bắn ra cỗ này ý niệm chớp mắt bọn hắn không khỏi biến sắc trong nháy mắt đó bọn hắn chỉ cảm thấy đường vũ lân trên người xuất hiện một cỗ cường đại bất khuất ý niệm mà khi cái này cố ý niệm xuất hiện ở đường vũ lân trên người nháy mắt lúc đối phương bất khuất ý niệm đột nhiên áp đảo trên mình thời điểm thiên cổ đông phong ý chí chớp mắt liền hỏng mất cái này thuần túy là tinh thần tầng diện va chạm mà đối với bọn hắn loại này cực hạn đấu là cấp độ cường giả mà nói tinh thần tầng diện va chạm nhiều khi thậm chí muốn trực tiếp hồn lực va chạm đáng sợ hơn có thể trở thành cực hạn đấu là thiên cổ đông phong đồng dạng đối với thần cấp cấp độ côn pháp có chỗ lĩnh ngộ mà hết thảy này đều thành lập tại cái kia ý niệm bên trên đấy hết sức chuyên chú, chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, lúc đối phương ý niệm so với chính mình càng mạnh mẽ, hơn nữa mạnh đến nỗi vượt qua một tầng thứ thời điểm, chính hắn bên trong bất khuất ý niệm trước hết hỏng mất. Cũng chính là, hắn côn chi thần vận tan vỡ. Chương 1744 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Cái kia kết hợp được chiến thiên đấu địa cùng khai thiên tích địa, côn ảnh chớp mắt liền xuất hiện tối loạn. Cũng vừa lúc đó, thiên cổ đông phong nghênh đón đấy, là đường Vũ Lân đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng khủng bố xông tới, Tại cái kia một cái chớp mắt, đến từ Kim Long Vương hai tròng mắt điên cuồng ý niệm dường như cùng Đường Vũ Lân hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cái kia phần trùng kích như ngôi sao rơi xuống, cái kia phần cuồng dã tựa như cuồng thần Hàng Lâm. Cấm Thiên Địa, Long Hoàng Đấu, Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng, hai đại Long Hoàng cấm pháp hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên Địa lờ mờ, thế giới chập chờn. Nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều tiếp theo sụp đổ rồi, hết thảy tất cả đều theo cái kia va chạm triệt để đắm chìm bầu trời xuất hiện mảng lớn mảng lớn đen sì như mực vết rách điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh hết thảy cho dù là thân là cực hạn đấu la các cường giả lúc này đều nhao nhao bay nhanh lui lại để tránh bị đường vũ lân cùng thiên cổ đông phong sau khi va chạm sinh ra năng lượng sóng ảnh hưởng cho dù thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ thanh phong trong khoảnh khắc đó đều muốn ra tay cứu viện cũng làm không được rồi bọn hắn đều đã toàn thân cứng ngắc khí thế hoàn toàn bị đè lại sau đó va chạm mạnh liền xuất hiện chẳng ai ngờ rằng cái này hai đại tổ chức lĩnh tụ vừa lên đến liền bộc phát ra mãnh liệt như thế và chạm căn bản đây mới thực sự là sinh tử chi chiến phải biết rằng đến rồi cực hạn đấu là cấp độ ai cũng sẽ không dễ dàng như thế bọn hắn lại lựa chọn như thế mạnh mẽ sinh tử chi chiến có thể thấy được song phương ở giữa thù hận nhiều bao nhiêu nơi xa người đang xem cuộc chiến đám cả đám đều không khỏi hãi hùng khiếp vía còn nhịn không được suy đoán lần này và chạm cuối cùng ai có thể chiếm thượng phong thiên cổ đông phong chính là uy tín lâu năm cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư cái này ai cũng biết chỉ có như vậy một vị cực hạn đấu la tại cùng đường vũ lân giao thủ sau cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối quan trọng hơn chính là đường vũ lân thế nhưng là một vị thần tượng như vậy một vị thần tượng tại trong thực chiến có thể đạt đến như thế nào sức chiến đấu còn không rõ ràng lắm nhưng hắn nhất định có tứ tự đấu khải đồng dạng là tứ tự đấu khải sư thần tượng chính mình tứ tự đấu khải không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ một ít bởi như vậy ai thắng ai thua cũng là khó nói đừng nói là người ngoài coi như là sử lai like khắc học viện bên này bảy ngày cực hạn đấu la cũng không khỏi chấn động đặc biệt là khi bọn hắn thấy đường vũ lân trên người xuất phát ra như vậy kỳ dị khí thế thời gian đồng dạng tại chuẩn thần cấp độ quang ám đấu la long dạ nguyệt cảm thụ càng khắc sâu bảy vị cực hạn đấu là bên trong liền là nàng tinh thần lực cấp độ cao nhất cung vị mạnh nhất đại não hàn thiên y so với cũng không kém là bao nhiêu huống chi long dạ nguyệt là cực hạn đấu la đối với cấp độ cao hơn chiến đấu phán đoán do so hàn thiên y muốn chuẩn xác nhiều lắm lúc đấu khải vừa ra thời điểm nàng chớp mắt liền đoán được đây tuyệt đối là thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần mặc dù chỉ là bộc phát cái kia một cái chớp mắt giữa đạt đến thần nguyên cảnh có thể vậy cũng là thật sự rõ ràng thần nguyên cảnh đường vũ lân lại có thể để cho chính mình tinh thần lực tại bộc phát trong quá trình đạt đến trình độ như vậy điều này thật sự là quá kinh khủng điểm này cho dù là lúc trước vân minh cũng làm không được Thần nguyên cảnh có phải hay không đi thông thần để chìa khóa điểm mấu chốt, không người biết được, bởi vì trừ rồi thần cách đám bên ngoài, căn bản không ai đặt đến qua cái này cấp độ. Bầu trời phía trên, trọn vẹn rằng có mấy chục giây mới chậm rãi khôi phục bình thường. Không trung bên trong hai đạo thân ảnh sớm đã tách ra, riêng phần mình ở vào bọn hắn ra trước chỗ vị trí. Đường Vũ lân lơ lửng tại không trung bên trong, toàn thân đấu khải không đứt nhộn nhạo lên từng tầng một bảy màu vầng sáng, tàn ra kỳ dị sáng bóng, mờ hồ giữa còn có điện quang lượn lờ. Trong tay hắn hoàng kim long thương tại rất nhỏ mà run rẩy, đó cũng không phải là bởi vì hắn bản thân run rẩy, mà là hoàng kim long thương tản mắt ra một loại vô cùng kích động khí tức tạo thành. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt mơ hồ có màu đỏ hào quang, đáy mắt điên cuồng thẳng đến lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đã từng thấy qua hắn hóa thành khát máu kim long sử lai khắc thất quái, sáu người khác đều có chút bận tâm, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, lại không giống như là không khống chế được bộ dạng mà khi ánh mắt của mọi người chuyển rời đến thiên cổ đông phong trên người thời điểm cũng không khỏi chấn động bởi vì lúc này hắn nhìn đi lên quả thực có chút thảm thiên cổ đông phong trên người đấu khải rõ ràng trở nên gồ ghề đấy kim loại đang tại không đứt nhúc nhích rất hiển nhiên là đang tiến hành bản thân chữa trị có thể cái này cũng chưa tính cái gì làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại hắn phía bên phải nơi bả vai nhiều một cái động sau đó cả đầu cánh tay phải thu nhỏ lại so với lúc trước một phần ba tứ tự đấu khải hoàn toàn cùng hồn sư bản thân dung hợp, cánh tay của hắn thu nhỏ lại, tứ tự đấu khải tự nhiên cũng đi theo thu nhỏ lại. Hắn cái kia thu nhỏ lại sau cánh tay nhìn qua là như thế không cân đối, trong động không có máu tươi chảy ra. Thiên cổ đông phong lúc này sắc mặt càng là một mảnh xám trắng, một mặt vẻ kinh hãi, một kích chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến, hiện nay sử lai khắc học viện hải thần các các chủ tại cùng truyền linh tháp tháp chủ, và chạm thời điểm, vậy mà một kích liền đả thương nặng đối thủ, hắn chẳng những đâm xuyên qua thiên cổ đông phong tứ tự đấu khải lại còn phế bỏ kia cánh tay phải trong khoảng thời gian ngắn trong mắt mọi người đường vũ lân dường như trở nên cao lớn rất nhiều mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc lúc nào vị này hải thần các các chủ đường môn môn chủ vậy mà như thế cường đại rồi thật là chỉ có hai chiêu liền một vòng va chạm phía dưới đồng dạng toàn lực ứng phó xuất thủ thiên cổ đông phong liền thất bại hắn thua thảm hại như vậy Thiên cổ điệt đình đồng dạng khiếp sợ há miệng ra, chỉ có hắn rõ ràng nhất vì sao lại như vậy. Từ khí tức bên trên phán đoán, Đường Vũ Lân còn không phải cực hạn đấu la, tại tu vi bên trên còn kém một chút. Thế nhưng là lúc hắn đeo vào cái kia thân tứ tự đấu khải về sau, tu vi vậy mà vượt qua thiên cổ đông phong, hơn nữa hẳn là đã vượt qua bình thường bán thần cảnh giới. Tuy rằng hắn vẫn chưa tới chuẩn thần cấp độ, thế nhưng là cái này tứ tự đấu khải tăng phúc cũng thật là đáng sợ a. À. Quan trọng nhất là, trên người hắn lúc trước xuất hiện cỗ này, ý niệm quả thực giống như là chuyên môn vì khắc chế thiên cổ, gia tộc bàn long côn, mà tồn tại. Bắt khuất côn pháp căn bản chính là tinh thần khí thế, lúc tinh thần khí thế bị áp chế thời điểm, bọn hắn còn làm sao có thể phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực. Bất quá, đường Vũ Lân theo sát phía sau đi lên một kích kia đồng dạng khủng bố, chẳng qua là trong nháy mắt liền đả thương nặng thiên cổ đông phong, thiên cổ điệt đình tự hỏi coi như là đổi thành chuẩn thần cấp độ chính mình tuy rằng có lẽ có thể làm cho đường vũ lân chẳng nhiều dễ chịu nhưng hắn cũng khó bảo vệ không có ở đây dưới tình huống như vậy bị thương bọn hắn đối với đường vũ lân đánh giá vẫn luôn rất cao nhất là đường vũ lân tốc độ phát triển có thể tuyệt đối không nghĩ tới là đường vũ lân vậy mà trong thời gian thật ngắn phát triển đến rồi trình độ như vậy đây quả thực khó có thể tưởng tượng thiên cổ đông phong đã từng không chỉ một lần đã từng nói qua không có khả năng để cho đường vũ lân trở thành cái kế tiếp văn minh có thể bây giờ nhìn lại, Đường Vũ Lân đã rất tiếp cận cái kia tầng thứ. Lúc Đường Vũ Lân trở thành cực hạn đấu la, đeo vào tứ tự đấu khải, chỉ sợ sẽ là chuẩn thần cấp độ cường giả, mà lại, hắn phát triển không gian càng là đáng sợ, hắn tương lai rất tốt có thể sẽ trở thành siêu việt văn minh tồn tại. Thời gian động lại, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đường Vũ Lân trên người đường vũ lân bản thân nội tâm làm sao không hưng phấn mặc dù ngay cả liên tục sử dụng long hoàng đấu cùng long hoàng trùng đối với hắn có nhất định tự thương tuy nhiên lần này đã thực sự trọng thương thiên cổ đông phong nếu như không phải thiên cổ đông phong bản thân lực phòng ngự rất mạnh càng là chữa trị rất nhanh thì bị hoàng kim long thương thôn phệ liền không chỉ là một cái cánh tay rồi mà cho dù chẳng qua là cực hạn đấu là một cái cánh tay mang đến sinh mệnh năng lượng cũng là tương đối khổng lồ đấy cho nên hiện tại đường vũ lân trạng thái ngược lại tăng lên Chương 1745 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Đây là đường Vũ Lân lần thứ nhất sử dụng Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải, sử dụng về sau, hắn mới phát hiện bộ này thần cấp đấu khải là cường đại như thế. Nó hoàn mỹ mà tăng cường rồi hắn bản thân sức chiến đấu, giống như là có cái khác hắn tại tăng phúc bản thân. Có lẽ có thể nói như vậy, nó chính là thành tựu một cái thuần túy tăng cường khí cụ cùng phòng ngự vũ khí, mà tồn tại, cũng không có gì đơn độc cái khác năng lực thiên cổ đông phong chiến thiên đấu địa khai thiên tích địa ảnh hưởng hay vẫn là cực kỳ cường hãn đấy lại tất cả đều bị đường vũ lân đấu khải hấp thu thậm chí còn chuyển hóa một bộ phận năng lượng truyền cho hắn cho nên hắn lộ ra tương đối thoải mái không có gì liền vượt qua liền đường vũ lân chính mình cũng không nghĩ tới vừa mới một kích này rõ ràng có thể đạt đến như thế uy lực trong khoảng thời gian ngắn khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong thiên cổ đông phong nhãn thần lộ ra kinh nghi bất định ngay sau đó liền tràn đầy oán độc thiên cổ đông phong có thể kỹ càng cảm giác được chính mình cánh tay này là triệt để phế bỏ đây không phải là bình thường bị thương mà là bị tước đoạt rồi sinh mệnh cơ năng lúc thiên cổ đông phong đấu khải bị đâm trúng trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác được điên cuồng lực cắn nuốt lúc ấy duy nhất có thể làm đấy chính là đem cái này cỗ lực cắn nuốt áp chế bên phải cánh tay trong phạm vi sau đó nhanh chóng thoát ly đây đã là sáng suốt nhất cách làm rồi thế nhưng là đối với một vị cực hạn đấu la mà nói cánh tay phải bị phế ý vị như thế nào ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến chuẩn thần tầng thứ, chớ nói chi là trùng kích trong giấc mộng chân thần cảnh giới. Đường Vũ Lân mang cái này một kích, tương đương với là đoạn tuyệt hắn tương lai hy vọng. Có thể nghĩ hắn lúc này đối với Đường Vũ Lân có như thế nào mãnh liệt oán hận tình cảnh. Hoàng Kim Long thương lập tức, Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt hào quang bắn ra. Đúng vậy, không có chấm dứt, hết thảy còn chưa kết thúc. Hôm nay đến hắn mà nói, không phải luận bàn mà là báo thù cuộc chiến, không chết không thôi báo thù cuộc chiến mãnh liệt chiến ý trong lòng hắn tiêu động không trung hắn về phía trước bước ra một bước tiếp theo trong nháy mắt hắn đã mang theo một đạo màu vàng bảy màu cầu vồng lần nữa đánh về phía rồi thiên cổ đông phong thiên cổ đông phong bản long côn đã đến tay trái ở bên trong đối mặt với khí thế như cầu vồng đường vũ lân hắn ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng đúng lúc này sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này các vị cường giả đồng thời lên không đánh về phía rồi truyền linh tháp một bên nếu như nói vừa rồi truyền linh tháp còn cho rằng phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy, giờ này khắc này, phần này tự tin không còn lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng thiên cổ Đông Phong, ý nghĩa sử lai khắc học viện bên này nhiều một vị cực hạn đấu la sức chiến đấu. Tại loại tình huống này, thiên cổ Điệt Đình đột nhiên hét lớn từng cái âm thanh. Bằng vào chuẩn thần thực lực, hắn cái này toàn lực ứng phó giống khiến ở đây, mọi người động tác đều trì hoãn một lát, bởi vì cách khá xa, thiên cổ thanh phong sớm một bước đi tới thiên cổ đông phong bên cạnh, giúp hắn cùng một chỗ ngăn lại đường Vũ Lân một kích. Sử lai khắc học viện cùng đường môn mọi người, cũng thừa cơ hội này đi vào đường Vũ Lân bên cạnh, song phương cách không rằng co, thiên cổ điệt đình trầm giọng quát, đường Vũ Lân, người ý định muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan a? À. Hiện tại, có vượt qua 19 cái định trang hồn đạo, đạn pháo nhắm ngay các ngươi sử lai khắc học viện, ta cũng không tin, các ngươi có thể ngăn cản được, Nhìn xem hắn nhìn giống như mạnh mẽ lại có vài phần âm lệ ở bên trong bộ dạng, đường Vũ Lân đã biết rõ, hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đồng dạng thủ đoạn. Lại nhằm vào chúng ta một lần. Vậy người đại khái có thể thử một chút, xem một chút khắc học viện phòng ngự hệ thống. Từ lăng tử thần, tự mình chủ trì thành lập hồn đạo hàng ngũ hệ thống phòng ngự đã toàn bộ hoàn thành, đây hết thảy, từ ngoại giới căn bản nhìn không ra nhưng mà kể cả chặn đường phòng ngự dò xét nguyên vẹn hệ thống đều đã lắp đặt hoàn tất hơn nữa hoàn toàn là nhằm vào thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo mà xây đấy chính là bởi vì hết thảy đều chuẩn bị xong sử lai like khắc học viện cùng đường môn mới có thể khởi xướng lần này báo thù thiên cổ điệt đình sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn lần thứ nhất cảm giác được truyền linh tháp muốn chống cự không thể từ luận võ kén rể đến chiến thần điện, hai lần va chạm đại bại, sử lái khắc học viện thực lực tăng lên rất nhanh, đạt đến cao đoan chiến lực vượt xa truyền linh tháp trình độ. Quan trọng hơn chính là, vĩnh hằng thiên quốc khiến thiên cổ điệt đình, bọn hắn đã mất đi đến từ liên bang quân đội tuyệt đối ủng hộ. Bọn hắn liên tục thất bại, cuối cùng gây thành rồi trước mắt cục diện, sử lai khắc học viện bảy đại cực hạn đấu la hơn nữa đường vũ lân cùng ai như hằng hai đại có được cực hạn chiến lực cao thủ loại thực lực này loại này cường hãn sức chiến đấu tại toàn bộ đấu la đại lục trong lịch sử bất kỳ một cái nào tổ chức đều không có qua truyền linh tháp tuy cường đại nhưng tổng cộng cũng liền chỉ có 5 vị cực hạn đấu la những người khác thực lực cuối cùng hay vẫn là yếu đi một ít mà sử lai khắc học viện cùng đường môn hai đoàn sức chiến đấu cũng không yếu sử lai khắc thất quái đã lần lượt mà rõ ràng thực lực của bọn hắn trừ phi hiện tại chiến thần điện chịu đứng ở truyền linh tháp bên này, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đường Vũ Lân lần nữa dơ lên hoàng kim long thương, sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này sáng lên mảng lớn hào quang, một bộ bộ Mỹ lệ đấu khải nhau nhau xuất hiện ở các vị phong hào đấu la, trên người. Tại đây chút ít hồn sư bên trong, một nửa trở lên người vậy mà đều mặc lấy vô cùng cường đại tứ tự đấu khải. Thiên cổ điệt đình một tia hy vọng cuối cùng cũng theo những cái kia tứ tự đấu khải, xuất hiện mà tan vỡ, Tại sao có thể có nhiều như thế tứ tự đấu khải, đường vũ lân thiên rèn năng lực vậy mà vượt xa thần tượng trấn hoa A? À? Thế nhưng là, đến lúc này, vô luận hắn cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì, bọn hắn sắp sửa đối mặt là một trận hủy diệt giống như tai họa. Thiên cổ Điệt Đình kéo lại đều muốn lao ra thiên cổ Thanh Phong, thở dài một tiếng, mà thôi, mà thôi. Việc đã đến nước này, thiên cổ gia tộc nhận thua. Đường vũ lân, người chờ một chút nói đến đây vị này chuẩn thần chậm rãi bay ra đường vũ lân hai mắt híp lại đến lúc này hắn cũng không sợ đối phương sẽ phải hoa chiêu gì thiên cổ điện đình sắc mặt âm lãnh thiên cổ đông phong thiên cổ thanh phong chậm rãi cùng ở bên cạnh hắn thiên cổ điện đình chuyển hướng truyền linh tháp một phương mọi người trầm giọng nói hôm nay chúng ta thiên cổ gia tộc nhận thua rồi chúng ta là làm rất nhiều chuyện đến nơi này thời điểm cũng không có gì hay phủ nhận đấy nhưng mà cùng thánh linh giáo cấu kết chẳng qua là ta một nhà sự tình cùng truyền linh tháp những người khác không quan hệ nói xong câu đó hắn một lần nữa chuyển hướng đường vũ lân phương hướng các ngươi sử lai khác học viện không phải luôn luôn đều cho là mình là công bằng minh bạch đấy sao tốt lắm, hiện tại chúng ta thiên cổ gia tộc nhận thua, chúng ta phụ tử ba người mặc kệ người xử trí, nhưng ta có cái yêu cầu, các ngươi không thể liên lụy đến truyền linh tháp những người khác, đồng thời, ta chắc trai thiên cổ trượng đình cũng không có tham dự đến chuyện ban đầu kiện bên trong, ta chỉ hy vọng cho chúng ta thiên cổ gia tộc lưu lại một cái huyết mạch. Nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta phụ tử ba người thúc thủ chịu chói, bằng không mà nói, chúng ta liền liều cái cá chết lưới rách lão phu có thể nói nếu như dốc sức liều mạng mà nói mang mấy người cùng đi vấn đề hẳn là không lớn thiên cổ điện đình lần này lời vừa nói ra ngược lại khiến đường vũ lân có chút làm khó bọn hắn đã chiếm được tuyệt đối thượng phong nhưng đường vũ lân không nghĩ tới thiên cổ điện đình sẽ làm ra lựa chọn như vậy hơn nữa thiên cổ điện đình nói không sai nếu như một vị chuẩn thần ý định dốc sức liều mạng mà nói cho dù là đồng cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản ngạnh kháng chuẩn thần một mà lại thiêu đốt chính mình sinh mệnh hỏa diễm, tại trong thời gian ngắn là có thể đụng chạm đến thần cấp cấp độ. Thế nhưng là, liền như vậy buông tha thiên cổ trượng đình A. Về công về tư, cái này cũng không phải đường Vũ Lân nguyện ý thấy đấy. mươi 1746 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Thiên cổ điệt đình lời nói thành như vậy, đường Vũ Lân lúc này cũng có chút tiến thoái lưỡng nan rồi, Đường Vũ Lân đã đáp ứng Mặc Lam, không giận cho đánh mèo người khác, nếu như truyền linh tháp, những cường giả khác không cản trở bọn hắn báo thù liền không dễ dàng giết người. Lúc này cục diện lại trở thành như vậy, truyền linh tháp bên kia, dùng thiên phong đấu la lãnh giao thủ, cầm đầu rất nhiều cường giả nhãn thần phát sinh biến hóa. Ông cố, ta nguyện cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Thiên cổ trượng đình mãnh liệt vọt ra. Còn không đợi hắn vọt tới thiên cổ điệt đình bên cạnh, thiên cổ đông phong rơi chân lên, một cước đem hắn đạp bay rồi. Cút xéo, cổ nguyệt na ở phía xa tiếp được rồi thiên cổ trượng đình lúc đường vũ lân thấy như vậy một màn thời điểm không khỏi lòng như đao cắt sử lai khắc học viện cùng đường môn cường giả ai cũng không có mở miệng ở thời điểm này chỉ có thể có một thanh âm vô luận đường vũ lân như thế nào quyết định đều là hai đại tổ chức cùng chung quyết định không hề nghi ngờ chỉ cần bắt lại thiên cổ gia tộc ba đại cực hạn đấu la thiên cổ gia tộc tại truyền linh tháp bên trong địa vị liền sẽ rớt xuống nghìn trượng đều muốn một lần nữa quật khởi nói dễ vậy sao hơn nữa, đã liền truyền linh tháp thực lực của bản thân cũng biết trên phạm vi lớn hạ thấp, ít nhất tại trong ngàn năm cũng không thể uy hiếp được sử lai khác học viện, cùng đường môn rồi. Thành tựu đại lục hồn sư giới trọng yếu tổ chức một trong, truyền linh tháp vẫn có tồn tại ý nghĩa, truyền linh tháp là hồn sư đám giành được hồn linh là quan trọng nhất con đường. Thời gian trôi qua, đường Vũ Lân trong lòng có hai loại thanh âm tại đối kháng. Lúc này, thiên cổ điện đình tiếp tục nói, chúng ta còn nguyện ý làm ra bồi thường, ta lời vừa mới nói 19 quả cửu cấp hồn đạo đạn pháo cho các ngươi. Đồng thời, chúng ta nguyện ý bồi thường một khoản tiền, đầy đủ sử lai like khắc tân thành kiến thiết tiền. Hắn biết rõ, sử lai like khắc học viện là không thể nào đem chọn cái truyền linh tháp hủy diệt đấy, nếu không cũng sẽ không như vậy chính thức quang minh mà đến, chỉ cần điều động vĩnh hằng thiên quốc là được rồi. Dù sao, tại bên ngoài không có ai biết vĩnh hằng thiên quốc đã rơi vào đường Vũ Lân, trong tay bọn họ rồi. Đường Vũ Lân bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định phải làm được đường đường chính chính, cho nên liên lụy cũng không phải là đồ sát đường vũ lân hít sâu một hơi liền tại hắn muốn mở miệng thời điểm đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến tất cả mọi người sững sờ hai đoàn cường đại khí tức từ xa xa nhanh chóng tới có thể làm cho đường vũ lân bọn hắn có loại cảm giác này đấy không hề nghi ngờ chỉ có cực hạn đấu la vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la chạy tới đường vũ lân lương vội vàng ngưng thần nhìn lại hai đạo thân ảnh tới nhanh chóng nhưng hắn vậy mà đều biết thấy rõ người tới về sau hắn thở dài một hơi bởi vì hắn biết rõ hai vị này tuyệt sẽ không đứng ở đối phương bên kia bay ở phía trước người tới là hãn hải đấu la trần tân kiệt cũng ngay tại lúc này sử lái khắc học viện quét dọn nhân công lão trần vô luận xuất hiện như thế nào biến cố có quang ám đấu la long dạ nguyệt tại quét dọn nhân công lão trần là tuyệt đối không có khả năng đứng ở sử lái khắc học viện đối lập đấy đi theo Trần Tân Kiệt bên cạnh cái kia người để cho đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, vị này hắn đương nhiên cũng nhận thức, thậm chí còn tại quá khứ từng dưới trướng. Chính là huyết thần quân đoàn quân đoàn trưởng, minh kính đấu la trường Huyễn Vân. Vị này như thế nào sao đến rồi? Hắn không phải hẳn là tại thủ vệ thầm uyên thông đạo A. Thân là huyết thần quân đoàn linh hồn nhân vật, không phải tình huống khẩn cấp sẽ không đơn giản ly khai cái kia. Trần Tân Kiệt, người muốn làm gì? thấy quét dọn nhân công lão trần quang ám đấu la long dạ nguyệt lóe lên thân liền đến trước mặt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn hắn trần tân kiệt thần nghiệm sắc vốn dị thường nghiêm túc nhưng lúc hắn nhìn thấy long dạ nguyệt thời điểm lập tức trở nên mềm yếu nguyệt nguyệt chính sự ta có chính sự chuyện này quan hệ đến đại lục nghìn nghìn vạn vạn sinh mệnh hiện ở thời điểm này hồn sư giới không thể tự giết lẫn nhau nhất định phải dắt tay đồng tâm mới được long dạ nguyệt sừng sốt một chút nàng biết rõ, Trần Tân Kiệt không phải cái loại này ăn nói lung tung người, hắn nói là chính sự, nhất định trọng yếu phi thường. Nàng cũng không nhận ra Trương Huyễn Vân, nhưng nếu là cực hạn đấu là cấp độ cường giả, nghĩ đến cũng chính là những người kia. Huống chi, lúc này Trương Huyễn Vân còn mặc thượng tướng quân phục, cái này rất có thể chứng minh thân phận. Trần Tân Kiệt lướt qua Long Dạ Nguyệt, đi vào đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Điệt Đình ở giữa, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện. Các ngươi đều đừng đánh nữa, vô luận có bao nhiêu thù hận hiện ở thời điểm này, cũng không phải động thù thời điểm. Đường Vũ Lân nghi hoặc nói, Trần Lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Tân Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Trương Huyễn Vân, Huyễn Vân, ngươi tới nói đi. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, lúc này Trương Huyễn Vân sắc mặt dị thường khó coi. Hắn còn chưa bao giờ gặp Trương Huyễn Vân xuất hiện qua vẻ mặt như thế, cho dù đối mặt với thầm uyên vị diện thầm uyên triều tịch lúc, vị này vẫn như cũ chấn định thấy thần sắc của hắn, đường Vũ Lân lập tức đã minh bạch, chỉ sợ thật sự có đại sự đã xảy ra. Vô tình đấu la Tào Đức Trí cũng bay tới, hắn cùng Trương Huyễn Vân hợp tác nhiều năm, biết rõ chính mình vị lão bằng hữu này luôn luôn đều là yên vui phái, vô luận đối mặt với cái dạng gì khó khăn, đều biết dùng tốt nhất tâm tính đi ứng đối, hắn dẫn đầu huyết thần quân đoàn như là một khối thiết bản. Hơn nữa, Trương Huyễn Vân coi như là sử lai like khắc học viện người ủng hộ, chỉ bất quá huyết thần quân đoàn trách nhiệm trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi lão trương, làm sao vậy? Tào Đức Trí trên mặt nghi ngờ hỏi. Trương Huyễn Vân thở dài ra một hơi, phiền toái lớn. Thầm Uyên triều tịch, không đúng. Nếu như lại có Thâm Uyên triều tịch, người căn bản không có khả năng ly khai. Đến cùng làm sao vậy? Tào Đức Trí có chút không thể chờ đợi được mà truy vấn. Một tia dự cảm bất hảo tiếp theo xuất hiện trong lòng hắn. Chúng ta thủ hộ thầm Uyên thông đạo không có xảy ra vấn đề, hết thảy bình thường nhưng mà ta vừa mới nhận được tin tức tại đại lục phương bắc xuất hiện thâm uyên sinh vật hơn nữa số lượng nhiều thậm chí vượt xa chúng ta đối mặt với thâm uyên triều tịch thời gian cái gì đường vũ lân cùng tào đức trí vô cùng kinh ngạc chăm miệng một lời nói phương bắc phương bắc vậy mà xuất hiện thâm uyên sinh vật trong lúc nhất thời bọn hắn đều có loại từ gan bàn chân một mực mắt đến đỉnh đầu cảm giác cái này thâm uyên sinh vật là cái quái gì cái kia chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt thôn vệ hết thảy sinh mệnh năng lượng đích thực sinh vật trừ bỏ bị đường vũ lân hoàng kim long thương thôn phệ bên ngoài bất luận cái gì thâm uyên sinh vật sau khi bị giết chết cũng sẽ hóa thành màu đen khí lưu phản hồi thâm uyên thông đạo đây là một loại kinh khủng bực nào sinh vật mà mục đích của bọn nó chính là muốn thôn phệ toàn bộ đấu la đại lục vị diện Căn cứ lúc trước Long Dạ Nguyệt đối với đường Vũ Lân theo như lời, thầm uyên vị diện cấp độ thậm chí còn muốn tại đấu la đại lục vị diện bên trên, tại không có thần giới thủ hộ dưới tình huống, một mà lại bị thầm uyên vị diện toàn diện xâm lấn, cái kia toàn bộ đại lục chỉ sợ không còn nữa tồn tại. 6.000 năm trước liền xuất hiện qua một lần như vậy tình hình nguy hiểm, không biết hy sinh bao nhiêu cường giả mới đưa thầm uyên thông đạo phong ấn. 6.000 năm sau hôm nay, thầm uyên sinh vật rõ ràng tại khác một chỗ xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Người có thể xác định, thật là thâm uyên sinh vật. Tào Đức Chí nghẹn ngào hỏi. Trương Huyễn Vân nói, có thể xác định, đã có hình vẽ chuyển tới, liền mị hoàng đều đã có, xác nhận không thể nghi ngờ là thâm uyên sinh vật, cực bắc chi địa phụ cận mấy cái thôn chấn đã không còn tồn tại, tất cả sinh mệnh thể bị cắn nuốt được sạch sẽ. Những thứ này đáng sợ đồ vật những nơi đi qua, vô luận là hồn thú hay vẫn là thực vật, đều đã thành bọn hán đồ ăn, nhất định lập tức tổ chức nhân thủ đuổi đi tới, không có khả năng khiến chúng nó tàn sát bừa bãi lan tràn, nếu không, đại lục nguy rồi trần tân kiệt cười khổ nói chính là bởi vì như thế ta mới khiến cho các ngươi trước dừng tay ở thời điểm này chúng ta còn có thể đấu đá lẫn nhau quân bộ bên kia đã bắt đầu tổ chức vật tư chiến lược cũng điều động tất cả có thể điều động binh lực hương phương bắc nhanh nhẹn tiến đến phương bắc quân đoàn hiện tại đã qua bắc hải quân đoàn nai nịt gọn gàng chờ xuất phát trung ương quân đoàn trễ nhất sẽ tại mấy ngày tới xuất phát phương nam quân đoàn điều động sẽ chậm một chút hải thần quân đoàn cũng đại khái sẽ tại ngày mai xuất phát nhưng mà, vô luận cỡ nào cường đại quân đội đều cần thống soái, cần cường giả thành tựu thống soái, cũng chính là cần các ngươi. Ta sẽ trở lại hải thần quân đoàn, nếu như có thể, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đại lục đã đến sinh tử tồn vong chi quan hệ. Ta đại biểu quân đội, thỉnh cầu trợ giúp của các ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, thủ hộ đại lục, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trần Lão Ngài yên tâm, sử lai khắc học viện nhất định đến chết không từ. Trần Tân Kiệt nhìn về phía bên kia thiên cổ điệt đình, thoáng dừng lại một chút, có chút trần chờ nói, vậy ngươi thì sao? Đường Vũ Lân cũng nhìn về phía thiên cổ một nhà, nhìn lại một chút phe mình bên này các vị cường giả, hít sâu một hơi, thu riêng tạm thời để xuống, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước cứu đại lục. Như thế ngắn ngủi một câu, hắn cơ hồ là dụng hết toàn lực mới nói ra được. Mắt thấy đại thù được báo, ở thời điểm này, hắn lại muốn lựa chọn tạm thời buông tha cho, đến hắn mà nói, cái này hạng gì gian nan. Thế nhưng là, nếu như ở thời điểm này kiên trì muốn giết thiên cổ một nhà, chỉ sợ truyền linh tháp liền sẽ đại loạn tại đối kháng thầm uyên sinh vật thời điểm đem thiếu khuyết một bộ phận rất lực lượng trọng yếu thời điểm này không phải hắn đường vũ lân báo thù thời điểm chương 1747 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio lúc đường vũ lân nói xong câu đó thời điểm hắn bàn tay đều nắm quá chặt chẽ đấy nói ra những lời này cũng không dễ dàng kình thiên đấu la xí long đấu la tất cả đều là chết ở trận kia đại tai nạn phía dưới đó thế nhưng là gia cừu cùng nước hận cái nào trọng yếu chọn cái sau không thể nghi ngờ là chính xác nhưng đối với sử lai like khắc học viện cùng đường môn mà nói chọn lựa như vậy cần hắn làm chủ tào đức trí một bàn tay vỗ vào đường vũ lân cấm trên bờ vai cũng trùng trùng điệp điệp cầm thoáng một phát phảng phất là muốn đem chính mình ý nghĩ truyền lại cho hắn dùng cái này đến khẳng định quyết định của hắn đường vũ lân ngẩng đầu nhìn về phía tào đức trí thời điểm trong mắt đã ngấn lệ thoáng hiện hắn hét lớn một tiếng chúng ta đi nói xong hắn đi đầu phi thân lên hướng về sử lai like khắc học viện phương hướng mà đi hắn không dám lại dừng lại xuống dưới hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây như trước sẽ nhịn không được đi báo thù có thể vì đại lục vì nghìn nghìn vạn vạn dân chúng ở thời điểm này hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy cổ nguyệt na như trước đứng ở thất thần thiên cổ trượng đình bên cạnh ánh mắt của nàng lại thủy chung rơi tại đường vũ lân trên người trong mắt nàng lúc này càng là tràn ngập thâm tình che giấu trong đám người trước chuẩn bị ra tay trợ giúp truyền linh tháp một phương nam tử tóc đen có chút nhíu mày nhất là lúc hắn nhìn đến cổ nguyệt ná nhãn thần nghiệm bên trên hiện lên vài phần lo lắng trần tân kiệt ngày đưa sử lai khắc học viện cùng đường môn phần đông cường giả đi xa thở dài một tiếng chuyển hướng thiên cổ điệt đình thiên cổ huynh lần trước thiếu các ngươi lần này trả lại cho các ngươi rồi nhưng mà ngươi cũng nên tỏ thái độ Thiên cổ điệt đình tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, trầm giọng nói, Trần Huynh cứu ta một nhà tính mạng, phần nhân tình này, thiên cổ điệt đình nhớ kỹ. Không sai, chúng ta là muốn bảo vệ đại lục đệ nhất đại tổ chức địa vị, chúng ta cũng từng vì đà kích sử lai like khắc học viện không từ thủ đoạn, nhưng mà, vô luận lúc nào, truyền linh tháp đều là đại lục một phần tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho Đông Phong, tổ chức tất cả có thể điều động lực lượng trợ giúp tiền tuyến. Chúng ta sẽ cùng phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cùng một chỗ, lập tức hành động. Tốt, tương lai như thế nào, liền xem các ngươi hành động lần này rồi. Nói xong câu đó, hắn mắt giữ thâm ý nhìn thiên cổ điệt đình một cái, lúc này mới cùng Trương Huyễn Vân phi thân lên, hướng về sử lai like khắc học viện mà đi. Thiên cổ đông phong sắc mặt một mảnh trắng bệch, mặt ngoài nhìn lại là vì đã mất đi cánh tay phải, nhưng trên thực tế, chỉ có hắn rất minh bạch là bởi vì cái gì. Hắn cuối cùng minh bạch quỷ đế tại hồn đạo thông tin trong nói là có ý gì rồi, đám người điên này đám này khốn kiếp bọn hắn vậy mà vậy mà tại cực bắc tri địa đả thông một cái đi thông thầm uyên vị diện thông đạo đem thầm uyên sinh vật dẫn tới đại lục đến rồi phụ thân thiên cổ đông phong nhịn không được hô một tiếng trở về rồi hãy nói thiên cổ điệt đình uống một tiếng xoay người rời đi cho tới giờ khắc này truyền linh tháp các cường giả mới xem như thở dài một hơi vội vàng đi theo phía sau bọn họ hướng về truyền linh tháp tổng bộ mà đi trận thanh thế to lớn báo thù liền cứ như vậy đã xong sử lai khắc học viện Lúc Trần Tân Kiệt trở lại học viện thời điểm, Long Dạ Nguyệt đã đứng ở trên bãi tập chờ hắn rồi. Trần Tân Kiệt người nhẹ nhàng mà rơi, rơi tại Long Dạ Nguyệt bên cạnh. Xa xa, Tào Đức Chí hướng về Trương Huyễn Vân vẫy vẫy tay. Nguyệt Nguyệt, ta Trần Tân Kiệt đi vào Long Dạ Nguyệt sau lưng, có chút đáng chát nói. Long Dạ Nguyệt chậm rãi xoay người lại, nhìn xem ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Trần Tân Kiệt nhìn nàng kia không lại ánh mắt lạnh như băng, không khỏi sừng sốt một chút. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? người có trách ta hay không ngăn trở các người báo thù. Thế nhưng là, ta Trần Tân Kiệt đều muốn giải thích. Long dạ nguyệt giơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Như vậy một cái có chút thân mật động tác lập tức để cho Trần Tân Kiệt, thân thể chấn động, hắn đều hơn 100 tuổi rồi, thế nhưng là, đối mặt với tình huống như vậy, đã có mối tình đầu lúc cái chủng loại kia nhịp tim cảm giác. Chuyện này không trách ngươi, đổi là ta, cũng biết như vậy lựa chọn không có gì sau thủ hộ đại lục càng thêm trọng yếu sử lai like khắc học viện tồn tại một trong những mục đích chính là bảo vệ đại lục hòa bình đây là bao nhiêu đời sử lai like khắc người làm một chuyện chính thức khó khăn chính là vũ lân vì hôm nay báo thù hắn đối phó nhân ra rất nhiều hắn có thể làm ra như vậy quyết định nói thật chúng ta đều rất vui mừng hắn cuối cùng trưởng thành chúng ta cũng cuối cùng không cần lại gánh vác rồi trần tân kiệt than nhẹ một tiếng nói đúng vậy các ngươi sử lai khác học viện luôn có thể có được như thế ưu tú người mới thẳng thắn nói ta thật sự rất hâm mộ thậm chí là có chút ghen ghét đấy ở phương diện này không có bất kỳ một tổ chức có thể cùng các ngươi sử lai khác học viện so với long dạ nguyệt nói ngươi lại muốn đến tiền tuyến đi con có thể làm tổng chỉ huy à? trần tân kiệt lông mày co lại không biết nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ để cho người khác chỉ huy ta không thể yên tâm được rồi vậy ngươi đi đi long dạ nguyệt nhẹ gật đầu Trần Tân Kiệt có chút ngu ngơ mà nhìn nàng, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, hôm nay Long Dạ Nguyệt có chút không giống vậy. Cái đó và chức nàng luôn đối với hắn ngang lạnh đúng đấy thái độ hoàn toàn khác nhau, không biết vì cái gì, nhìn xem trước mặt có chút ôn nhu nàng, hắn phản diện có loại không tốt lắm cảm giác. "Ngươi, ngươi chịu tha thứ ta sao?" Đây là hắn tại trước khi rời đi rất muốn biết sự tình. Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng đã qua đã lâu như vậy, còn có cái gì tha thứ không tha thứ a? À? Ta cũng vốn đã tha thứ. Tân Kiệt có chút vội vàng trên mặt đất tiến lên một bước, bắt lấy hai cánh tay của nàng, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Ngươi nói thật chứ? Long dạ Nguyệt mặc kệ hắn nắm chính mình cánh tay, khẽ cười một tiếng, đều bao nhiêu tuổi rồi, còn xúc động giống như người trẻ tuổi giống nhau, mau buông tay, để cho người khác thấy còn bộ dáng gì nữa. Long dạ Nguyệt chậm rãi nói, trận kia đại tai nạn tiến đến lúc, vân minh cùng như vậy hơn học viện lão sư dùng tính mạng thủ hộ học viên. Ta vì muốn trả thù nên một mực ở lại học viện, Hiện tại, thế hệ này người trẻ tuổi cuối cùng trưởng thành, ta cũng cuối cùng có thể buông lỏng một chút rồi. Học viện có vũ lân dẫn đầu, không có bất luận cái gì độ lệch, chỉ sẽ càng thêm phồn thịnh. 6.000 năm trước là, bỏ ra như thế nào cực lớn một cái giá lớn mới đưa thầm uyên, vị diện phong tỏa ở hay sao? Tình huống kia ngươi là rõ ràng. Ta đều hơn 100 tuổi rồi, cũng không bao lâu có thể sống, bây giờ là nên triển khai sức lực còn lại thời điểm rồi. Trần Tân Kiệt rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng minh bạch vì cái gì lúc này Long Dạ Nguyệt sẽ trở nên độ lượng rồi, bởi vì tại đây thời khắc, nàng cái gì đều đã thấy ra, hơn nữa manh động tử trí. Sắp tới đêm đối kháng thâm uyên đại quân trong chiến đấu, nàng nhất định sẽ không tiếc hết thảy đến thủ hộ sử lai khắc mọi người. Trần Tân Kiệt hai tròng mắt chớp mắt trở nên ướt át, hắn đột nhiên liều lĩnh mà một tay lấy Long Dạ Nguyệt ôm vào ngực mình, không, không, ta muốn người sống sót, ta muốn người hào hào đấy, người nhất định phải hào hào đấy. Long Dạ Nguyệt không có dãy ruộng, thỏ tay ôm eo của hắn, đem đầu tựa ở hắn cái kia như trước khoan hậu trên bờ vai, thì thào tự nói, cảm giác như vậy, đã bao lâu không có qua. Ta còn kỹ càng nhớ rõ ngươi một lần cuối cùng ôm ta thời điểm. Cái kia một lần về sau, ngươi liền đi, không còn có đã trở lại. Trần Tân Kiệt thân thể cứng đờ, buông ra tay, ta sai rồi, Nguyệt Nguyệt, ta thật sự biết rõ sai rồi. Tại thời khắc này, vị này một đời chuẩn thần vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, khống chế không nổi tâm tình của mình, Lòng Dạ Nguyệt ôn nhu giơ tay lên, vì hắn biến mất lệ trên mặt châu, đồ ngốc, đều bao nhiêu tuổi rồi còn khóc, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Đừng khóc, đây không phải ta ưa thích Trần Tân Kiệt. Ta ưa thích là cái kia trên chiến trường chỉ huy, thành tựu vạn quân thống soái Trần Tân Kiệt. Ta ưa thích là một đời chiến thần, đứng ngạo nghệ tại quần hùng chi đỉnh Trần Tân Kiệt. Vô luận nói như thế nào, ngươi đều là ta từng đã là nam nhân. Đi à, trở lại quân đội của ngươi trong đi, chỉ có tại chỗ đó, ngươi mới là ta trong suy nghĩ chính là cái kia người đi làm anh hùng a à, cái này có lẽ chính là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu trần tân kiệt hít sâu một hơi tại thời khắc này tâm tình của hắn phi thường phức tạp tại thời khắc này thân thể của hắn dường như trở nên cao lớn đứng lên cái kia bài nghĩa thiên hạ hãn hải đấu la lại trở về tốt nguyệt nguyệt đã như vậy vậy hãy để cho chúng ta điên cuồng một phát không phải là thầm uyên vị diện nhảy lương kẻ tiểu nhân a à. để bọn hắn xem một chút chúng ta tuy rằng giả rồi thực sự còn có thể nở rộ vầng sáng trên chiến trường chỉ cần ta còn sống sót, liền nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Từ nơi này một khắc bắt đầu, ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Long dạ nguyệt nhìn xem hắn khôi phục khí phách hào hùng bộ dạng, không khỏi một hồi hoảng hốt. chương 1748 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi, nhớ viết liền không giấu nhé. Long dạ nguyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ, năm đó bọn hắn mới quen thời điểm, cũng còn chẳng qua là mới vào hồn sư giới tay mờ, cái kia thời điểm hắn, liền từng tại nàng trước mặt phát ra lời thề muốn trở thành đương thời người mạnh nhất. Nàng chính là bởi vì thích trên người hắn khí phách hào hùng khí khái, hai người mới cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Lúc cách gần trăm năm, nàng dường như lại thấy được từng đã là cái kia hắn. Loại cảm giác này khó nói lên lời, dường như tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đều trở nên trẻ tuổi. Nguyệt Nguyệt, ta đi trước một bước, chúng ta phương bắc gặp. Tại nhìn thấy ta trước, ngươi nhất định không thể mạo hiểm. Đáp ứng ta. Trần Tân Kiệt nghiêm túc nói ra, Long Dạ Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, "Tốt, chúng ta tiền tuyến gặp." Trần Tân Kiệt hít sâu một hơi, lần nữa mở ra hai tay dùng sức mà ôm lấy nàng, sau đó mãnh liệt phóng người lên, hướng không trung bay đi. Trên mặt đất Long Dạ Nguyệt vô thức về phía nhảy tới ra một bước, cao giọng nói, "Trần Tân Kiệt, nếu như lần này chúng ta không chết, ngươi còn nguyện ý trở về làm ta quét dọn nhân công lão Trần, ta liền tha thứ ngươi." Giữa không trung Trần Tân Kiệt thân thể cứng đơ, hắn không có trả lời, chỉ là dùng sức mà gật đầu, đón lấy bỗng nhiên ra tốc, hướng phương xa bay đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, một mực bảo chỉ mỉm cười long dạ nguyệt cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Có lẽ, đây quả thật là bọn hắn cuối cùng đánh một trận. truyền linh tháp, tên điên, những thứ này tên điên. Bọn hắn thật là điên rồi, bọn hắn vậy mà thật sự cấu kết thâm uyên vị diện, làm ra dạng này sự tình. Bọn hắn dù sao cũng là nhân loại. Thiên cổ đông phong khí cấp bại phôi nói ra, trong phòng, chỉ có ba người. Thiên cổ điệt đình vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào mới vừa từ trên con đường tử vong trở về cảm giác. Thiên cổ thanh phong cười lạnh một tiếng, đã nói với người rồi, hợp tác với bọn họ chính là bảo hộ lột ra. Thiên cổ đông phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía thiên cổ thanh phong, sự kiện kia, ta không hối hận. Nếu để cho ta lại lựa chọn một lần, ta còn là sẽ đem hai quả thập nhị, cấp định trang hồn đạo đạn pháo ném tới sử lai khắc học viện đi. Không tạc bằng sử lai khắc học viện, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh sự thật chứng minh ta không có làm sai duy nhất tiếc nuối đúng là không thể chảm thảo trừ căn thiên cổ thanh phong trong mắt hàn quang lóe lên nhưng không có nói cái gì nữa thiên cổ điệt đình lạnh lùng thốt thánh linh giáo những người kia đã sớm không thể được xưng là nhân loại rồi bọn hắn muốn là năng lượng tử vong mà thầm uyên vị diện muốn thì là sinh mệnh năng lượng hết thảy sinh mệnh tại tử vong lúc cũng sẽ phóng xuất ra năng lượng tử vong cho nên bọn hắn song phương mục đích là không xung đột hành vi của bọn hắn nhìn qua cực kỳ điên cuồng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều có được tính toán của mình. Thầm uyên vị diện muốn là, thôn vệ chúng ta toàn bộ đấu la đại lục vị diện dùng, để thành tựu chính mình hướng thần giới tiến hóa đã đặt chân, mà thánh linh giáo, muốn thì là chúng ta toàn bộ đấu la đại lục vị diện tất cả sinh vật, tại tử vong lúc tản mát ra năng lượng tử vong, dùng trợ giúp bọn hắn đạt đến thần cấp cấp độ. Chúng ta sớm nên nghĩ đến đấy, thầm uyên sinh vật sẽ là bọn hắn tốt nhất người hợp tác chẳng qua là không nghĩ tới chính là thầm uyên vị diện rõ ràng còn có đả thông mặt khác một cái thông đạo năng lực thiên cổ đông phong có chút thất thần mà đứng ở nơi đó chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ thiên cổ điệt đình mở chừng hai mắt ngươi nói sao ngươi đây không phải nói nhảm a à, trừ rồi cùng chung đối kháng bên ngoài còn có biện pháp nào nếu như toàn bộ vị diện đều không tồn tại truyền linh tháp còn có thể tồn tại da không còn lông còn mọc chỗ nào thiên cổ đông phong trần trờ nói chúng ta đây thật sự muốn cùng sử lai khắc học viện bọn hắn hợp tác hay sao thiên cổ điệt đình cả giận nói ngươi có phải hay không đầu óc bị hư lúc trước để ngươi kế thừa chỗ ngồi của ta cũng là bởi vì ngươi có đầy đủ suy nghĩ năng lực như thế nào hiện tại gặp phải sự tình liền bối rối đến tận đây không có một cái cánh tay tính là cái gì có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục trước vượt qua trước mắt cửa ải khó mới là trọng yếu nhất chúng ta muốn làm đấy, không chỉ là đối kháng thâm uyên vị diện cùng thánh linh giáo, đồng thời, cũng muốn thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp trong chiến đấu suy yếu sử lai khắc học viện cùng đường môn. Trận chiến đấu này, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên cổ đông phong vốn là sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch phụ thân ý tứ, hắn dùng lực mà hít sâu, ta hiểu được, ta lập tức đi an bài. Thiên cổ đông phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại có thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ thanh phong phụ từ hai người. Ta cũng rời đi, thiên cổ thanh phong đứng người lên liền muốn rời khỏi thiên cổ Điệt đình thật sâu nhìn hắn một cái nói đi a à, mang theo lão bà ngươi cùng đi a à, sau đó liền không trở về nữa thiên cổ thanh phong thân thể cứng đờ đột nhiên xoay người lại ngươi có ý tứ gì thiên cổ Điệt đình thản nhiên nói ta biết rõ ngươi vẫn luôn tại hận ta nhưng mà ta chỉ có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn đông phong thất bại không tại ở năng lực cá nhân của hắn mà tại đến hắn gặp được vận mệnh chọn chúng người cho dù để cho ta lại chọn nhiều lần, ta như trước chọn hắn. Bởi vì nếu như nếu đổi lại là ngươi, khẳng định còn không bằng hắn làm tốt lắm, hắn làm việc quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa còn có nhất định trí tuệ. Ngươi thiếu sót không phải trí tuệ, mà là quả quyết, nên làm phải làm. Đây là ta tặng cho ngươi câu nói sau cùng. Thiên cổ gia tộc không thể như vậy hủy diệt, chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà, toàn lực bảo trụ đại lục mới là trọng yếu nhất, các ngươi tìm một chỗ, mang theo ngươi cái kia nhất mạch người mai danh ẩn tích đi nếu như lần này có thể cuối cùng đánh lui thầm uyên sinh vật sử lai khác học viện cùng đường môn như trước sẽ không bỏ qua chúng ta vô luận là cá chết lưới rách hay là đám bọn hắn thắng lợi cũng sẽ không cho phép chúng ta thiên cổ gia tộc tồn tại nếu như chúng ta may mắn đắc thắng ngươi liền trở lại nếu như thua liền rời đi không cần trở về đem gia tộc huyết mạch truyền thừa xuống dưới đông phong gánh chịu để cho gia tộc trở nên mạnh mẽ lớn trách nhiệm như vậy ngươi liền vì gia tộc gánh chịu kéo dài trách nhiệm thiên cổ thanh phong ngẩn người rồi sau đó nói người muốn để cho ta làm người nhu nhược thiên cổ điện đình nói đây không phải nhu yếu nhiều khi sống sót do so chết đi càng khó khăn thiên cổ thanh phong lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ta sẽ không đi nói xong câu đó hắn mãnh liệt đóng sập cửa mà đi tại hắn ly khai cái kia trong nháy mắt thiên cổ điện đình dường như đột nhiên già đi rất nhiều chậm rãi nhắm hai mắt lại toàn bộ đấu la đại lục đều ở đây trong thời gian ngắn nhanh chóng hành động nhưng từ mặt ngoài thoạt nhìn hết thảy đều rất bình thường Liên bang tại trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn phong tỏa tin tức đối với hết thảy truyền thông phong tỏa tin tức không để cho phương Bắc có quan hệ tình huống tiết lộ ra ngoài. Phương Bắc quân đoàn là đại lục khoảng cách cực bắc chi địa gần nhất phòng vệ lực lượng đã tại trước tiên bố trí tốt rồi phòng tuyến Bắc Hải quân đoàn trước tiên xuất phát vật tư chiến lược đã thông qua các loại phương thức dùng tốc độ nhanh nhất vận hướng phương Bắc đối với thâm uyên sinh vật tại sáu nghìn năm trước liền có ghi chép cao tầng biết rõ bọn hắn có kinh khủng bực nào. Nhưng bây giờ đấu la đại lục đã không phải 6.000 năm trước đấu la đại lục rồi. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại, đã có càng nhiều nữa vũ khí có thể đối phó những cái kia thầm uyên sinh vật. Đương nhiên, bọn hắn đối mặt địch nhân còn không chỉ là thầm uyên sinh vật, còn có thánh linh giáo. Cho nên, liên bang trước tiên hướng sử lai khắc học viện, đường môn, truyền linh tháp mấy đại tổ chức ban bố lệnh động viên bởi vì muốn đóng giữ bên kia thâm uyên thông đạo cho nên huyết thần quân đoàn vẫn không thể bị điều động nếu không một khi nguyên bản thâm uyên thông đạo cũng có thâm uyên sinh vật lao tới hai mặt giáp công lời nói thì càng thêm phiền toái sử lai khắc học viện hải thần các hội nghị lại một lần mở ra rồi đường vũ lân con mắt còn có chút đỏ không phải là bởi vì điên cuồng mà là bởi vì trong lòng không cam lòng cùng kích động hắn thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình phục lại mắt thấy cừu địch liền tại trước mặt, hắn có năng lực báo thù lại không thể báo thù, có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào thống khổ. thế nhưng là hắn không thể không đối mặt với cục diện như vậy. bây giờ đối với tại sử lai like khắc học viện cùng đường môn mà nói, báo thù không là trọng yếu nhất sự tình, chuyện trọng yếu nhất là như thế nào phối hợp quân đội thủ hộ đại lục. chương 1749 ủng hộ kênh qua linh halazy com gạch chéo ủng hộ tôi nhớ viết liền không giấu nhé. sử lai khắc học viện bên này, chúng ta sẽ điều động hiện tại mạnh nhất sức chiến đấu đi ra nhưng là cần phải có người ở lại để tránh truyền linh tháp, bên kia khởi sướng bắt lợi với chúng ta hành động, dù sao, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Vũ Lân vừa nói, một bên nhìn về phía sử lai khắc học viện bên này mọi người. Long dạ nguyệt nói nhạt mà nói, ngươi không cần nhìn ta, lần chiến đấu này, ta chắc chắn ở tiền tuyến. Nhã lị mỉm cười, có ta ở đây, có thể cứu sống rất nhiều người. Không sai, ai cũng có thể không đi, vị này đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư là nhất định phải đi đấy, có nàng tại, không biết có bao nhiêu người sẽ được cứu sống, đường vũ lân vừa nhìn về phía nguyên ân trấn thiên cùng nguyên ân thiên đáng phụ tử nguyên ân thiên đáng lạnh lùng thốt ta hận nhất dị tộc nguyên ân trấn thiên nói chúng ta bên này đã quyết định chúng ta phụ tử ba người cũng sẽ tiến về trước gia tộc mặt khác lưu lại thủ hộ sử lai khắc học viện trừ hắn ra cùng nguyên ân thiên đáng bên ngoài còn có một tự nhiên là nguyên ân thiên thương đồng dạng có được phong hào đấu là sức chiến đấu vũ trường không nhìn đường vũ lân một cái hắn trong ánh mắt kiên quyết đã hướng đường vũ lân để lộ ra rất nhiều tin tức rồi Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn về phía Lam Mộc Tử cùng đường âm mộng, sư huynh, sư tỷ, các ngươi. Lam Mộc Tử mỉm cười, nói, Vũ Lân, kỳ thật, tại nơi này ngày thời điểm, ngươi cũng không cần lo lắng truyền linh tháp quỷ tâm tư, tại đây cùng chống chọi với đại địch thời điểm, nếu như bọn hắn còn dám có cái gì động tác nhỏ, liên bang cũng không đốt rồi bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta có đầy đủ cường đại hồn đạo hàng ngũ hệ thống phòng ngự, bọn hắn muốn làm gì cũng không dễ dàng. Cho nên, ta cho là ta đám mọi người ở đây đều muốn đến tiền tuyến đi, trừ rồi các học viên không đi bên ngoài, lão sư đám cũng muốn điều một ít tinh nhuệ nhân thủ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, các vị, ta có cái đề nghị, nếu để cho thất thánh uyên, bảy vị lão ma tạm thời chủ trì sử lai like khắc học viện mà nói, các ngươi nghĩ thế nào? Sử lai like khắc học viện vẻ mặt của mọi người chớp mắt đều trở nên cổ quái, thất thánh uyên bảy vị lão ma là không thể rời xa thất thánh uyên đấy cho nên bọn hắn hiển nhiên không thể đến tiền tuyến chiến trường đi thế nhưng là nếu như tạm thời đem sử lai khắc học viện giao cho bảy vị lão ma tới quản lý học viện này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa có thể đã có chút khó mà nói nữa giống như cũng không có biện pháp tốt hơn long dạ nguyệt nói đường vũ lân nói tốt vậy ta liền đi cùng bảy vị tiền bối câu thông vô tình đấu là miệng hạ chúng ta đường môn bên này thì sao Vô tình đấu la tào đức trí trầm giọng nói, ta đã làm cho người ta đi điều phối tài nguyên rồi, có thể sử dụng bên trên cũng sẽ điều phối đi ra. Chúng ta đường môn, bên này có thể tổ chức một chi hai ngàn người tà hữu tinh nhuệ quân đoàn. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có bảo đảm. Cùng với các ngươi cùng đi, cũng kể cả hai chúng ta, mọi người liên thủ, hành động. Ta cùng thầm uyên sinh vật giao tiếp số lần tối đa, Vũ Lân, người nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bên cạnh người không có khả năng ít hơn so với bốn vị cực hạn đấu la ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát, vô luận trận chiến đấu này chúng ta có thể hay không chiến thắng, một điểm rất trọng yếu chính là muốn bảo vệ tốt Vũ Lân. Đa tình đấu La Tang hâm tiếp lời nói, thầm uyên sinh vật phiền toái nhất địa phương chính là không chết, chết đi thầm uyên sinh vật sẽ một lần nữa trở lại thầm uyên vị diện trùng sinh. Chỉ có Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương có thể tại chính thức trên ý nghĩa giết chết bọn hắn. Cho nên, chúng ta có thể khẳng định thầm uyên sinh vật rất muốn nhất giết đúng là Vũ Lân, thầm uyên vị diện 108 tầng, cường giả như mây, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Vũ Lân, liền có từng bước tiêu diệt thầm uyên sinh vật cơ hội. Lời vừa nói ra, những người khác đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù là sử lai like khắc thất quái sáu người khác, cũng cũng không biết thầm uyên sinh vật tình huống cụ thể, nguyên lai like cái này thầm uyên sinh vật thật không ngờ khó đối phó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, tự chính mình cũng sẽ cẩn thận. Việc cấp bách chính là, chọn hết thảy có khả năng trước tiên đem thầm uyên sinh vật áp trở về, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đi tới trà độc sinh linh chẳng qua là không biết hiện tại ở bên kia là tình huống như thế nào ta sẽ hướng quân đội điều lấy tư liệu chúng ta đi tới về sau liền lập tức triển khai hành động vô tình đấu la tào đức trí nhẹ gật đầu nói vậy cứ như thế a à, mọi người chia nhau hành động mau chóng chuẩn bị cho tốt chúng ta muốn sớm chút khởi hành mọi người nhao nhao đứng dậy mỗi người tâm tình đều là trầm trọng đấy bọn họ cũng đều biết đối mặt với thâm uyên sinh vật một trận chiến này có biết tình huống mọi người chuyến đi này liền chưa chắc về được đến rồi sử lai khắc học viện bên này tương đối đơn giản chẳng qua là nhân viên an bài vấn đề đường môn bên kia liền phức tạp hơn nhiều toàn bộ đường môn trong thời gian ngắn nhất đều điều động rồi vì đối kháng thâm uyên sinh vật lần này ai cũng chẳng quan tâm lại che giấu cái gì có bao nhiêu của cải tại lúc này đều muốn lấy ra mới được trong lúc nhất thời liên bang bắt đại quân đoàn cũng toàn bộ bắt đầu điều động trừ rồi nhân viên bên ngoài liên bang còn triệu tập loại quân dụng vật tư trước tiên vận đến tiền tuyến lại nói tiếp coi như may mắn trước vì xâm lược tinh la thiên đấu hai nước liên bang chuẩn bị sung túc viễn trình vật tư cho nên lần này nhằm vào thâm uyên sinh vật thời điểm tiến hành vật tư điều phối liền dễ dàng hơn nhiều rồi bởi vì tin tức phong tỏa dân chúng bình thường cũng không biết hiện tại đại lục đã đến sinh tử tồn vong giai đoạn bọn hắn bình tĩnh như trước mà sinh hoạt, nhưng nếu như bọn hắn đặc biệt lưu ý mà nói, liền sẽ phát hiện tại một ít trên đường cao tốc, thường xuyên sẽ thấy từng chiếc chạy như bay xe quân dụng hướng về phương Bắc mà đi. Phương Bắc quân đoàn? Cái gì? Ngươi lập lại lần nữa. Mặc quân phục trên bờ vai treo hai khối tướng tinh trung niên nam tử nổi giận mà hướng về trong tay mình quân dụng dụng cụ thông tin gào thét. Tướng quân, đệ đạo thứ ba phòng tuyến thất thủ rồi. Chúng ta ngăn không được rồi, thỉnh cầu tiếp viện thỉnh cầu tiếp viện thật là đáng sợ những vật này quá điên cuồng chúng ta chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn không để ý sinh tử mà điên cuồng trùng kích mặt mà lại dường như nước biển giống nhau vô cùng vô tận viện binh thỉnh cầu viện binh người cho ta đứng vững vô luận như thế nào đều muốn cho ta đứng vững tướng quân cắt đứt hồn đạo thông tin trên mặt thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng thân là phương bắc quân đoàn quân đoàn trưởng quách trấn phong tuyệt đối cũng coi là quân đội tuổi trẻ tài cao ngôi sao mới hắn cùng thẩm nguyệt giống nhau đều là quân đội đại lão đồng thời cũng là riêng phần mình gia tộc người nối nghiệp quách trấn phong mới bốn tuổi đã đạt được cấp bậc trung tướng có lẽ cái này cùng gia tộc trợ giúp có ít nhiều nhưng là đủ để chứng minh hắn bản thân năng lực bát đại quân đoàn quân đoàn trưởng một trong tuyệt đối là quân đội tọa trấn một phương chính thức đại lão tương đối mà nói phương bắc quân đoàn là bát đại trong quân đoàn yếu ớt nhất bởi vì bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân là trấn thủ phương bắc kỳ thật chính là phòng ngự cực bắc băng nguyên cực bắc băng nguyên không có bất kỳ có thể khai phá địa phương nhưng có chút thượng cổ lưu lại băng thuộc tính hồn thú những thứ này hồn thú mười phần đoàn kết ngẫu nhiên sẽ tổ chức thành đoàn thể ra ngoài săn thức ăn phương bắc quân đoàn chủ yếu chính là muốn phòng bị bọn hắn cho nên vô luận là tại binh lực hay vẫn là tại chiến đấu lực phương diện phương bắc quân đoàn tương đối mà nói đều muốn yếu một ít mặc dù như thế toàn bộ phương bắc quân đoàn cũng có sáu cái sư đoàn binh lực nhân viên chiến đấu tăng thêm phụ trợ nhân viên tổng số vượt qua 10 vạn, là hoàn toàn xứng đáng quân đoàn cấp xây dựng chế độ. Trên thực tế, Phương Bắc quân đoàn là trước hết nhất gặp gỡ thâm uyên sinh vật tập kích đấy. Bất quá, lúc bọn hắn nhận được Phương Bắc biên chấn báo cáo lúc, Quách Chấn Phong phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không có khả năng. Biên chấn báo cáo là nói có hồn thú quy mô tiến công, Quách Chấn Phong cũng rất rõ ràng, cực Bắc băng nguyên phía trên mặc dù có một ít hồn thú, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều trừ phi bọn hắn điên, rồi nếu không làm sao có thể hướng nhân loại phát động tiến công A. Đẳng cấp cao hồn thú là có trí khôn đấy, bọn hắn, rất rõ ràng bây giờ cùng nhân loại bên này có bao nhiêu tranh lệch quy mô, phát động thú chiều quả thực chính là muốn chết đấy, bất luận cái gì có trí khôn hồn thú cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nhưng cẩn thận hắn hay vẫn là, trước tiên điều động rồi một cái cơ giáp sư đoàn binh lực tiến về trước trợ giúp, chấn nhấp hồn thú. Chương 1750 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tại quách chấn phong xem ra, một cái cơ giáp sư đoàn binh lực đủ để chấn nhiếp ở hồn thú rồi. Phải biết rằng, một cái sư đoàn trong kể cả một nghìn đài cơ giáp còn có đại lượng phụ trợ, tiến công hình hồn đạo khí. Những thứ này có lớn hồn đạo khí chấn nhiếp lực, đủ để cho những cái kia hồn thú biết khó mà lui. Điều động nhiều như vậy binh lực, tại hắn xem ra đã hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận đến suy tính. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cơ giáp sư đoàn phái đi ra không đến nửa ngày thời gian, liền truyền đến tin giữ truyền về, tại cơ giáp sư đoàn tiến về trước chỉ định địa điểm trong quá trình, đột nhiên đã tao ngộ sơn hồ hải khiếu giống như khủng bố tập kích. Vô số địch nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong đem chọn cái cơ giáp sư đoàn nuốt sống. Tính là phương Bắc quân đoàn cơ giáp sư đoàn chiến đấu lực có hạn, thế nhưng là, đó cũng là một cái tiêu chuẩn cơ giáp sư đoàn. Tình huống như vậy quả thực để cho Quách Trấn Phong mở rộng tầm mắt, hơn nữa, như thế nặng tổn thất lớn cũng là hắn chịu không nổi đấy. Hắn như thế nào hướng quân bộ nói rõ, Bất quá, lúc ấy hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhanh chóng làm ra an bài. Đầu tiên, hắn trước tiên hướng quân bộ cầu viện, hơn nữa đem lấy được tư liệu nhanh chóng truyền cho quân bộ. Thứ nhì, hắn mệnh lệnh còn lại 5 cái sư đoàn hình thành đưa rồi 5 lớp phòng tuyến, thiết lập tại cực bắc chi địa đi thông đất liền phương hướng. Hắn muốn làm đấy, chính là đem tất cả có thể điều động tài nguyên đều điều động, dùng để phòng ngự địch nhân quy mô xâm lấn, đang cho phía trên trong báo cáo, Quách Trấn Phong đầu tiên nói rõ đúng là, bọn hắn đối mặt cũng không phải cực bắc băng nguyên chút ít đặc thù hải hồn thú. Bề ngoài cùng cực bắc chi địa hồn thú tranh lệch quá xa, Quách Trấn Phong cũng là phong hào đấu là cấp độ cường giả, hệ vật tập qua có tri thức, nhưng lần này xuất hiện sinh vật năng ra ngoài hắn nhận thức. Đồng thời, hắn cũng đem lần này xâm lấn tình huống nói đến phi thường nghiêm trọng. Chính là hắn trước tiên hướng lên tầng báo cáo, không có nửa phân kéo dài, mới cho liên bang tranh thủ đến rồi càng nhiều nữa thời gian. Thế nhưng là, để cho Quách Trấn Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn phải bị trọng binh cấu trúc năm đạo phòng tuyến trong thời gian ngắn, như vậy đã bị công phá ba đạo, phải biết rằng, những cái kia phòng tuyến đều trang bị cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí. Ba đạo phòng tuyến bị phá ý vị như thế nào? Ý nghĩa toàn bộ phương Bắc quân đoàn một nửa trở lên binh lực không có. Đây cũng quá nhanh đi. Một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày. Ba cái quân đoàn hồn đạo khí vô số kể, hơn nữa định trang hồn đạo đạn pháo, Phương Bắc quân đoàn trang bị 3 miếng cừu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã, toàn bộ đi vào chiến trường rồi. Thế nhưng là, mỗi một lần oanh kích đều chỉ có thể thoáng chỉ hoãn đối phương thế công. Sau một khắc, những thứ này kinh khủng sinh vật lại sơn hô hải khiếu giống như sông lên, lần nữa trùng kích phòng tuyến. Vừa mới đánh tới hồn đạo thông tin đúng là phương Bắc quân đoàn phó quân đoàn trưởng, hắn tự mình tọa chấn tiền tuyến chỉ huy, lúc nào cũng ở vào chiến đấu tiền tuyến. Đối với bạn nối khố, Quách Trấn Phong lại hiểu rõ bất quá, cái kia một vị thiết huyết quân nhân, nếu như không phải thật sự ngăn cản không nổi rồi, hắn là tuyệt sẽ không như thế cầu viện đấy. Chuyển mệnh lệnh của ta, đệ ngũ đạo phòng tuyến tất cả binh lực hướng đạo thứ tư phòng tuyến dựa sát vào, toàn diện gia cố đạo thứ tư phòng tuyến. Đem ta nguyên lời nói truyền đi tới, để cho mỗi một vị huynh đệ đều có thể nghe được. Quách chấn Phong trước hết khích lệ sĩ khí. Các huynh đệ, ta là Quách Trấn Phong. Hiện tại, chúng ta phương Bắc quân đoàn chính gặp gỡ xưa nay chưa từng có khủng bố tập kích, nhưng mà, mời các ngươi ghi nhớ, tại sao lưng của chúng ta chính là một ngựa thẳng tiến đấu la đại lục, là nghìn nghìn vạn vạn liên bang dân chúng, là bọn ta phồn hoa đô thị, chỗ đó có thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu. Chúng ta gánh vác đấy là đi thông đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Một khi thất thủ, chắc chắn sinh linh đổ thán. Ta lập tức tới ngay tiền tuyến, ta sẽ tại tiền tuyến cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, cuối cùng này một đạo phòng tuyến, cũng là chúng ta thân nhân cùng bằng hữu đường số mệnh chúng ta có thể làm chỉ có dùng tính mạng của mình thủ hộ ở nó. Những thứ khác không nói rồi, các huynh đệ, hiện tại ta không phải cái gì quân đoàn trưởng, từ nơi này một khắc bắt đầu, chúng ta đều là cùng sinh cùng tử hào huynh đệ, chỉ cần còn có một hơi tại, ta quách chấn phong, tuyệt không có ở đây tiền tuyến lui lại nửa bước. Ta cùng với phương bắc phòng tuyến cùng tồn tại. Vì liên bang, vì người nhà của chúng ta, tiêu diệt đám kia đáng giận ra hỏa. Lúc này, ở nơi này tiền tuyến trên chiến trường, mênh mông bát ngát thâm uyên sinh vật, chính như cùng thủy triều giống như đánh thẳng vào phương bắc quân đoàn cuối cùng một đạo phòng tuyến tiền tuyến giao phong địa phương kéo dài không ngừng màu xám đen khí lưu hướng phương xa phiêu đãng cái kia bị đánh chết thầm uyên sinh vật biến thành đấy quách trấn phong chưa bao giờ trải qua như vậy chiến đấu chưa bao giờ gặp phải qua như thế không biết mệt mỏi đối thủ bình thường trong chiến đấu song phương giao thủ thời gian nhất định về sau cũng sẽ có chỗ dừng lại làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau đó lại chiến dù sao mọi người thể lực đều cũng có hạn đấy những thứ này thầm uyên sinh vật lại không phải như thế. Từ đầu đến giờ, bọn hắn tiến công vậy mà không có nửa phân dừng lại. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn kéo dài không đứt tiến công, số lượng cuồn cuộn không dứt, thế công tựa như sóng to gió lớn. Chương 1751 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tại một ít đặc biệt cường đại thầm uyên sinh vật chỉ huy bên dưới, những thứ này kinh khủng thầm uyên sinh vật phóng xuất ra rồi lãnh khốc khí tức bọn hắn không biết e ngại không biết đau đớn thẳng tiến không lùi sau đó nhao nhao tại hỏa lực trong sông lên hóa thành màu đen khí lưu phiêu đãng mà quay về lúc quách trấn phong đi vào tiền tuyến nhìn thấy những thứ này thâm uyên sinh vật về sau hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì phía trước tuyến sẽ ngăn cản không nổi bọn hắn những thứ này thâm uyên sinh vật thật sự quá điên cuồng bọn hắn lẫn nhau giữa cũng không có cái gì phối hợp chính là điên cuồng du kích bất kể bất cứ giá nào mà trùng kích quách trấn phong đứng ở một cái ngọn núi bên trên sắc mặt có chút tái nhợt ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một đài đang tại bản thân chữa trị tàn phá màu đỏ cơ giáp. Hắn đã xuất kích nhiều lần, mỗi lần cũng sẽ chuyên môn đi đánh chết đối diện thầm uyên sinh vật thủ lĩnh, làm ra nhất định kéo dài đối thủ hành động tác dụng. Hắn màu đỏ cơ giáp là cả phương Bắc quân đoàn tướng sĩ đều biết đấy, bởi vì cái kia chân chính phương Bắc đệ nhất cơ giáp thanh phong chiến thần. Mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường thời điểm, phương Bắc quân đoàn cũng sẽ sĩ khí đại chấn, lần lượt mà kết thúc kẻ thù thế nhưng là thời gian chiến đấu thật sự quá dài từ đầu đến giờ đã rằng có hai ngày người không phải máy móc luôn cần nghỉ ngơi đấy nhưng mà phía trước ba đạo phòng tuyến đã thất thủ hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có nửa giây dừng lại cũng rất có thể sẽ gặp gỡ hủy diệt tính công kích mọi người cũng đã phi thường mỏi mệt rồi đạo thứ tư phòng tuyến đã xuất hiện lỗ hổng tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói chỉ sợ đạo này phòng tuyến cũng chịu không được ba giờ viện quân đâu viện quân như thế nào còn chưa tới Quách Chấn Phong hướng trong tay quân dụng dụng cụ thông tin giống giận. Quân đoàn trưởng, viện quân đã trên đường rồi, nhưng bởi vì lộ đồ xa xôi, căn cứ tính toán, nhóm đầu tiên viện quân chỉ sợ còn muốn hơn 4 giờ mới có thể đến nơi. Quách Chấn Phong hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói: Tốt, ta đã biết. Hắn biết rõ, dù thế nào phẫn nộ cũng không cải biến được hiện trạng. Cực Bắc chi địa quá xa, liên bang có thể trong thời gian ngắn như vậy điều bị viện quân qua, đã đem hết khả năng rồi. Hơn 4 giờ a? À mặt cười khổ hiển hiện tại quách trấn phong khoái miệng hắn hiện tại chỉ hy vọng viện quân đầy đủ cường đại có thể thủ hộ ở đằng sau phòng tuyến hiện tại hắn muốn làm đấy hắn có thể làm đấy chính là chọn hết thảy nỗ lực cho dù làm cho cả phương bắc quân đoàn đều giao cho ở chỗ này cũng muốn chi viện quân tranh thủ nhiều thời gian hơn trấn phong trở lại chính mình cơ giáp bên cạnh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cái này đài đi theo rồi hắn nhiều năm thanh phong chiến thần đây là hắn gia tộc tại hắn tấn thăng làm thiếu tướng lúc hao tốn số tiền lớn vì hắn chế tác đấy Ông bạn già, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi rồi. Nói xong câu đó, hắn trong hai tròng mắt hào quang lóng lánh, khí thế cường đại từ trên người hắn xuất phát ra. Hắn nâng lên tay phải, một thanh đại phủ lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một thanh cán dài đại phủ, dài vượt qua 6 mét, phía trước lưỡi búa hiện lên hình nửa vòng tròn, tựa như nửa cái bánh xe dạng, đường kính ít nhất một mét rưỡi, trầm trọng vô cùng. Phá diệt tuyệt sơn phủ, cường đại khí võ hồn, Quách Trấn Phong hét lớn một tiếng, bay lên trời, thẳng đến vừa mới bị giải khai lỗ hồng mà đi. Tại phía sau hắn, trên trăm đài cơ giáp đi theo hắn bay ra, những thứ này cơ giáp đều là màu tím hoặc màu tím trở lên cấp bậc. Đây là hắn cảnh vệ doanh, cơ giáp bên trong đều là trong quân đoàn tinh nhuệ nhất cơ giáp sư. Thầm uyên sinh vật ở bên trong, số lượng khổng lồ nhất chính là như là con rán, con kiến các loại sinh vật, còn có một chút cùng loại với bọ ngựa sinh vật, công kích của bọn nó lực rất mạnh mẽ, đi qua quan sát, Quách Trấn Phong phát hiện càng cùng loại với hình người thâm uyên sinh vật, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Cho nên, hắn liếc mắt liền thấy được một cái thân hình cực lớn, tựa như một tòa tiểu sơn thâm uyên sinh vật. Trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ bên trên hào quang lóe lên, trong chốc lát, cực lớn búa gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Phá diệt chạm. Đây là Quách Trấn Phong đệ nhất hồn kỹ. Tuy rằng đây chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng mà, nó cũng là Quách Trấn Phong cái này phá diệt tuyệt sơn phủ hạch tâm hồn kỹ, cùng đại đa số võ hồn không đồng dạng như vậy là phá diệt tuyệt sơn phủ công kích loại hồn kỹ kỳ thật chỉ có ba cái còn dư lại tất cả hồn kỹ đều là kèm theo tại đây ba cái hồn kỹ bên trên tăng cường kia lực công kích đấy đây là điển hình quân nhân phương pháp chiến đấu bởi vì trên chiến trường cũng không cần trùng loại đa dạng hồn kỹ chỉ cần dùng đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn đi giết địch phá diệt chảm chính là cường đại như vậy công kích loại hồn kỹ có phá núi khả năng Lúc này, cái kia cường tráng thâm uyên sinh vật mãnh liệt ngừng đầu lên, toàn thân thịt mỡ rung rung, tản mắt ra đại cỗ đại cỗ tanh tưởi khí tức. Nó hướng về quách chấn phong phát ra gầm lên giận dữ, hai cái trắng kiện cánh tay hướng hắn đánh ra qua. Phốc! Sau một khắc, cái này đầu thâm uyên sinh vật cánh tay gãy, quách chấn phong bánh xe đại phủ hầu như, chớp mắt sẽ đem đầu thâm uyên sinh vật một phân thành hai rồi. Nó lập tức biến thành nồng đậm màu xám đen khí lưu, lên không dựng lên, ngay sau đó hắn vung vẩy lấy trong tay đại phủ tả hữu quét ngang một mảng lớn thâm uyên sinh vật đều ở đây kinh khủng hào quang bên trong biến thành màu xám đen khí lưu triệt để tiêu tán trong lúc nhất thời bên này áp lực xoay mình hạ thấp cho ta đứng vững đem lỗ hổng chặn lên nói lấy quách trấn phong sung trận ngựa lên trước vung vẩy lấy trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ một bên đi nhanh về phía trước một bên không ngừng mà vượt mọi trông gai cái này lỗ hổng chỗ chỗ là một tòa trọng yếu sơn phong, sơn phong ước chừng có 300 mét cao, tại vị trí này có thể quan sát toàn trường, cùng chung quanh vài tòa sơn phong cùng nhau trông coi. Hơn nữa mặt trên còn có trọng yếu phòng ngự cùng dò xét hồn đạo khí, đã mất đi cái này điểm, đạo thứ tư phòng tuyến tựa như đã mất đi con mắt cùng đội quân tiền tiêu. Cho nên, muốn kiên trì thời gian dài hơn mà nói, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này điểm đoạt lại. Cho nên, ở thời điểm này, quách Trấn phong không thể dừng lại hắn nhất định mang người sông đi lên, chi viện quân tranh thủ thời gian. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một đạo phá toái âm thanh. Quách Trấn Phong đột nhiên lát nữa, lập tức thấy một đạo hư ảo thân ảnh xẹt qua, tại cái kia phá toái âm thanh về sau, chỉ thấy đoàn hỏa quang nổ tung, một đài màu tím cơ giáp nổ tung. Khốn kiếp, Quách chấn phong một cái liền nhận ra, cái kia đài nổ tung màu tím cơ giáp, chính là một cái chính mình hết sức coi trọng người trẻ tuổi điều khiển đấy, cái kia hắn cảnh vệ doanh trong một thành viên A, là hắn bình thường mỗi ngày đều có thể thấy người. Quách chấn phong con mắt đều đỏ, hắn huy động trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ, mang ra màng lớn quang nhận, hướng một khu vực như vậy bao trùm đi tới. Trên trăm đầu thâm uyên sinh vật tại quang nhận bên trong biến thành màu xám đen khí lưu, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mặt bên truyền đến dùng cả mình quách trấn phong vô thức mà lóe lên thân nỗ lực mà để cho chính mình tránh đi kia chính diện nhưng đối với phương tới cực nhanh hay vẫn là nát pha y phục của hắn đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng đạo thân ảnh kia nhìn qua giống một cái dáng người phi thường đầy đạn nữ tính chẳng qua là kia rõ ràng cùng nhân loại nữ tính có một ít bất đồng đặc thù không đợi hắn nhìn rõ ràng thân ảnh kia cũng đã biến mất quách trấn phong trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ ngang vung đi lại rơi vào không trung nếu như đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, vừa mới công kích quách chấn phong đấy, chính là thâm uyên sinh vật trong mị hoàng. Loại phi thường cường đại, am hiểu ẩn thân cùng mị hoặc ám sát cao đẳng thâm uyên sinh vật. Đúng lúc này, từng tiếng tiếng rít vang lên. Đỉnh núi phương hướng phòng tuyến bị công phá, mảng lớn ánh lửa sáng lên, tấn công đỉnh núi thâm uyên sinh vật lập tức tại cái kia trong lúc nổ lớn biến mất. Khốn kiếp! Quách chấn phong tức giận mắng một tiếng, vành mắt đều đỏ hắn biết rõ cái kia phương bắc quân đoàn các tướng sĩ biết rõ không địch lại cho nên dẫn bạo tất cả trang bị lựa chọn cùng địch cùng vong bọn hắn vẫn không thể nào trèo chống đến chính mình sông đi lên rút lui quách trấn phong hét lớn một tiếng phá diệt tuyệt sơn phủ tiếp theo chuyển hướng những nơi đi qua như trước thầm uyên sinh vật chết một mảng lớn rất nhiều cơ giáp đi theo hắn về phía trước đánh tới hắn không có bay lên, bởi vì bởi như vậy hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa, hắn hy vọng mình có thể sát thương càng nhiều nữa thầm uyên sinh vật, vì chính mình tướng sĩ đám tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có được hồn hạch phong hào đấu la, tại kéo dài sức chiến đấu phương diện muốn so với người bình thường cường đại nhiều lắm. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái có chút quỷ dị tiếng cười vang lên. Chương 1752 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio Lenkeng đột nhiên xuất hiện linh đang âm thanh khiến quách chấn phong trong lồng ngực lửa giận tiêu tán một ít tinh thần cũng xuất hiện một lát hoảng hốt một đạo thân ảnh đúng lúc này từ phần đông thầm uyên sinh vật trong chui ra nhanh vô cùng mà đến rồi trước mặt hắn một trưởng đập hướng lồng ngực của hắn muốn nói trên chiến trường quách chấn phong tuyệt đối là một thành viên mãnh tướng hắn phá diệt tuyệt sơn phủ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhưng là phải nói tại hồn sư thế giới bên trong, lực chiến đấu của hắn tuy mạnh, có thể hắn am hiểu hơn chính là trước mắt loại này quân đội tác chiến, mà không phải cùng cái khác hồn sư một đối một phức tạp chiến đấu. Đen xì như mực đấu khải, tại đối phương bàn tay đến trước trong nháy mắt hiển hiện mà ra, ngăn lại đối phương công kích. Quách Trấn Phong chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cỗ lạnh như băng khí tức chớp mắt tràn vào trong cơ thể. Dưới chân hắn một cái màu đen quang hoàn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cường đại sóng khí đem đối phương sông bay, chính hắn cũng đang nhanh chóng lui lại, Hắn lúc này mới thấy rõ, cách đó không xa là một gã cười dịu dàng, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi cô nương. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái nhân loại. Thế nhưng là, chung quanh thầm uyên sinh vật đều đối với nàng nhìn như không thấy, tại phần đông giữ tợn thầm uyên sinh vật bên trong nhiều như vậy, một cái tướng mạo tuyệt mỹ cô nương, nhìn qua mười phần quỷ dị. Cực lớn linh đang hiển hiện ở sau lưng nàng, cái kia linh đang nhẹ nhàng mà lắc lư một cái, lại phát ra len keng một tiếng, hoảng hốt cảm giác lại một lần xuất hiện quách trấn phong vừa sợ vừa giận thầm uyên sinh vật cùng các ngươi có quan hệ lúc này hắn làm sao có thể còn đoán không được trước mắt cái này nhìn qua một bộ thiếu nữ bộ dáng người là thánh linh giáo cương giả à. không sai xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác chính là thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương một trong cùng đường vũ lân đánh qua không ít quan hệ hắc ám linh đang ha <laughs> ha <laughs> đúng nha có phải hay không rất có ý tứ các ngươi không muốn mù quáng chống cự rồi vô dụng thôi thẩm uyên đại quân tiến công cái này giờ mới bắt đầu sợ hay không sợ a à? ý không ngoài ý hắc ám linh đang trong miệng nói chuyện tay phải hướng về quách trấn phong chỉ một cái sau lưng nàng cực lớn linh đang lập tức nhanh chóng xoay tròn lấy hướng hắn bay đi quách trấn phong kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là phi thường phong phú đấy hắn biết rõ lúc này không có khả năng bị đối phương cuốn lấy nếu không rất có thể sẽ không có thể thoát thân hắn đã thấy được mấy cái cực lớn ba an đang rêu rao lắc lắc mà hướng về bên này tụ lại qua hắn lúc này đã minh bạch lần này đại tai nạn nhất định cung ẩn núp đã lâu thánh linh giáo có quan hệ bởi như vậy cũng cuối cùng giải thích được thông vì cái gì bọn người kia sẽ mai danh ẩn tích đã lâu như vậy bọn hắn vậy mà đã mang đến nhiều như vậy khủng bố sinh vật quách trấn phong trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ bên trên sáng lên một tầng rực rỡ màu trắng hào quang hắn nắm no chậm rãi về phía trước chạm lúc cái này một búa chém ra thời điểm cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc trên người thứ bảy thứ chín hai cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng từ ngực bắt đầu hắn đấu khải phát ra màu trắng hào quang cùng phá diệt tuyệt sơn phủ dung hợp ở một chỗ lúc cái này kinh khủng năng lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích thời điểm vậy mà làm cho người ta một loại dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ rồi cảm giác hắc ám linh đang mắt trong toát ra một tia kinh ngạc bắn ra cực lớn linh đang một lần nữa về tới phía sau nàng đón lấy nàng lóe lên thân không có nhập linh đang bên trong biến mất mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang xuất hiện ở trên chiến trường đạo này bạch sắc quang mang liền xuất hiện ở ngay phía trước, độ rộng vượt qua 30 mét, tất cả muốn ngăn trở nó thâm uyên sinh vật đều tiêu tán. Đáng sợ hơn chính là, nó trực tiếp oanh tại đối diện vừa mới bị đối phương chiếm lĩnh trên ngọn núi, một đạo bạch quang xẹt qua, sơn phong chính giữa lập tức hào quang lập lòe, ngay sau đó, một hồi kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, cái này cao tới vài trăm mét sơn phong ẩm ẩm nổ tung, màng lớn đá vụn hướng bốn phía bay vụt, đánh bại rồi đại lượng thâm uyên sinh vật. Quan trọng hơn chính là, tòa này lúc trước thành tựu đội quân tiền tiêu trận địa, hiện tại đã trở thành thầm uyên sinh vật che khuất bình trướng Sơn Phong, lại bị Quách Trấn Phong dùng một kích chi lực trực tiếp hủy diệt rồi, để cho phía trước không tiếp tục chứng ngại. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Bức lui hắc ám Linh Đang, mở lại núi bài trừ bình trướng, trấn nhiếp toàn trường, càng làm cho phương bắc quân đoàn khí thế lần nữa tăng lên, Quách Trấn Phong không chút do dự chém ra một búa về sau lập tức quay đầu liền đi không chung cái kia đại lượng tứ trả biên bức cùng lục trả biên bức, căn bản cũng không dám xông lại. Lúc trước, đường Vũ Lân giết chết thâm uyên, vị diện thứ 97 tầng lục trả ma hoàng cùng thứ 76 tầng nghĩ hoàng, dẫn đến cái kia hai tầng tan vỡ, thứ 97 tầng tứ trả biên bức cùng lục trả biên bức cũng gần như tuyệt chủng. Nhưng vì duy trì toàn bộ thâm uyên vị diện vững vàng, thâm uyên thánh quân lại lần nữa đem cái kia hai tầng thành lập, để cho thâm uyên vị diện khôi phục nguyên trạng, lúc ấy tiêu hao năng lượng là tương đối khổng lồ đấy, cho nên tứ trả biên bức cùng lục trả biên bức đối với nhân loại cừu hận cũng là mãnh liệt nhất lúc này mắt thấy quách trấn phong bay lên bọn hắn lập tức vô thiên cái địa mà hướng hắn bên này vọt tới phương bắc quân đoàn hỏa lực tạo thành cường đại hỏa lực đan sen yểm hộ quách trấn phong không trung lập tức xuất hiện và chạm kịch liệt muốn đi à khó mà làm được nha người ta không nỡ bỏ cho ngươi vui cười thanh âm xuất hiện lần nữa ngay sau đó lại là một tiếng thanh thúy linh đang vang lên Quách Trấn Phong trong lòng siết chặt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ như thiểm điện vung ra, hóa thành màng lớn quang ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, tại bên trái của hắn, một đai màu đen cơ giáp ẩm ẩm bạo tạc nổ tung. Nhã Trạch, Quách Trấn Phong đau nhức giống một tiếng. Cái kia hắn cảnh vệ doanh doanh trưởng A, theo hắn vượt qua 10 năm, đi qua cái này mười mấy năm thời gian, bọn hắn sớm đã không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, càng là thân như huynh đệ. Mắt thấy hào huynh đệ liền như vậy đã bị chết ở tại trong tay đối phương, Quách Trấn Phong làm sao có thể không bi thống. Leng keng leng keng. Nương theo lấy Linh đang giòn minh thanh, thủ hộ tại Quách Trấn Phong, chung quanh từng đài cơ giáp đều xuất hiện bất đồng trình độ lắc lư. Giống như vậy âm độ trùng kích cùng tinh thần trùng kích, những thứ này tu vi không tính rất cao phương bắc, quân đoàn giỏi anh tài chỉ dựa vào mượn cơ giáp, bản thân phòng ngự là căn bản liền ngăn cản không nổi đấy. Siêu cấp đấu la, đối phương ít nhất là một gã siêu cấp đấu la cấp độ cường giả quách trấn phong trước tiên liền tại trong lòng đoán được đối phương thực lực đồng thời hắn không khỏi một hồi nhụt trí hắn biết rõ tại cường giả như vậy trước mặt hắn căn bản làm không là cái gì phương bắc quân đoàn là bát đại quân đoàn bên trong yếu nhất cho dù là thân là quân đoàn trưởng hắn đều không có đạt đến siêu cấp đấu là cấp độ đối mặt với cường giả như vậy hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nếu như là tại chiến trận bên trong hắn còn có thể điều động hồn đạo vũ khí đến ứng đối nhưng bây giờ chính hắn liền trên chiến trường phải như thế nào điều động rất hiển nhiên, đối phương đã sớm nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, cho nên mới có thể tại trước tiên phái ra cường giả loại này đến nhằm vào chính mình. Liệu mạng, Quách Trấn Phong cắn chặt răng, phóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm lấy Hắc Ám Linh đang thân ảnh. Nhưng Hắc Ám Linh đang phi thường giảo hoạt, bằng vào từng đài cực lớn cơ giáp che lấp, nàng trên không trung không ngừng mà biến hóa vị trí, chính là không hiện thân, so với việc quách chấn phong, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ càng thêm phong phú. Nàng rất rõ ràng ở thời điểm này hẳn là như thế nào đả kích đối phương, không cho đối phương một chút xíu cơ hội. Quách chấn phong am hiểu nhất đúng là đánh chính diện, vậy tại sao muốn cùng hắn chính diện cứng rắn và chạm? Mà đúng lúc này, phương Bắc quân đoàn phòng tuyến cuối cùng muốn không chống nổi. Vượt qua 30 đầu thân thể khổng lồ ba ăn phát khởi công kích, bằng vào bản thân cường đại lực phòng ngự, xông lên đệ nhị ngọn núi, cái này đồng dạng là một tòa vị trí trọng yếu phi thường Sơn Phong, một mà lại bị công chiếm, như vậy, phương Bắc quân đoàn từng cái tiểu đội liền đem đâm vào độc lập tác chiến quẫn cảnh. Hơn 4 giờ, đừng nói hơn 4 giờ rồi, chỉ sợ tiếp theo một giờ bọn hắn đều muốn kiên trì không nổi. Trung quanh từng đài cơ giáp rơi xuống, mắt thấy nguyên một đám đồng bạn chết trận, quách chấn phong con mắt đều đỏ, Cuối cùng, hắn liều lĩnh mà điên cuồng quát to một tiếng, không lại đi đuổi theo Hắc Ám Linh Đang mà là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Rồi Thâm Uyên sinh vật dày đặc nhất địa phương. Cho dù là chết, hắn cũng muốn nhiều kéo lên một ít đệm lưng đấy. Chương 1753 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Hắc Ám Linh Đang trên không trung hì hì cười một tiếng, căn bản cũng không có đi đuổi theo quách Trấn Phong. Tại trong mắt nàng, Thâm Uyên sinh vật sinh mệnh lại tính là cái gì a? À? Mai từ từ cho chết như vậy một vị cường giả nàng liền có thể tiết kiệm không ít khí lực cũng không cần gánh chịu lên mạo hiểm còn có cái gì so cái này càng làm cho người vui sướng sự tình a à. phương bắc quân đoàn các tướng sĩ cũng biết lúc này đã đến sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt đấu la đại lục vị diện càng yếu đối với thâm uyên sinh vật áp chế lực liền sẽ càng yếu này tiêu hao so sánh phía dưới bọn hắn càng thôn phệ đấu la tinh liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng cho nên, đấu la đại lục một phương nhất định tại trước tiên liền khống chế được cục diện, nếu không, một khi buông lỏng, sau đó liền sẽ không cách nào chỉnh đốn, cuối cùng đấu la đại lục cũng sẽ bị thầm uyên sinh vật hủy diệt. Đối với đấu la đại lục mà nói, lúc này phát hiện thầm uyên sinh vật xâm lấn, tựa như một trận kinh khủng nhất ôn dịch. Quách Trấn Phong từ nhỏ bị gia đình giáo dục chính là, gặp gỡ cường địch muốn sung phong đi đầu, đẫm máu chiến đấu hăng hái, thân là tướng lĩnh, không thể lỗ mãng nhưng càng không thể lùi bước có thể đấu la đại lục bản thân là một cái hòa bình thế giới chứ rồi quân sự diễn tập bên ngoài hắn hầu như không có chiến đấu cơ hội thẳng đến hôm nay thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới hiểu được cái gì là chính thức đẫm máu chiến đấu hăng hái trong cơ thể hắn hồn hạch tại hắn không ngừng đè ép phía dưới trào ra lấy hồn lực những cái kia hồn lực toàn bộ bị đầu nhập vào trong chiến đấu phương bắc quân đoàn thành tựu bát đại trong quân đoàn yếu nhất cường giả thật sự quá ích từng đạo phòng tuyến thất thủ đã để cho đại đa số người chết mắt thấy cường địch như trước tại phô thiên cái địa mà kéo tới lúc này vị này quân đoàn trưởng cũng chỉ có thể bằng vào dũng khí của mình để ngăn cản trước mặt hết thảy sát trong mắt hắn lúc này mỗi giết chết một cái thầm uyên sinh vật có lẽ có thể ngăn chặn những thứ này đáng sợ sinh vật một giây đồng hồ có thể làm tới trình độ nào đối với hắn hiện tại mà nói tự hồ đã không trọng yếu hắn biết rõ chính mình hôm nay đã không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó dưới loại tình huống này hắn chỉ hy vọng làm được chính mình có thể làm đến tốt nhất trình độ. Oanh phá diệt tuyệt sơn phủ đem trước mặt một cái ba ăn chém vỡ rồi, mắt nhìn đối phương biến thành nâu đen khí lưu thăng nhập không trung, vị này phong hào đấu la cuối cùng xuất hiện kiệt lực cảm giác. Phong hào đấu la kéo dài năng lực chiến đấu lại mạnh mẽ, cũng vẫn có hạn đấy, không có khả năng không ngừng nghỉ mà chiến đấu xuống dưới. Coi như là đường vũ lân cường dài như vậy, thể lực đồng dạng có cực hạn, tại thời gian dài thiên rèn, về sau cũng sẽ cảm thấy dường như đòi mạng giống như tiếng chuông lần nữa vang lên thân thể mỏi mệt khiến tinh thần phản ứng chậm một nhịp quách chấn phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại chỉ có cái kia dễ nghe tiếng chuông tại chính mình trong đầu vang vọng cực lớn linh đang vừa lúc đó từ phía sau bay đến sắc bén biên giới hung hăng mà đâm vào rồi quách trấn phong tam tự đấu khải bên trên nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai cùng bỗng nhiên dồn dập tiếng chuông quách chấn phong bị quăng ra ngoài cứng còi tam tự đấu khải sau lưng bị cắt ra một đạo vết rách to lớn đấu khải hào quang lập tức ảm đạm rất nhiều Đại lượng Thầm Uyên sinh vật thú cơ hội này ùa lên, điên cuồng mà hướng Quách Chấn Phong phát khởi trùng kích, vô số kỹ năng công kích tại trong thời gian ngắn tất cả đều tác dụng tại vị này, Phương Bắc quân đoàn quân đoàn trưởng trên người, Hắc Ám Linh đang hiển hiện ở trên trời, nhìn xem bị Thầm Uyên sinh vật bao phủ Quách Chấn Phong, nàng quay người nhìn về phía Phương Bắc quân đoàn cuối cùng phòng tuyến, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, đạo này phòng tuyến cuối cùng vẫn phải bị công phá, tiếp theo chính là trời cao biển rộng phân tán thâm uyên sinh vật sẽ mang đến khổng lồ cỡ nào năng lượng tử vong a à? đối với nàng cùng thánh linh giáo những người khác mà nói đây là bọn hắn mong đợi nhất sự tình thế nhưng là nàng hiểm bên trên mỉm cười chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt biểu lộ liền bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lại chương 1754 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio lúc này phương bắc quân đoàn chỉ còn lại có cuối cùng năm sáu cái trên đỉnh núi còn có binh lực tại cố thủ rồi phòng tuyến tùy thời đều có tan vỡ khả năng nhưng vừa lúc đó, đang tại tiến công thầm uyên sinh vật đột nhiên mảng lớn mảng lớn mà ngừng lại, cảm giác liền giống bị làm định thân thuật bình thường không cách nào di động. Trên bầu trời, một đạo kim quang chợt lóe lên, dường như cái kia trong đêm tối một vòng tia chớp, tại trong khoảng khắc đêm đêm tối chiếu sáng. Phốc, đạo này kim quang liền rơi tại khoảng cách hắc ám linh đang cách đó không xa, cũng chính là lúc trước bị thầm uyên sinh vật bao phủ phương Bắc, quân đoàn quân đoàn trưởng quách chấn phong chỗ địa phương, Tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một cỗ không cách nào hình dung, cực lớn uy áp nương theo lấy đinh tai những óc long ngâm thanh âm, một mảnh dài hẹp màu vàng cự long dương nánh múa vuốt mà phát ra gào thét, đường kính trong phạm vi trăm thước tất cả thâm uyên sinh vật, chớp mắt liền bị quét qua trống không. Đáng sợ hơn chính là, lần này lúc những thứ này thâm uyên sinh vật hóa thành màu xám đen khí lưu về sau, cũng không có bay ra đến không trung, mà là giống như trăm sông đổ về một biển giống như, tất cả đều hướng cái kia một đạo kim quang chỗ chỗ hội tụ đi tới lúc hắc ám linh đang nhìn rõ ràng cái kia một đạo kim quang về sau lập tức không chút do dự quay người bỏ chạy chớp mắt biến thành đạo quang mang hướng về xa xa bay đi chui vào thâm uyên sinh vật đàn trong biến mất trong nội tâm nàng kinh hãi nghĩ thầm là hắn là hắn đến rồi thế nhưng là hắn làm sao lại đến mức như thế cực nhanh cái kia hạ xuống kim quang cuối cùng trở nên rõ ràng rõ ràng là một thanh trường thương màu vàng thân thương dập khói chiếu sáng phía trên long văn ẩn hiện tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức không chỉ là vừa mới bị đánh chết đại lượng thầm uyên sinh vật biến thành màu xám đen khí lưu trên bầu trời đã liền tại vừa cùng phương bắc quân đoàn trong chiến đấu bị giết chết thầm uyên sinh vật biến thành màu xám đen khí lưu đều giống như bị vật gì dẫn dắt giống như hướng về bên này bay vụt mà đến chẳng qua là một lát sau liền tạo thành một cái cùng loại với cái phễu vòng xoáy bay nhanh tràn vào cái kia màu vàng trường thương bên trong một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đấu khải bên trên đã có nhiều chỗ tổn hại chỗ quách chấn phong bên cạnh, dùng cánh tay đem hắn từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, tay kia tức thì giữ tại này chui trường thương trung ương. Lập tức, một đạo màu vàng lưu quang chớp mắt từ cái kia trường thương phía trên rót vào, trong cơ thể hắn, khiến cả người hắn đều che rồi tầng màu vàng quang huy, đậm đặc sinh mệnh khí tức một cách tự nhiên mà bay lên, đem hắn phụ trợ được tựa như thiên thần hạ phàm. Quách Chấn Phong từng ngụm từng ngụm mà thở hào hển, hắn lúc này hầu như ngập vào hư thoát trạng thái. Trước trước toàn lực ứng phó đến bị Hắc Ám Linh đang hung hăng đả kích, lại đến bị Đại Lượng Thầm Uyên Sinh Vật vây công, Quách Chấn Phong tiêu hao phi thường lớn, nhất là hắn tam tự đấu khải gặp Hắc Ám Linh đang cái kia thoáng một phát đập nện mười phần nghiêm trọng, thế cho nên hắn bị Thầm Uyên Sinh Vật tìm được cửa khẩu đột phá, khó có thể trèo chống. Nếu như đường Vũ Lân lại đến chậm một bước, chỉ sợ vị này Phương Bắc Quân Đoàn Quân Đoàn trưởng liền thật sự muốn làm người thiên cổ, rồi ngươi là quách trấn phong đem ánh mắt rơi tại trước mặt chi nhân trên người chỉ thấy người này trẻ tuổi anh tuấn dáng người cao ngất cầm trong tay trường thương nguy thành như núi trầm ổn như núi tại ngàn vạn thầm uyên sinh vật bên trong hắn lại uy hiếp quần luân ta là sử lai khắc học viện đường vũ lân ngài là quách trấn phong quân đoàn trưởng a xin lỗi chúng ta đã tới chậm đường vũ lân nhìn trước mắt liền trên người đấu khải cũng đã tàn phá quách trấn phong trong lòng không khỏi tràn đầy kính nể tình cảnh thân là quân đoàn trưởng hắn sung phong đi đầu chiến đấu đến cuối cùng một khắc không thẹn với quân nhân liên bang cái thân phận này tuy rằng đường vũ lân đã từng đối liên bang quân đội có lấy phi thường ác liệt ấn tượng nhưng không thừa nhận cũng không được phương bắc quân đoàn đã làm được bọn hắn có thể làm đến tốt nhất Tại bỗng nhiên gặp thầm uyên sinh vật công kích dưới tình huống, bọn hắn có thể thiết lập từng đạo phòng tuyến, ngạnh kháng cái này căn bản không biết mệt mỏi, không sợ tử vong khủng bố sinh vật thời gian dài như vậy, tại cũng không đủ hơn cường giả dưới tình huống, bọn hắn cũng không có để cho thầm uyên sinh vật vọt tới đất liền, không để cho phương Bắc thất thủ, đây là bỏ ra hạng gì cực lớn một cái giá lớn. Lúc này phương Bắc quân đoàn đã không thành xây dựng chế độ rồi, chính là bọn hắn hy sinh, mới bảo vệ đấu la đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Viện quân viện quân đến rồi, quách trấn phong thanh âm có chút suy yếu lại tràn đầy chờ mong đúng vậy viện quân đã đến quách quân đoàn trưởng ngài yên tâm đi đằng sau liền giao cho chúng ta rồi đường vũ lân vừa nói một bên một tay nâng tại hắn dưới nách lóe lên thân hướng về phương bắc quân đoàn trấn thủ gần nhất sơn phong bay đi đường các chủ viện quân đến rồi bao nhiêu người những thứ này đáng sợ sinh vật quả thực liền giết không hết căn bản không có bao nhiêu quách trấn phong có chút lo lắng mà hỏi thăm vì có thể sớm hơn mà qua chợ giúp chúng ta tới trước năm người kế tiếp viện quân sẽ tại năm cái giờ bên trong đến nơi cấu trúc công sự phòng ngự đường vũ lân nói ra cái gì chỉ có năm người quách trấn phong vừa mới sinh ra hy vọng nội tâm bỗng nhiên trở nên một mảnh lạnh như băng hắn không khỏi tâm tình kích động nói năm người năm người có thể quản có tác dụng gì coi như là năm tên phong hào la cũng ngăn không được tất cả thâm uyên sinh vật ngươi có biết một khi khiến cái này thâm uyên sinh vật nhảy vào đại lục tạo thành như thế nào hậu quả bọn hắn so châu chấu còn muốn đáng sợ. Những nơi đi qua, tất cả sinh vật cũng sẽ ở bọn hắn trước mặt mất mạng, rừng rậm sẽ biến thành đất hoang, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng sẽ bị ô nhiễm. Mọi người đều mạnh mẽ đánh tinh thần cho dù trong tay hồn đạo, vũ khí tùy thời đều có bởi vì vượt qua gánh nặng, mà nổ tung khả năng công kích của bọn hắn cũng theo sát sông lên. Quách Trấn Phong đem mình cường đại lực công kích bày ra được phát huy tác dụng, vô cùng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cho dù là ba ăn cũng không cách nào ngăn cản toàn lực của hắn một kích, trong lúc nhất thời hắn tung hoành chiến trường đại lượng thầm uyên, sinh vật tại hắn phá diệt tuyệt sơn phủ, trước mặt tiêu tán. Có thể coi là là như thế này, hắn cũng vẫn phải đối mặt với càng nhiều nữa thầm uyên sinh vật. Bọn người kia dường như vô cùng vô tận giống như không ngừng mà tuôn ra. Đối với cấp thức thầm uyên sinh vật, tử vong thầm uyên vị diện căn bản sẽ không quan tâm bởi vì bọn hắn cũng sẽ hóa thành khí lưu trở về, càng là cấp thấp thâm uyên sinh vật trùng sinh tốc độ lại càng nhanh hầu như chẳng qua là trong chốc lát có thể một lần nữa sinh ra. Đối với bọn hắn, mà nói là quan trọng nhất chính là nhân cơ hội thôn phệ đấu la đại lục, sinh mệnh năng lượng. Mà lại thôn phệ rồi toàn bộ giống đấu la đại lục vị diện như vậy, chủ vị diện thâm uyên vị diện có thể trực tiếp tiến hóa thành thần giới, thậm chí không kém hơn nguyên bản đấu la đại lục thần giới đến lúc đó bọn hắn liền sẽ có thoát ly nguyên bản địa vực hạn chế tại trong vũ trụ, săn thức ăn năng lực dùng không ngừng, mà thôn vệ trong vũ trụ sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân. Cái này là thâm uyên thánh quân mục tiêu. Mà đối với thánh linh giáo, mà nói bọn hắn muốn là năng lượng tử vong điểm này cùng thâm uyên, vị diện không chút nào xung đột. Cho nên cho dù song phương cuối cùng đều đã thành thần cấp thâm uyên, vị diện đối với bọn họ, cũng không có nửa điểm hứng thú tuyệt đối có thể làm được hữu hảo ở chung. Cho nên Thánh Linh giáo, tại Cung Thầm Uyên vị diện nhiều lần tiếp xúc về sau mới mưu đồ rồi trận này, cực lớn âm mưu. Bọn hắn muốn dùng hủy diệt toàn bộ đấu la là tinh, làm đại giới đổi lấy Thánh Linh giáo tự nghĩ ra thần giới cơ hội. Tinh cầu có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng a à, lúc những thứ này, sinh mệnh biến mất thời điểm liền sẽ sản sinh cực kỳ khổng lồ năng lượng tử vong cho nên, Thánh Linh giáo cùng Thầm Uyên vị diện là theo như nhu cầu. Thêm nữa cường đại hơn Thầm Uyên sinh vật vẫn còn đằng sau thông đạo đã mở ra nhưng tựa như huyết thần quân đoàn thủ hộ cái chỗ kia thầm uyên thông đạo giống nhau cái thông đạo này cũng nhận được rồi đấu la đại lục vị diện áp chế muốn lái mở như vậy một cái thông đạo nói dễ vậy sao càng là cường đại thầm uyên sinh vật bị vị diện áp chế tình huống lại càng nghiêm trọng tự nhiên cũng liền cần thêm nữa càng khổng lồ năng lượng đến duy trì cái thông đạo này cho nên hiện tại vô luận là thánh linh giáo hay vẫn là thầm uyên vị diện đều muốn càng nhiều nữa tinh lực dùng tại bảo vệ thông đạo bên trên mà một khi thông đạo ổn định đợi tất cả thầm uyên sinh vật đều đi vào đấu la đại lục vị diện thánh linh giáo có thể khẳng định đấu la đại lục vị diện căn bản không có khả năng ngăn cản phải biết rằng thầm uyên thánh quân nhưng là chân chính thần cách hơn nữa là so sánh từng đã là thần giới nhất cấp thần cách tồn tại lúc trước đấu la đại lục có thần giới thủ hộ thời điểm thầm uyên thánh quân tuyệt không dám có nửa điểm láo sực thậm chí cũng không dám toát ra bản thân khí tức dù sao giống thầm uyên thánh quân tồn tại như vậy là mặt khác có trí khôn sinh mệnh thể đều kiêng kỵ nhất đấy đã từng thủ hộ đấu la đại lục thần giới chúng thần một khi phát hiện thâm uyên thánh quân nhất định sẽ tại ngắn nhất thời gian đem kia hủy diệt không có bất cứ chút do dự nào thâm uyên sinh vật ẩn nhẫn rồi nhiều năm như vậy cuối cùng thủ hộ đấu la đại lục thần giới biến mất bọn hắn lúc này mới không kìm nén được bắt đầu nếm thử liên thông đấu la đại lục vị diện hơn nữa tại lần thứ nhất xâm lấn thời điểm liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn đối với cái này cái giàu có tinh cầu bọn hắn đã sớm chứng mềm buông thổng xuống ướt át rồi lần này đầu thứ hai thông đạo mở ra thâm uyên thánh quân làm đầy đủ chuẩn bị vì chính là đem chọn cái đấu la tinh triệt để thôn vệ khiến kia trở thành thân thể của mình một bộ phận hắc ám linh đang là tiên phong đấy đối với năng lượng tử vong nàng có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu mà thâm uyên sinh vật số lượng cực kỳ khổng lồ bọn hắn muốn trước chiếm cứ có lợi vị trí lại gây ra hỗn loạn tiêu hao đấu la đại lục nhật nguyệt liên bang phương diện càng nhiều nữa tinh lực cho nên trước mắt đạo này phòng tuyến là bọn hắn hiện tại, nhất định mau chóng đột phá đấy bọn hắn phải nhanh một chút vọt, tới đại lục chỗ càng sâu. Đấu la đại lục đất rộng của nhiều, mà một khi Thầm Uyên sinh vật toàn bộ xâm lấn bọn hắn là có thể đánh bại dễ dàng bình thường sinh vật. Đến lúc đó chẳng những sẽ xuất hiện thêm nữa năng lượng tử vong sinh mệnh năng lượng, cũng sẽ tiến thêm một bước bị Thầm Uyên sinh vật, thôn phệ cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đấu la đại lục vị diện, không có khả năng khiến chúng nó xâm nhập đại lục nội bộ. Cái kia chính là không thể tưởng tượng tai họa Quách quân đoàn trưởng, ngài yên tâm, tại viện quân nhiều binh sĩ đến trước, bọn hắn đừng nghĩ lại tiến lên một bước." Đường Vũ Lân đương nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn, đã bao nhiêu năm, Phương Bắc quân đoàn vẫn luôn tại vì như vậy thủ hộ mà lặng yên trả giá. Nói lấy, hắn đã mang theo Quách Chấn Phong rơi vào trên đỉnh núi. Hắn chỉ hướng xa xa, nói, "Quách quân đoàn trưởng, nhìn kìa, Quách Trấn Phong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, một mảnh nhu hòa mò ngà sữa hào quang tàn thiên mà hạ thấp, biến thành năm đạo cực lớn cột sáng, phân biệt bao phủ tại kể cả bọn hắn chỗ Sơn Phong, ở bên trong phương Bắc quân đoàn còn sống năm cái phòng ngự trận, mà phía trên, kể cả Quách Trấn Phong ở bên trong, mọi người đều bao phủ tại cái này bạch sắc quang mang bên trong. Nguyên bản đã mệt mỏi đến mức tận cùng các tướng sĩ, đều cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ ấm áp khí tức, đã liền tinh thần đi xuống vì vậy trận đều ở đây chớp mắt tiêu trừ, mà đang tại tiến công thầm uyên sinh vật vừa tiến vào cái này màu ngà sữa liền tan giã giống như bọt nước biến mất không thấy gì nữa không chỉ có như thế còn có hai đạo thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống hai toàn thân ảnh nhìn qua tựa như cự lang thân khu chi khổng lồ lại so với bọn hắn chỗ sơn phong còn cao lớn hơn lúc cái kia hai nhanh chóng cao mấy trăm thước cao lớn thân ảnh hạ thấp rơi trên mặt đất đấy trong nháy mắt kinh khủng sóng khí xoay tròn lên khiến chung quanh mảng lớn thầm uyên sinh vật biến thành màu xám đen khí lưu trong đó một đạo thân ảnh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên về phía trước uốn lượn, cực lớn nắm đấm nặng nề mà nện đánh vào. Dung hắn hai nắm tay là khởi điểm, kinh khủng sóng xung kích hướng phía trước phun ra, nghìn mét trong phạm vi, những nơi đi qua, không còn có bất luận cái gì thâm uyên sinh vật may mắn còn sống sót. Cái này, cái này là, Quách Trấn Phong cũng đã nhìn trợn tròn mắt. Chính hắn cũng là phong hào đấu là cấp bậc cường giả, hắn đương nhiên biết rõ cực hạn hồn sư có thể trên chiến trường làm được như thế nào trình độ thế nhưng là giống trước mắt như vậy, bộc phát ra như thế sợ sức sức chiến đấu tình huống, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái này cũng không phải bình thường phong hào đấu la. Có lẽ năm vị phong hào đấu la chưa đủ, nhưng năm vị cực hạn đấu la hẳn là đã đủ rồi. Đường Vũ Lân thanh âm đúng lúc mà ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái toàn thân tản ra ngũ sắc vầng sáng hồn sư lúc này đã rơi tại Đường Vũ Lân, lân sau lưng, tuy rằng cái kia người cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rơi tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại uy chấn thiên hạ cảm giác chính là kỳ lân đấu la đồng vũ. Không sai, đến chính là kể cả đường vũ lân ở bên trong ngũ đại cường giả. Tuy rằng đường vũ lân tu vi còn không có đạt đến cực hạn đấu la cấp độ, có thể hắn tại một kích trọng thương thiên cổ đông phong về sau, đã bị vinh dự rồi cái này cấp độ cường giả, nói hắn là cực hạn đấu la cũng không đủ. Chương 1755 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tào Đức Trí, Tăng Hâm cùng Long Dạ Nguyệt bọn hắn đều muốn thống ngự Đường môn, cùng xử lái khắc học viện cường giả, vì có thể tại thời gian ngắn chạy tới. Đường Vũ Lân tại cùng bọn hắn sau khi thương lượng, liền dẫn theo Kỳ Lân đấu la đồng vũ, Thánh Linh đấu la nhã lị cùng với Thái Thản Cự Viên, gia tộc hai đại cực hạn đấu la dùng tốc độ nhanh nhất một đường bay nhanh, chạy đến tiền tuyến rồi. Lúc này mới cuối cùng tại thời khắc mấu chốt cứu quách Trấn Phong, Quách Quân Đoàn trưởng, ngài trước nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Nói xong câu đó, đường Vũ Lân trong nháy mắt liền cầm trong tay Hoàng Kim Long thương phóng người lên. Tại toàn bộ chiến trường bên trên, người trọng yếu nhất chính là hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể tại chính thức, trên ý nghĩa giết chết thầm uyên sinh vật. Đường Vũ Lân bay đến giữa không trung về sau, cũng không có trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà là dơ lên cao trong tay Hoàng Kim Long Thương, đem hồn lực rót vào trong đó. Cái kia đã tử vong đại lượng thầm uyên sinh vật, biến thành màu xám đen khí lưu lập tức như là, trăm sông đổ về một biển giống như hướng hắn hội tụ mà đến, Nồng đậm sinh mệnh khí tức hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào, dùng Đường Vũ Lân tu vi, hắn đều có loại cuồng phong đập vào mặt, hầu như muốn không cách nào hô hấp cảm giác. May mắn hắn đã không phải là ban đầu ở huyết thần quân đoàn, đối mặt với Thâm Uyên sinh vật lúc Đường Vũ Lân rồi, đối mặt với như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, hắn nhanh chóng điều động bản thân hồn hạch, long hạch nối liền tiến hành hấp thu chuyển hóa, hơn nữa đem bên trong rất lớn bộ phận trực tiếp đi qua sinh mệnh chi trùng, truyền tống cho rồi phương xa sinh mệnh cổ thụ dưới hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng mà nói hắn sẽ cần cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu lúc thân thể của hắn đạt đến bão hòa về sau hắn không có biện pháp tiếp tục hấp thu ban đầu ở huyết thần quân đoàn thời điểm hắn liền gặp phải qua tình huống như vậy hơn nữa hấp thu sinh mệnh năng lượng quá nhiều còn sẽ có ảnh hưởng đến kim long vương phong ấn nguy hiểm quan trọng hơn chính là bởi như vậy hắn không có biện pháp tiếp tục hấp thu càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng rồi mà hắn đem đại bộ phận năng lượng đều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ mà nói liền không giống với lúc trước sinh mệnh cổ thụ cần sinh mệnh năng lượng gần như vô cùng vô tận hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện đạt đến bão hòa tình huống cái kia một cái không thể tốt hơn năng lượng chỗ tháo nước đã có cái này thích hợp tiết khẩu hắn dù thế nào hấp thu sinh mệnh năng lượng đều không cần gánh nặng Bây giờ đường Vũ Lân đã tương đương với cực hạn đấu là cấp độ cường giả, lúc này hắn chỗ đối mặt thâm uyên sinh vật, số lượng là hắn trước kia bái kiến gấp 10 lần, gấp trăm lần, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn hấp thu những thứ này thâm uyên sinh vật năng lượng. Đằng sau thầm uyên sinh vật như trước như là thủy triều giống như trào lên mà đến, nhưng tại nhã lị, nguyên ân chấn thiên cùng nguyên ân thiên đáng ba đại cực hạn đấu là ngăn cản phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao hóa thành khí lưu. Hắc ám linh đang đã sớm biến mất, đường vũ lân tọa chấn không chung, không dám chút nào chủ quan, đồng vũ một mực lưu ở bên cạnh hắn. Thầm uyên vị diện trong cường giả chân chính còn không có xuất hiện, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tại đây chung quanh sẽ không có cường giả. Đường vũ lân đối với thầm uyên sinh vật đà kích lực độ to lớn có thể nghĩ, có hắn tại, thầm uyên vị diện liền sẽ bị tương đối trình độ áp chế, cho nên hắn nhất định là thầm uyên vị diện dục vọng trừ chi cho thống khoái tồn tại song phương va chạm cũng không có duy trì quá dài thời gian, qua không đến 10 phút, tại thâm uyên vị diện tổn thất mấy vạn đầu thâm uyên sinh vật về sau, cái kia cuồn cuộn không dứt thâm uyên đại quân cuối cùng lui bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có truy kích, lui thâm uyên sinh vật về sau, bọn hắn liền đều lui trở về rồi đường Vũ Lân. Bọn hắn nếu như tiếp tục xâm nhập mà nói, tuy thời cũng có thể rơi vào đối phương trong bẫy, việc cấp bách là phải nhanh một lần nữa bố trí tốt phòng tuyến, tuyệt đối không thể để cho đối phương xâm lấn. Quách Trấn Phong thẳng đến lúc này mới tính chính thức mà thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, thu hồi chính mình tam tự đấu khải. Hắn nhãn thần có chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường địch thối lui mặt toát ra nửa điểm vẻ mừng rỡ. Với hắn mà nói, mấy ngày nay như là giống như nằm mơ, tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, bên cạnh hắn chiến hữu lần lượt chết đi, nguyên bản có 10 vạn người phương Bắc quân đoàn, hiện tại còn dư lại không đến 1 phần 5, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều chịu thương tích. Nếu như không phải vừa mới thánh linh đấu là nhã lị, thi triển cái kia thoáng một phát quần thể trị liệu kỹ năng, chỉ sợ trong lúc này còn một nhóm người sẽ bởi vì sinh mệnh lực suy kiệt mà chết. Vài ngày trong thời gian, phương Bắc quân đoàn liền đã nhận lấy thật lớn như thế đả kích, cho dù là dùng tâm tính của hắn, cũng có chút ít không chịu nổi rồi. Thân là quân đoàn trưởng, mắt nhìn mình các huynh đệ chết trận lại bất lực, loại thống khổ này có thể nghĩ. Trong quân đội, chiến tổn hại vượt qua 2 phần 3 mà nói, đó là ngay cả cơ cấu tổ chức đều muốn bị hủy bỏ đó, Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, trong lòng thở dài. Hắn có thể minh bạch quách Trấn Phong trong lòng chỗ thừa nhận thống khổ. Ba đại cực hạn đấu la trở lại Đường Vũ Lân phía sau người, đều rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại hắn bên cạnh. Như thế nào đây? Nhã Lệ hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, cùng trước đoán trước giống nhau, Hoàng Kim Long Thương quả thật có thể đủ thôn phệ thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng, ta đã đem bên trong đại bộ phận điều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ, phiền toái chư vị giúp ta hộ pháp, ta muốn cùng nó tiến hành thoáng một phát câu thông. Nói lấy, đường Vũ Lân tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt, lặng yên thử cùng phương xa sinh mệnh cổ thụ tiến hành liên hệ. Nhàn nhạt lục kim sắc hào quang quay chung quanh tại đường Vũ Lân chung quanh thân thể, giờ này khắc này, bên cạnh hắn đứng đấy thế nhưng là tứ đại cực hạn đấu la. Đừng nói là bình thường phương Bắc quân đoàn đem đất rồi, coi như là thân là quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong, lúc này trong lòng cũng tràn đầy rung động hắn đối với đường vũ lân chẳng qua là có chỗ nghe thấy biết rõ sử lai khác học viện ra một vị mới lĩnh tụ hơn nữa thực lực chắc tuyệt phát triển nhanh chóng nhưng vẫn là lần thứ nhất chính thức nhìn thấy đường vũ lân đường vũ lân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi không chỉ là trẻ tuổi lại còn vô cùng cường đại thực lực càng là ân nhân cứu mạng của hắn đường vũ lân bên cạnh tứ đại cực hạn đấu la quách chấn phong có thể nhận ra cũng liền chỉ có nhã lị lúc này Tại tứ đại cực hạn đấu la vờn quanh thủ hộ phía dưới, đường Vũ Lân đắm chìm tại minh tưởng bên trong. Cái kia lục kim sắc hào quang bừng bừng sinh cơ, thế cho nên lúc trước bị thầm uyên sinh vật, công kích sau trở nên tử khí nặng nề sơn phong đều dường như một lần nữa tỏa sáng, ra sinh cơ. Kể cả quách chấn phong ở bên trong, tất cả thấy trên người hắn cái này lục kim sắc hào quang phương bắc quân đoàn tướng sĩ, không một ai không cảm thấy mười phần sảng khoái đường vũ lân đắm chìm tại cảm giác của mình bên trong tại ngày đầu tiên thời gian liền hoàn thành cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa câu thông hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là một loại hân hoan nhảy nhót tâm tình cái kia vui sướng hướng quang vinh sinh mệnh lực hướng hắn phóng xuất ra rồi mang theo mãnh liệt chờ mong khí tức tựa như lúc trước hắn hấp thu ác ma quân đoàn mang đến sinh mệnh năng lượng lúc cảm giác đường vũ lân có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh cổ thụ ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng kể từ hấp thu ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng về sau sinh mệnh cổ thụ liền triệt để tỏa sáng ra sức sống nhưng từ cái kia về sau liền không còn có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng vì nó tiến hành bổ sung đường vũ lân đã từng tính toán tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đi tìm kiếm sinh mệnh năng lượng lại gặp thú thần đế thiên suýt nữa bị nhốt vĩnh viễn ở chỗ này đều về không được về sau đường vũ lân liền cũng không dám nữa đi tinh đấu đại xâm lâm rồi dù sao hung thú quá cường đại xác thực không phải bình thường hồn thú có thể tới so với đấy mà vừa mới đường vũ lân tại trong thời gian ngắn hấp thu mấy vạn đầu thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng về sau sinh mệnh cổ thụ lại lần chiếm được rồi rào sinh mệnh năng lượng tầm bổ tuy rằng còn xa không bằng lần trước đánh bại ác ma quân đoàn lúc thu hoạch được tinh thuần năng lượng nhưng bên này thâm uyên sinh vật số lượng chi khổng lồ gần như vô cùng vô tận tại hôm nay đường vũ lân tu vi vượt xa tình huống trước kia bên dưới đây là tai họa nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ thâm uyên đại quân giống giống như thủy triều thối lui chương 1756 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tuy rằng phương Bắc núi phần lớn là càn cỗi đấy, nhưng là có một ít rừng cây lá kim, mà khi thâm uyên sinh vật rời đi về sau, lúc trước bị bọn hắn chiếm lĩnh qua địa phương đều trở nên tất cỏ vô tồn, đã liền đại địa đều biến thành một mảnh cho tàn sắc. Ngay cả cuộc sống dưới mặt đất một ít côn trùng đều bị bọn hắn thôn phệ rồi, không có để lại nửa điểm sinh mệnh năng lượng. Đây là một cái đáng sợ cỡ nào trùng quần, Đường Vũ Lân vô thức mà nắm chặt rồi nắm đấm, như vậy một cái trùng quần, vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó tiến vào đất liền, nếu không, cái kia chắc chắn là toàn bộ thế giới tai họa. Quách quân đoàn trưởng, thỉnh ngài tỉnh lại thoáng một phát, phương Bắc quân đoàn còn cần ngài chỉ huy. Đường Vũ Lân thanh âm hướng về phía Quách Trấn Phong nói ra. Quách Trấn Phong dù sao cũng là trung tướng, tại ngắn ngủi thất thần về sau liền khôi phục vài phần lý trí, hắn đứng người lên, hướng đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la chào một cái ta đại biểu phương bắc quân đoàn cảm tạ các vị miện hạ kịp thời tương trợ chậm thêm trong chốc lát chỉ sợ toàn bộ phương bắc quân đoàn liền nói đến đây một vòng vẻ thống khổ từ hắn đáy mắt lóe lên mặt qua nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình các vị miện hạ có gì chỉ thị đường vũ lân trong nháy mắt nói phiền toái ngài trình quân liền tốt chúng ta không có cách nào khác đại biểu liên bang nhưng có thể đại biểu sử lai khác học viện cùng đường môn cảm giác tạ bắc phương quân đoàn vì đại lục trả giá hết thảy các ngươi thủ vững phòng tuyến, không để cho thâm uyên sinh vật đến đại lục nội bộ tránh khỏi sinh linh đổ thán, các ngươi đã làm được tốt nhất. quách chấn phong song trí nắm chặt, kiên định mà nói, vì liên bang. đường vũ lần hướng hắn chào một cái, vì liên bang. quách chấn phong xuống dưới chỉnh quân rồi, còn sót lại phương bắc quân đoàn binh sĩ cần một lần nữa an bài, sau đó một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. tuy rằng nhân thủ cùng trang bị đều không đủ, nhưng ít nhất cũng phải tại viện quân đến trước đêm trước phòng tuyến hình thức ban đầu một lần nữa cấu trúc tốt không có người so phương Bắc quân đoàn người hiểu rõ hơn bên này địa hình, bọn hắn trước làm tốt tiền kỳ công tác, đợi viện quân đến về sau, cũng tốt tiến thêm một bước cấu trúc nguyên vẹn phòng tuyến. Đường Vũ Lân bọn hắn đi tới cao nhất một cái ngọn núi bên trên nhìn, ra xa phương xa. Cực Bắc chi địa khí trời sát thực phi thường rét lạnh, khắp nơi tràn ngập sương trắng, làm người tầm nhìn trở nên mười phần có hạn, cho dù đường Vũ Lân thi triển từ cực ma đồng, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà, lúc bọn hắn dõi mắt trông về phía xa lúc, như trước có thể thấy phương xa cái kia đen ngòm một mảnh. Từ nơi này còn nhìn không tới thâm uyên thông đạo cửa ra cuối cùng ở địa phương nào, nhưng nơi đây xuất hiện thâm uyên sinh vật số lượng, đã vượt xa lúc trước đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn thời điểm nhìn thấy đấy. Dù sao, tại huyết thần quân đoàn lúc, bọn hắn hay vẫn là thủy chung đều muốn thâm uyên sinh vật áp chế tại thâm uyên, thông đạo bên trong đấy. Mà lần này thâm uyên sinh vật tất cả đều lao tới rồi, trong cấp tốc thâm uyên sinh vật liên tục không ngừng địa dũng ra, bọn hắn số lượng chỉ sẽ không đứt gia tăng. Chư vị miện hạ, ta muốn đi tìm kiếm thoáng một phát bên này thâm uyên thông đạo vị trí. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Không được, không đợi mặt khác ba vị cực hạn đấu la mở miệng, nhã lỵ đã quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ nuôi, chúng ta cần trước xác nhận thâm uyên thông đạo vị trí cụ thể, đợi đại quân đến về sau, mới tốt dùng cỡ lớn tính sát thương vũ khí tiến hành công kích. Thầm uyên sinh vật cái này 6.000 năm qua đã có cái gì phát triển, đường Vũ Lân không rõ ràng lắm, nhưng tại đây 6.000 năm trong thời gian, nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật tuyệt đối phải đến rồi nhanh chóng phát triển. Lúc này, rất nhiều tính sát thương vũ khí đang tại bị bay nhanh vận chuyển qua, chỉ cần có người có thể chỉ rõ phương hướng, liền có thể đối với thầm uyên sinh vật tiến hành toàn diện oanh tạc. Nhã lị trách cứ, người gánh vác trách nhiệm, là bọn ta hạch tâm. Người quên trước khi đi, vô tình đấu la, đa tình đấu la hai vị miệng hạ là thế nào dặn dò người rồi hà? an toàn của ngươi là lần này, chiến dịch có thể hay không đạt được thắng lợi trọng yếu nhất, cho nên vô luận lúc nào, ngươi đều tuyệt đối không thể mạo hiểm, hiểu chưa? Đường Vũ Lân cười khổ nói, mẹ nuôi, ta thật không có mạo hiểm, chỉ cần không phải Thâm Uyên Thánh Quân tự mình ra tay, nơi đây Thâm Uyên sinh vật muốn để lại dưới ta hầu như là không thể nào đấy. Không nói trước hắn bản thân thực lực đã đạt đến bán thần cấp độ, hắn còn có cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa liên hệ, có được tùy thời đều có thể thoát ly chiến trường năng lực trừ phi là thần cấp thầm uyên thánh quân hàng lâm, nếu không, muốn để lại dưới hắn cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Các chủ, hay vẫn là không nên khinh thường tốt. Hết thảy cẩn thận là trọng. Nguyên ân thiên đáng cũng đồng ý nhã lị mà nói. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phản bác không được mấy vị cực hạn đấu la, đành phải nói, vậy được rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn có loại tâm niệm bị xúc động cảm giác, đồng thời, trên người hắn cái kia một cái lục sắc hồn hoàn toàn bộ phát sáng lên mấy vị cực hạn đấu là vô thức mà nhìn về phía rồi đường vũ lân không đợi hắn làm cái gì một đoàn lục kim sắc quang hoàn từ trên người hắn bay ra liền như vậy rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất cái kia một ít đoàn óng ánh sáng long lanh lục kim sắc hào quang tại đây đoàn lục kim sắc hào quang bên trong tựa hồ có một viên hạt giống cái kia lục kim sắc hào quang lặng yên không một tiếng động mà chui vào đường vũ lân trước mặt trong lòng đất rất nhanh chung quanh đại địa liền biến thành lục kim sắc chỉ chốc lát sau cái kia lục kim sắc hào quang liền bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra hóa thành một cây nhỏ nhỏ cây non, sau đó nó đang ở đó, lục kim sắc hào quang ủng hộ dưới nhanh chóng cứng rắn dài đứng lên. Không mấy phút nữa thời gian, nó liền trưởng thành rồi chừng hơn 10 thước cao phiên bản thu nhỏ sinh mệnh cổ thụ, bộ dáng. Cái này là ánh mắt của mọi người không hẹn, mà cùng mà rơi vào cái này gốc phiên bản thu nhỏ sinh mệnh cổ thụ bên trên, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có đường vũ lần nhắm mắt, cảm thụ được trước mặt cái kia nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng sau một lát hắn bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì hắn đã minh bạch đây là cái gì rồi trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên hiện tại mọi người càng không cần lo lắng an nguy của ta rồi đây là sinh mệnh cổ thụ cho ta hồi đáp sinh mệnh cổ thụ đem ta vừa mới truyền tống cho nó sinh mệnh năng lượng hấp thu chuyển hóa về sau khiến kia biến thành thuần túy nhất đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng hơn nữa khiến nó một viên hạt giống ở chỗ này mọc dễ nảy mầm Ta là tự nhiên chi tử, cùng nó cùng một nhịp thở, cho nên vô luận ta hiện tại ở địa phương nào, đều có thể truyền tống về sinh mệnh cổ thụ chỗ đó, cũng có thể truyền tống đến bên này, hơn nữa, đã có cái này khỏa sinh mệnh cây non, ta lại hướng sinh mệnh cổ thụ truyền tống sinh mệnh năng lượng liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, càng nhanh. Đơn giản mà nói, nó giống như là sinh mệnh cổ thụ đội quân tiền tiêu, tựa như mấy vị cực hạn đấu la đều ở đây thủ hộ lấy Đường Vũ Lân giống nhau, sinh mệnh cổ thụ đồng dạng tại thủ hộ lấy hắn chỉ có hắn mới có thể mang cho sinh mệnh cổ thụ càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng trợ giúp sinh mệnh cổ thụ gia tốc phát triển mấy vị cực hạn đấu la không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ thần kỳ như vậy cảnh tượng bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng không thể nghi ngờ là toàn bộ đấu la đại lục bên trên nhất thuần túy đấy bản thân nó chính là đấu la đại lục sinh mệnh bản nguyên tại sinh mệnh cấp độ bên trên là cao nhất nhưng là nguyên nhân chính là như thế tại đại lục sinh mệnh lực từ từ khô kiệt hôm nay sinh mệnh cổ thụ đừng nói là phân liệt ra một gốc cây sinh mệnh cây non rồi đã liền bản thân sinh tồn đều có vấn đề lần này nó cũng là bởi vì cảm nhận được thâm uyên sinh vật có khả năng vì nó cung cấp càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng lúc này mới không tiếp một cái giá lớn mà vì đường vũ lân phân liệt ra một gốc cây sinh mệnh cây non tại bảo hộ hắn đồng thời cũng có thể rất tốt mà tiếp thu bên này sinh mệnh năng lượng sinh mệnh bản nguyên càng mạnh đối với đại lục hồi quỹ tự nhiên cũng liền càng nhiều bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn không có khôi phục lại lúc trước hoàng kim cổ thụ trình độ cũng là bởi vì sinh mệnh năng lượng chưa đủ lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói cũng là hiếm có cơ hội tốt vừa mới mọc ra từ sinh mệnh cây non bên trên bắt đầu sinh trưởng ra thành từng mảnh màu xanh biếc lá cây nhàn nhạt lục kim sắc hào quang cũng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán ra chỉ thấy cái kia lục kim sắc hào quang những nơi đi qua, lúc trước đã biến thành mảnh cho tàn sắc thổ địa một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ, bắt đầu có thật nhiều thực vật mọc dễ này mầm, chui từ dưới đất lên mà ra, tuy rằng chỉ cực hạn tại đây một cái ngọn núi phía trên, nhưng cuối cùng là để cho cái này cực bắc hoang, nguyên lại có một ít tràn ngập sinh mệnh khí tức khu vực. Chương 1757 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn kỹ càng cảm nhận được, xa xa truyền đến chấn động. Cái này là, hắn vô thức mà vỗ đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa mảng lớn thâm uyên sinh vật lại đi bắt đầu chuyển động tựa như nước lũ đường vũ lân khoái miệng không khỏi co quắp thoáng một phát thầm nghĩ sinh mệnh cổ thụ a à, sinh mệnh cổ thụ ngươi cái này lấy một gốc cây sinh mệnh cây non qua thật đúng là thay chúng ta tìm phiền toái thầm uyên sinh vật thiên tính chính là thôn phệ hết thảy sinh mệnh năng lượng vô luận là cái gì hình thái sinh mệnh năng lượng đều là đồ ăn cấp thấp sâu thuộc sinh vật cũng không có gì trí tuệ bọn hắn chỉ có sinh tồn bản năng Sinh mệnh cây non là một cái vị diện sinh mệnh bản nguyên khí tức, cái kia hạng gì thuần túy. Lúc Thầm Uyên sinh vật khoảng cách gần mà cảm nhận được nó khí tức, bọn hắn căn bản không cần tiếp nhận mệnh lệnh, đều ở đây trước tiên liền hướng về bên này phát khởi điên cuồng trùng kích. Nói cách khác, bây giờ sinh mệnh cây non trừ rồi thủ hộ Đường Vũ Lân bên ngoài, còn nhiều thêm một cái mồi nhử nhiệm vụ. Ngàn vạn sinh vật cuồng mà trùng kích mặt đến, cái kia khí thế cường đại hay vẫn là tràn đầy lực áp bách đấy may mắn đường vũ lân bọn hắn lúc này chỗ sơn phong là bên này cao nhất một cái ngọn núi cũng là khoảng cách thâm uyên sinh vật xa nhất mấy vị cực hạn đấu la nhìn xem đường vũ lân nhãn thần cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái đường vũ lân cũng không khỏi cười khổ không phải ta gây nên nhưng nếu như bọn hắn đến rồi vậy thu thập hết nhãn lị nói vũ lân người ở nơi này trông coi sinh mệnh cây non sự tình khác giao cho chúng ta không muốn đơn giản ly khai nơi đây tại viện quân đến trước người nhưng không cho động thủ lần nữa rồi Đường Vũ lần há to miệng, muốn phản bác, có thể hắn cũng biết chính mình nói không lại mẹ nuôi, dứt khoát không có đưa ra phản đối ý kiến. Hắn triệu hoán ra chính mình Hoàng Kim Long Thương, đồng thời vung ra rồi một đoàn ám kim sắc hào quang. Chính mình không chiến đấu có thể, nhưng để cho hồn linh đi chiến đấu tổng không có vấn đề a. À. Chỉ thấy cái kia ám kim sắc hào quang trên không trung nhanh chóng biến lớn, chẳng qua là một lát sau, liền biến thành rồi thân cao vượt qua trăm mét quái vật khổng lồ nó mở ra sau lưng cái kia một đôi cực lớn lòng rực sắp tới đem hạ xuống mặt đất thời điểm làm ra một cái về phía trước trượt động tác cứng rắn mà trên không trung dừng lại một chút lúc này mới rơi trên mặt đất ám kim sắp khí tức theo hắn trong miệng phụt lên mà ra chớp mắt bao trùm phía trước mảng lớn khu vực khí tức những nơi đi qua thầm uyên sinh vật không khỏi hóa thành màu xám đen khí lưu lên không dựng lên bên kia trên đỉnh núi đường vũ lân sớm đã giơ lên cao lên hoàng kim long thương hắn trước người sinh mệnh cây non, đem một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của hắn, làm hắn hoàng kim long thương hào quang trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên. Cái kia lục kim sắc vòng xoáy cũng tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong, xuất phát ra cường đại lực hấp dẫn. Bốn vị cực hạn đấu la cũng không có điều ra tay, kỳ lân đấu la đồng vũ như trước lưu tại đường vũ lân bên cạnh bảo hộ hắn, thánh linh đấu la nhã lị chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển toàn trường, hai vị thái thản cự viên, gia tộc cực hạn đấu la cùng đường Vũ Lân Phách Vương Long, cùng một chỗ đầu nhập vào chiến đấu. Xa xa, phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ thấy thầm uyên đại quân tại, như thế thời gian ngắn ngủi sau vậy mà lại phát khởi công kích, giật nảy mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phe mình thể hiện ra thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Thái thản cự viên chính là cường công hệ võ hồn trong kinh khủng nhất võ hồn một trong, huống chi ở chỗ này chính là hai vị có được thái thản cự viên võ hồn, cực hạn đấu la, dù cho thái thản cự viên chi vương nhị minh ở chỗ này cũng bất quá chỉ như vậy. Bọn hắn dùng phương thức chiến đấu là trọng lực khống chế, chấn động, nát bấy, đem những thứ này đơn giản nhất trực tiếp kỹ năng dùng tại thầm uyên sinh vật, trên người lại phù hợp nhất. Thầm uyên thông đạo mở ra thời gian dù sao vẫn còn tương đối ngắn ngủi, cường đại thầm uyên sinh vật còn không có xuất hiện, những thứ này trong cấp thấp thầm uyên sinh vật lại thế nào chống đỡ được cực hạn đấu la, công kích A. Nhiều tiếng bén nhọn kêu to không đứt từ phương xa vang lên, khiến đang điên cuồng sông về phía trước thầm uyên sinh vật xuất hiện trần trở. Tuy nhiên, lúc bọn hắn cảm nhận được trên đỉnh núi sinh mệnh cây non, tàn mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc, con mắt liều lĩnh về phía vọt tới trước. Đây là bọn hắn bản năng, càng là cấp thấp thầm uyên sinh vật bản năng. Đường vũ lân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhìn xem đại lượng sinh mệnh năng lượng bị cắn nuốt, tuyệt đối thỏa mãn sinh mệnh cây non về sau, hắn hoàng kim long thương cũng chỉ cần làm một cái chạm trung chuyển rồi, năng lượng liền sẽ tự nhiên mặt nhưng mà bị sinh mệnh cây non hấp thu đi, đều không cần đi qua thân thể của hắn, hắn cũng không sợ trong cơ thể năng lượng bão hòa vấn đề. Sinh mệnh cây non sẽ cách mỗi lập tức hồi quỹ hắn một ít sinh mệnh năng lượng, tuy rằng rất ít, nhưng mà cực kỳ chân quý, bởi vì đây là vị diện cấp độ sinh mệnh năng lượng, Loại này năng lượng cấp độ cực cao, đã có nó trợ giúp, hắn kỹ càng cảm nhận được chính mình sinh mệnh cấp độ đang nhanh chóng tăng lên, mà hắn hồn lực cũng đã nhận được tầm bổ. Đường Vũ Lân bản thân đã là 98 cấp siêu cấp đấu la rồi, mà từ 98 cấp đến 99 cấp, đối với siêu cấp đấu la mà nói luôn luôn là một bước lên trời tăng lên, nhưng cũng là gian nan nhất đột phá, từ siêu cấp đấu là cấp độ bắt đầu, mỗi tăng lên nhất cấp đều là một loại thăng hoa, cho nên, cao nhất cấp sinh mệnh cấp độ cũng sẽ không giống nhau, mà từ 98 cấp đột phá đến 99 cấp, cái kia bay vọt về chất. Tại viễn cổ thời đại, cực hạn đấu là cảnh giới bản thân chính là, vì cuối cùng đột phá thành thần làm chuẩn bị, cực hạn chỉ cần có cái thần thể là là có thể thuận lợi thành thần, có thể nghĩ cái này cấp độ tầm quan trọng. Mà muốn hoàn thành biến chất, từ siêu cấp đấu la đột phá đến cực hạn đấu la, quá trình này là cực kỳ khó khăn đấy. Đơn mà nói, hồn sư tu luyện tới 98 cấp về sau, cũng đã rất khó đi qua tu luyện đến đề thăng chính mình thể chất rồi, cần không ngừng mà cảm ngộ thiên địa, khiến bản thân hết thảy thăng hoa, biến chất, từ đó thực hiện một loại tự nhiên diễn biến phàm nhân thể chất quá trình. Loại này tăng lên thần hồ kỳ thần, mỗi người tăng lên phương thức đều không giống nhau, cho nên, đến nơi này cái tầng diện về sau, thậm chí không ai có thể dạy bảo người hẳn là như thế nào đi làm, Ngộ tính, khả ngộ bất khả cầu, còn phải có nhất định vận khí, mới có thể cuối cùng trở thành cực hạn đấu la. Vị nào siêu cấp đấu la, không phải dùng cực kỳ dài rằng giặc lúc cùng mới bước ra bước cuối cùng này. Mà giờ này khắc này, đường Vũ Lân, trên người xuất hiện tình huống xác thực cùng bất luận cái gì một vị siêu cấp đấu la, đột phá lúc tình huống đều không giống nhau, bởi vì hắn đã đang tiến hành biến chất cùng thăng hoa rồi. Cái tốc độ này tuy rằng rất chậm, lại cùng bình thường 98 cấp siêu cấp đấu la khó có thể tăng lên hồn lực, tình huống hoàn toàn bất đồng nói cách khác hắn vì sinh mệnh cổ thụ cung cấp khổng lồ sinh mệnh năng lượng sinh mệnh cổ thụ hồi quỹ hắn bản nguyên sinh mệnh năng lượng thì tại trực tiếp giúp hắn hoàn thành cái này biến chất quá trình chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh năng lượng hắn liền cứ như vậy trực tiếp tăng lên tới cực hạn đấu la cấp độ cũng không phải là không thể đấy hơn nữa loại này tăng lên tuyệt đối không hề khuyết điểm nhỏ nhặt là cùng ai như hằng vô lậu kim thân đồng cấp tăng lên đường vũ lân trong lòng thầm than điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không làm mà hưởng Thế nhưng là, cái này không làm mà hưởng cảm giác thật sự sảng khoái, thật là không làm mà hưởng a. À. Đương nhiên không phải, vì ngày hôm nay hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chính xác ra, lúc này có thể xem như hắn mùa gặt, mặc khác, loại này thu hoạch còn không phải dễ dàng như vậy lấy được, chính thức cường đại thâm uyên sinh vật, cùng với thánh linh giáo các cường giả còn chưa tới đến. Nương theo lấy phương xa kiêu to âm thanh trở nên càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, trung đẳng cấp độ thâm uyên sinh vật bắt đầu chậm rãi lui bước bọn hắn lui lại tốc độ 10 phần chậm chạp, hiển nhiên hay vẫn là không quá nguyện ý bỏ qua sinh mệnh cây non tản mát ra sinh mệnh khí tức. Mà cấp thấp cấp độ thầm uyên sinh vật như trước tại không muốn sống, mà xông về phía trước, sau đó hóa thành sinh mệnh cây non chất dinh dưỡng. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, những thứ này cấp thấp thầm uyên sinh vật có thể mang, đến sinh mệnh năng lượng cấp độ rất thấp, hơn nữa có chút ít, bọn hắn số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có rất lớn tác dụng. Chương 1758 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio, Chiến đấu rằng co không đến nửa giờ, thầm uyên sinh vật ở tổn thất đại lượng cấp thấp chiến lực sau rốt cục lại rút lui, hơn nữa lần này lui về phía sau càng thêm hoàn toàn, thối lui đến chỗ xa hơn. Hiển nhiên là sợ bị sinh mệnh cây con hơi thở ảnh hưởng. Đây coi như là một lần đến từ chính loài người nghịch tập. Phương Bắc quân đoàn phương diện tiếng hoan hôi như sấm động, nhưng đường Vũ Lân lại không vui. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh cây con tồn tại thầm uyên sinh vật đã phát hiện, đây là chúng nó tất nhiên cần phải chi cho thống khoái tồn tại tiếp xuống, sẽ có như thế nào cường đại thầm uyên sinh vật xuất hiện, sẽ rất khó nói. May mắn, không có trời đãi thời gian quá dài, nhóm đầu tiên viện quân cuối cùng đã tới. Làm bầu trời xa xa vang lên từng trận, như sấm nổ thanh âm của thì rung động một màn xuất hiện. Ước chừng vượt qua 300 cái đại hình hồn đạo máy bay vận tải xuất hiện ở bên, trên bầu trời. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra dù để nhảy, chậm rãi rơi hướng phương bắc quân đoàn bên này trận địa. Này từ trên trời giáng xuống không chỉ là có binh lính bình thường, cơ giáp còn có thật nhiều cấp cao đại hình hồn đạo khí. Phải biết, một trận đại hình hồn đạo máy bay vận tải liền có thể chịu tải 100 tấn hàng hóa vận chuyển. Đây là không tính cơ giáp dưới tình huống, 300 cái máy bay vận tải trở tới vượt qua 3 vạn danh binh lính tinh nhuệ, hai cái cơ giáp sư đoàn, còn có số lớn chân quý vật tư. Này là tới từ trung ương quân đoàn viện quân trung ương quân đoàn là cường đại nhất quân đoàn trực thuộc ở liên bang hội nghị điều khiển cũng là có thể dễ sai khiến ngay đầu tiên điều động quân đội đang tập trung vật tư cùng hai cái tinh nhuệ cơ giáp sư đoàn sau này nhóm đầu tiên viện quân trực tiếp liền bay tới chỉ so với đường vũ lân bọn họ chậm mấy giờ mà thôi đây đã là liên bang có khả năng đạt tới nhanh nhất hiệu suất vô luận trước kia phái chủ hòa cùng phái chủ chiến trong lúc đó có mâu thuẫn gì ở trái phải rõ ràng trước mặt bọn họ ai cũng không dám giải đãi thẩm uyên sinh vật là cùng trung địch nhân vì đại lục tồn vong ở phía sau liên bang nghị hội hiệu xuất liền trở nên cực kỳ cực nhanh trung ương quân đoàn không hổ là liên bang tinh nhuệ chi sư rớt xuống sau lập tức xử lý các loại hồn đạo trang bị cùng phương bắc quân đoàn phương diện tiến hành giao tiếp ở phương bắc quân đoàn dưới sự chỉ dẫn bố trí này đó đại hình trang bị một lần nữa thành lập phòng tuyến hai cái cơ giáp sư đoàn cũng nhanh chóng đến chỉ định vị trí bố trí tốt bước đầu phòng tuyến Sinh mệnh cây con bên này, tự nhiên là hấp dẫn Trung ương quân đoàn phương diện lực chú ý, tại cùng phương Bắc quân đoàn tiến hành rồi giao tiếp sau, Trung ương quân đoàn lần này, dẫn đội quan quân ngay tại phương Bắc quân đoàn quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong, dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này biên trên đỉnh núi, bái phòng đường vũ lân loại các vị cực hạn đấu la. Đến là một gã quan quân trẻ tuổi, tuổi nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, cũng đã quải thượng quân hàm thiếu tướng. Không hề nghi ngờ, hắn là quân đội nhân tài mới xuất hiện, nhưng khi hắn nhìn đến so chính mình còn muốn trẻ tuổi đường Vũ Lân, thì trong mắt nhất thời toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám chậm trễ, đuổi bước lên phía trước, trao một cái. Trung ương quân đoàn đệ tam quân quân trưởng Thiệu Lập Phong, gặp qua các vị miện hạ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Thiệu quân trưởng không cần khách khí. Cảm cảm ơn các người đúng lúc đã đến, đến tiếp sau viện quân cũng sẽ lục tục đến hiệu lập phong gật gật đầu theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa sinh mệnh cây con đáy mắt nhất thời toát ra một mảnh kinh diễm không chỉ là hắn quách trấn phong cũng đồng dạng có thể cảm nhận được kia sinh mệnh cây con bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng này còn như thực chất vậy sinh mệnh năng lượng đối với bọn hắn này đó hồn sư mà nói đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn hai người đắm chìm trong này nồng nặc sinh mệnh khí tức bên trong đồng thời cảm nhận được tự thân mỏi mệt đang ở trên phạm vi lớn biến mất loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu thật muốn vẫn luôn ở tại chỗ này đường vũ lân mỉm cười tay phải vung lên kéo lưỡng đạo màu vàng xanh vầng sáng rừng ở hai vị tướng quân trên người nhất thời hai người có loại toàn thân lỗ chân lông đều mở ra sảng khoái cảm giác nhất là lúc trước từng đại chiến một trận quách trấn phong cảm thụ rõ ràng nhất nếu như nói thánh linh đấu la trị liệu thân thể hắn như vậy trước mắt sinh mệnh năng lượng giống như là ở an ủi hắn căn nguyên sở hữu mỏi mệt trong nháy mắt này trở thành hư không lại có sinh long hoạt hổ cảm giác chẳng sợ tái lập tức đại chiến một trận cũng là không có vấn đề gì cả đây đây là quách Trấn phong nhịn không được hỏi đường vũ lân mỉm cười nói đây là chúng ta sử lái khắc học viện sinh mệnh cổ thụ hình chiếu không dối gạt nhị vị vừa mới thầm uyên sinh vật lại phát động công kích cũng là bởi vì chúng ta bụi cây này sinh mệnh cây con hơi thở thầm uyên sinh vật thích nhất chính là cắn nuốt hết thảy sinh mệnh năng lượng cho mình dùng mà sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng là vị diện tầng thứ thậm chí có thể nói phải đại biểu cho chúng ta đấu la đại lục nó ở trong này, đối với thâm uyên sinh vật mà nói chính là lớn nhất mồi, cho nên, chỉ sợ yếu phiền toái nhị vị, ở sau đó bố trí phòng ngự trận tuyến thời điểm, phải chú ý đối bên này phòng hộ. Có sinh mệnh cây con ở, chúng ta cũng có thể cứu trợ càng nhiều chiến sĩ, củng cố phòng tuyến. hiệu lập phong nghiêm nghị nói, không thành vấn đề, ta lập tức liền bố trí, này quá trọng yếu. Cảm tạ các vị miện hạ đối với chúng ta đại lực duy trì. Tự mình cảm nhận được sinh mệnh cây con hiệu quả, trong lòng hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn cũng là phong hào đấu la tầng thứ tu vi, đến cảnh giới này, đối với sinh mệnh năng lượng khát vọng là mạnh nhất, bởi vì trích có sinh mệnh bản chất thăng hoa sau, tài năng tốt hơn tăng lên tu vi của chính mình. Cũng không đủ cường đại thân thể, làm sao tới thừa nhận cũng đủ năng lượng khổng lồ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể tại đây sinh mệnh cây con bên người thời gian dài tu luyện, như vậy, không chỉ là tu vi của chính mình tốc độ tăng lên sẽ tăng nhanh, liên sống lâu chỉ sợ đều đã kéo dài. Đây mới thật là hiếm thấy chân bảo vệ tồn tại. Sử lai khác học viện có thể trở thành đại lục thứ nhất học viện quả nhiên là nội tình thâm hậu. Thiệu Lập Phong đặt quyết tâm vô luận như thế nào đều phải cùng sử lai khác, học viện bên này giữ gìn mối quan hệ. Hắn đương nhiên nhận ra trước mặt mấy vị này đều là ai, nhất là đường Vũ Lân, đây chính là nhất kích liền đánh bại truyền linh tháp tháp chủ nam nhân. Ở trước mặt hắn, ngay cả thiên cổ Đông Phong, dạng này nhãn hiệu lâu đời cường giả đều không thể thừa nhận nhất kích lực, hắn còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối là hồn sư giới lãnh tụ tồn tại huống chi ở bên cạnh hắn còn có thánh linh đấu la ở trên chiến trường bất kỳ cái gì một vị cực hạn đấu la tác dụng đều không có thánh linh đấu la thật lớn cái khác cực hạn đấu la ra trận giết địch không nói chơi mà thánh linh đấu la lại có thể cứu vất ngàn vạn người tuyệt đối là trên chiến trường nhân vật trọng yếu có nàng ở muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng Hắn đã muốn nghe Quách Trấn Phong nói, lần này xử lai khác, học viện cùng đường môn trực tiếp đã tới rồi ngũ đại cực hạn đấu la, nếu không là bọn hắn đúng lúc đuổi tới, lúc trước phòng tuyến liền thủ không được. Mà hiện tại bọn hắn này nhóm đầu tiên viện quân tuy rằng đến đây, nhưng là như trước có chút bạc nhược, muốn bảo vệ cho phòng tuyến, ở mức độ rất lớn hay là muốn xem trước mặt mấy vị này, đương nhiên yếu giữ gìn mối quan hệ mới được hai vị tướng quân rời đi thời điểm khá là lưu luyến không rời cảm giác sinh mệnh cây con hơi thở đối bọn hắn sao lại không phải có lực hấp dẫn cực lớn đâu trong không khí dòng khí màu xám đã muốn toàn bộ bị hấp thu xong rồi đường vũ lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ thông qua sinh mệnh cây con truyền đưa cho mình khát vọng vừa mới những sinh mạng này năng lượng tuy tốt nhưng cùng chân chính cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng so sánh với lại còn có tranh lệch không nhỏ chỉ có càng cường đại hơn thầm uyên sinh vật, tài năng cung cấp to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, nhất là cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, mà những cái này mới là hắn cần có nhất tồn tại. Hiện tại đường Vũ Lân cần phải làm là chờ đãi, chờ đợi mạnh hơn thầm uyên sinh vật xuất hiện. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ, hiện tại cao nhất thầm uyên sinh vật còn không có chui ra thông đạo, nhưng thánh linh giáo cường giả cũng là như hổ rình mồi. Thánh linh giáo vị kia không biết hoàng giả mới là đáng sợ nhất, Nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương, nhị đế đều đã là chuẩn cấp độ sâu, vậy cái này nhất hoàng lại hội là cảnh giới gì? Chỉ sợ thật là đến gần vô hạn cho thần cách cảnh giới. Mà nhất hoàng cũng là thánh linh giáo thần bí nhất. Chương 1759 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Sử lai khắc cùng đường môn hôm nay tới đây, không chỉ là vì đối kháng thâm uyên sinh vật, sao lại không phải vì tìm thánh linh giáo báo huyết hải thâm cừu đâu. Chuyến linh tháp là đồng lõa, thánh linh giáo mới thật sự là đầu sỏ gây nên, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh chết tài năng cảm thấy an ủi sử lai khắc học viện cùng đường môn phần đông sinh mạng trên trời có linh thiêng trước mắt xem vực sâu vị diện vẫn là tương đối cẩn thận không thể nghi ngờ bọn họ thực quý trọng cơ hội lần này ở biết rõ đường vũ lân liền ở tình huống bên này dưới thánh linh giáo cũng đồng dạng không có ngày đầu tiên phát động thế công bọn họ đang các loại đang đợi càng nhiều vực sâu cường giả xuất hiện nhân loại bên này sao lại không phải đang đợi chờ đợi càng nhiều viện quân đã đến Đường Vũ Lân liên tục đánh vài cái hồn đạo thông tin trao đổi một chút tình huống. Trước mắt, Bắc Hải quân đoàn đã đến phụ cận Hải vực, ước chừng còn cần thời gian một ngày đến Bắc Băng Dương phụ cận. Đông Hải quân đoàn theo sát phía sau, còn cần ước chừng hai ngày thời gian đến. Bọn họ hội ngay đầu tiên phong tỏa mặt biển, hơn nữa theo trên mặt biển cho vực sâu vị diện tiến hành chính xác đà kích. Hải thần quân đoàn bởi vì ở tương đối nam phương địa phương, lúc trước chiến tranh không có phát động sau khi thức dậy liền lui về, lại đây cần càng lâu thời gian, 5 ngày tài năng hoàn toàn đến ma hải thần quân đoàn một bộ phận cường giả đã muốn hộ tống trung ương quân đoàn đại quân hội đi trước đến cũng còn cần ba ngày mà nam phương quân đoàn tây phương quân đoàn tây bắc quân đoàn thì cần yếu càng lâu một chút thời gian mới được dù sao theo vị trí địa lý nhìn lại này cũng là bọn hắn chuyện không có cách nào khác toàn bộ đại lục quân đội đều đã bị động viên mặt trên đã muốn hạ tử mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào đem thẩm uyên sinh vật ngăn chặn ở cực bắc nơi Bình tĩnh đại khái rằng có thời gian một ngày, cơ hồ ngay tại Bắc Hải quân đoàn đến Bắc Băng Dương thời khắc, trên mặt Trung ương quân đoàn đội quân tiền tiêu ba vạn người, cũng bị không trở tới đây thì vực sâu đại quân lại một lần nữa triển khai hành động. Xa xa, giết gào trầm trầm thanh tự hồ làm chính cấp bầu trời đều trở nên u ám, kia dĩ nhiên không phải bầu trời biến sắc, mà là số lớn phi hành thâm uyên sinh vật trải rộng ở giữa không trung, giống như từng mảnh từng mảnh mây đen, già thiên tế Nhật trên mặt càng nhiều thâm uyên sinh vật xuất hiện trong đó liền bao gồm một ít thể tích đặc biệt to lớn tồn tại một loại lúc trước đường vũ lân ở huyết thần quân đoàn thời điểm đều chưa từng gặp qua thâm uyên sinh vật đi tuốt ở đằng trước loại này thâm uyên sinh vật nhìn qua giống như con bọ nhưng thể tích nhưng không biết là con bọ nhiều ít lần thân thể đường kính liền siêu qua trăm mét dưới thân có mười hai đầu trắng kiện chân dài đừng nhìn hình thể khổng lồ nhưng tốc độ cũng là không có chút nào chậm tổng cộng có ba, bốn mươi đầu loại tồn tại này, mỗi một cái cự đại con bọ trên lưng đều đứng có sinh vật khác, trong đó còn có một ít là nhân loại, không hề nghi ngờ chính là đến từ thánh linh giáo cường giả. phía trước nhất nhất cái cự đại giáp xác phía trên, ngạo nghĩa đứng vững một nữ tử, dáng người xinh đẹp động lòng người, toàn thân lại bao phủ ở một tầng lớp vảy màu đen bên trong, chỉ có hai tròng mắt theo sau mặt nạ lộ ra, có nàng ở phía trước nhất, cường thịnh hơi thở nhất thời áp chế không khí đều ở nhỏ nhẹ vặn vẹo lên mà ở nàng hai bên hai cái to lớn con bọ trên lưng đều tự đứng vững một nhân loại bên trái người đúng là từng nhiều lần ý đồ ám sát đường vũ lân minh vương đấu la cáp lạc tát chuẩn cường giả thần cấp mà bên phải vị kia bị sử lai khắc mọi người thấy lại hết sức đỏ mắt một đám to lớn u lục sắp đầu lâu vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn xấu xí khuôn mặt lục quang lóe lên đôi mắt nhỏ gầy dáng người khả không phải là thánh linh giáo hai đại đế quân bên trong quỷ đế sao giống như cáp lạc tát hắn cũng đồng dạng là một vị chuẩn thần trình tự cường giả Đường Vũ Lân đứng ở ngọn núi bên trên, nhìn phía xa chúng nhiều cường giả, hắn kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra tọa chấn chính giữa vị kia. Lúc trước, ở vực sâu thông đạo thời điểm, hắn liền từng cùng vị này đã từng quen biết, dựa theo vô tình đấu là nói, vị này chính là vực sâu vị diện 108 tầng trung tầng thứ 9 đế vương, hắc đế. Chỉ có 10 vị trí đầu tầng lĩnh chủ mới có thể được xưng là đế cấp cường giả, đế cấp ý vị như thế nào? Ý nghĩa chuẩn thần tầng thứ tồn tại, lại nhìn thấy vị này hắc đế đường vũ lân rõ ràng cảm giác được hắc đế hơi thở sau trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều hắn hiểu được lúc trước hắc đế là vì chịu đến vực sâu trong thông đạo đại lượng pháp trận áp chế mới không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực lúc này hắc đế mới là của nàng cực mạnh hình thái nàng không chỉ là thực lực bản thân cường đại thống ngự hắc hoàng bộ tộc cũng là vực sâu vị diện bên trong cực nó cường hãn lúc này ở vực sâu trong đại quân có thể nhìn đến có một chút hắc hoàng thân ảnh của như ẩn như hiện vực sâu đại quân đi tới tốc độ cũng không nhanh nhưng nhìn đến chúng nó lại làm cho đường vũ lân trong lòng nặng nề ở trong thời gian ngắn như vậy hắc đế vậy mà đều đã muốn theo vực sâu trong thông đạo đã ra rồi như vậy mặt sau đâu thâm uyên thánh quân lúc nào sẽ xuất hiện đường vũ lân rất rõ ràng trên thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được thâm uyên thánh quân lúc trước cho dù hắn liên thủ với cổ nguyệt na đối mặt cũng chỉ là thâm uyên thánh quân một bàn tay mà thôi nếu không có có Trình Cá Vị diện áp chế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở cuộc chiến đấu kia chi bên trong. Lần này Thánh Linh giáo lại mở một cái vực sâu thông đạo, đối khắp cả vực sâu Vị diện mà nói, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Chính là lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, còn nhìn không ra, đến tột cùng có bao nhiêu vực sâu Vị diện lĩnh chủ cấp bậc cường giả đã ra rồi. Liên giống nhân loại bên này đem hết toàn lực yếu ngăn trở giống nhau, vực sâu vị diện đây, rõ ràng cũng là muốn thừa dịp nhân loại viện quân còn không có hoàn toàn, đến phía trước phá tan phòng tuyến, nhảy vào đến nơi sâu xa của đại lục đi. Đường Vũ Lân chỉ có một, Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ có một, một khi vực sâu đại quân ở bên trong lục phân tán, nhất định là sinh linh đổ thán trường hợp. Mà bây giờ, bọn họ bên này có thể đủ để chống đỡ, cũng chỉ có không đến 7 vạn binh lực. Hơn nữa bọn họ ngũ đại cực hạn đấu la, còn có ngoại hải Bắc Hải quân đoàn, Bây giờ không phải là lo lắng có thể hay không ngăn cản được vấn đề, bởi vì cho dù chết, bọn họ cũng nhất định phải chống đỡ. Đường Vũ Lân đứng ở sinh mệnh cây con phía trước, hai bên là mặt khác tứ đại cực hạn đấu la. Phương Bắc quân đoàn cùng Trung ương quân đoàn các tướng sĩ đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đường Vũ Lân, một cái có chút quái dị thanh âm xa xa truyền đến, nghe tới là một giọng nữ, nhưng thanh âm lại rõ ràng có chút chúc chắc. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, tại khí cơ dắt phía dưới, hắn rất nhanh liền thấy đối phương. Nói chuyện đúng là hắc đế. Tuy rằng cách xa vạn mét, nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào bọn họ ánh mắt giao hội. Hắc đế hai tròng mắt thâm thúy, phảng phất có hai cái màu đen vòng xoáy bình thường có thể nuốt vệ tinh thần của người ta. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn ngọn núi bên này đường Vũ Lân. Đầu hàng đi. Gia nhập chúng ta, đế quân đáp ứng, sắc phong vực sâu ba tầng trước một trong cho ngươi. Cho ngươi trở thành hắn phía dưới, vực sâu người mạnh nhất, thậm chí là vực sâu người chấp pháp. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã muốn đã rơi vào Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long, thương phía trên, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Này đó vực sâu vương giả đều không thể quên mất, lúc trước, đúng là Đường Vũ Lân, nương tựa theo Hoàng Kim Long thương hoàn toàn giết chết ba vị vực sâu vương giả. Đây chính là tam đại lãnh chúa cấp tồn tại. Thế cho nên vực sâu 108 tầng bên trong ba tầng hỏng mất, dao động căn nguyên này ở vực sâu vị diện hoàn toàn thành hình sau còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống cho nên thầm uyên thánh quân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cách không ra tay thê phải đánh chết đường vũ lân mà lúc trước thất bại cũng sáng tạo ra bây giờ đường vũ lân một cái hoàn toàn trưởng thành tồn tại vực sâu ba tầng trước vực sâu người chấp pháp không thể nghi ngờ có được hoàng kim long thương đường vũ lân làm vực sâu người chấp pháp đương nhiên là không có gì thích hợp bằng Hắc đế tiếp tục nói, chỉ cần thôn phệ đấu la đại lục, chúng ta nhất định có thể đắp nạn thần giới, trở thành độc nhất vô nhị thần giới, ở khổng lồ trong vũ trụ, chúng ta đem có nhanh nhất trưởng thành tiềm năng. Tương lai, cắn nuốt vị diện khác sẽ làm chúng ta gia tốc trưởng thành, đến cuối cùng, chúng ta yếu cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ hóa cho chúng ta tự thân. Đây là thánh quân mục tiêu vĩ đại, mà chỉ cần ngươi khẳng gia nhập, đã đem cùng ta cùng nhau, trở thành phần vĩ đại người chứng kiến. Chương 1760 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Nhân loại của nàng ngôn ngữ nói càng ngày càng lưu sướng, đến cuối cùng thậm chí là mang theo vài phần gióng giạc mùi vị. Nhất tia cười lạnh hiện lên ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, khoái miệng càng mang theo một phần khinh thường. "Nói hết a." À, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn trường. Hắc Đế nói, nói xong. "Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, không thể trở thành trong chúng ta một phần tử, chính là của chúng ta địch nhân." Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đều là vô nghĩa, "Đến đây đi." hắn căn bản lười cùng này đó thâm uyên sinh vật trao đổi cái gì nói mấy câu thời gian cũng không được cái gì kéo dài tác dụng trong phút chốc kia từng uy hiếp thiên cổ một nhà phụ tử ba người đấu tranh với thiên nhiên cường đại ý niệm nháy mắt phát ra kia nguy nga hơi thở cho dù là cách xa vạn mét cũng làm vực sâu đại quân bước chân tiến tới chậm nửa nhịp đường vũ lân trong tay hoàng kim long thương giơ lên trong mắt đã tràn ngập cường thịnh chiến ý đúng vậy chứng thật là đến rất cường đại thầm uyên sinh vật còn có thánh linh giáo chúng nhiều cường giả nhưng là thì tính sao? Yếu đánh thì đánh đấu đi. Cảm thụ được Đường Vũ Lân trên người kia phần ngập trời chiến ý, toàn bộ Phương Bắc quân đoàn cùng với Trung ương quân đoàn các cường giả đều bị phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn họ đều bị kia phần mạnh mẽ vô cùng chiến ý lây, Đường Vũ Lân mặc dù chỉ là một người, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế nhưng lấy sức một mình áp bách toàn bộ vực sâu đại quân tạm dừng trường hợp, đủ để khiến này đó nam nhi nhiệt huyết cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào nhất là đã trải qua lúc trước cùng vực sâu đại quân đại chiến phương bắc quân đoàn này đó phương bắc quân đoàn các tướng sĩ trong lòng đều đã tràn ngập đối vực sâu vị diện cừu hận bọn họ hận không thể lại cùng đối phương lập tức đại chiến một trận vì chết đi các chiến hữu báo thù mà đối với bọn hắn mà nói đường vũ lân loại năm người liền là chân chính cứu tinh quân tâm sở hướng đến đây đi đến đây đi đến đây đi mấy vạn đại quân tái diễn đường vũ lân lúc trước lời nói đường vũ lân chính mình cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào đây là quân nhân liên bang đây là toàn bộ đấu la tinh cường đại nhất tổ chức quân sự khó trách quân mới có thể làm cho phái chủ chiến trở thành toàn bộ nghị hội trưởng khống giả ở thời gian dài như vậy không có chiến tranh phát sinh dưới tình huống liên bang nhưng như cũ có thể tướng sĩ binh huấn luyện đến loại trình độ này bọn họ chính là hoàn toàn xứng đáng cực mạnh cho nên bọn họ mới có tin tưởng đi công kích tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục giờ này khắc này quân tâm có thể dùng còn có cái gì so với vạn người một lòng chuyện trọng yếu hơn đâu trên chiến trường chỉ có như vậy mới có khắc địch chế thắng cơ hội hắc đế lạnh lùng nhìn đường vũ lân liếc mắt một cái cũng không có lại mở miệng đột nhiên vung về phía trước một cái tay nhất thời ở sau lưng nàng vực sâu đại quân chen trúc mà ra thẳng đến phương bắc phòng tuyến đánh tới trên bầu trời không thể đếm hết vực sâu không quân phát khởi xung phong sông lên phía trước nhất vẫn là lục chảo con rơi cùng tứ chảo con rơi tốc độ của bọn nó nhanh nhất lấy hình cung phương thức bay tới ở chúng nó sau còn có thật nhiều thâm uyên sinh vật phi hành tới trong đó có rất lớn một bộ phận ngay cả xuất thân từ huyết thần quân đoàn đường vũ lân đều chưa thấy qua kia từng cái to lớn con bọ vào lúc này thế nhưng cũng bay lên Lấy hắc đế cầm đầu, bao gồm thánh linh giáo nhị đế ở bên trong, hơn 10 to lớn bọ cánh cứng thẳng đến đường Vũ Lân, bọn họ chỗ ở đỉnh núi bay tới. Thực hiển nhiên, mục đích của bọn họ chính là sinh mệnh cây con. Ngàn vạn chùm tia sáng giống như hoa tươi nở rộ bình thường nháy mắt bùng nổ. Kia nhất từng chùm sáng trên không trung hóa thành kinh thiên cầu vùng đánh phía vực sâu đại quân. Đầu tiên đối tượng chính là trong cao không vực sâu không quân, Cùng trước phương Bắc quân đoàn so sánh với, lần này Trung ương quân đoàn dẫn đầu mang tới hồn đạo vũ khí trang bị ít nhất trước, vào một thế hệ. Hồn đạo trùng tia sáng thậm chí hội tự mình tập trung mục tiêu, hơn nữa tuyệt không tái diễn. Cho dù là lục chảo con rơi cùng bốn chảo con rơi tốc độ phi hành mau nữa, cũng không có khả năng so với ánh sáng nhanh hơn. Tảng lớn xạ tuyến phong tỏa phía dưới, phần đông vực sâu không quân điều hóa thành sương mù xám. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương sớm dơ lên cao cao, bắt đầu đối vực sâu năng lượng tiến hành cắn nuốt. Mà đúng lúc này, hắc đế phía sau dâng lên nhất cái cự đại màu đen vòng xoáy, thế nhưng cũng giống như hắn bắt đầu dắt này đó vực sâu năng lượng. Song phương hấp xả tốc độ thế nhưng không kém bao nhiêu, làm trong không khí xuất hiện vực sâu có thể lượng biến thành hai phần, một bộ phận bị đường vũ lân hấp thu đến sinh mệnh tử trên cây, một bộ khác phận còn lại là bị hắc đế hút đi, phóng thích quay về vực sâu vị diện. Người, nhất định phải chết. Hắc đế âm thanh lạnh như băng ở đường vũ lân vang lên bên tai. Cơ hồ ngay tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Cẩn thận. ở bên cạnh hắn Nguyên Ân Chấn Thiên đã muốn một quyền hư không oanh ra. Trong không khí nổ vang một tiếng nổ vang, thân ảnh màu đen xuất hiện ở ngoài trăm thước. đúng là hắc đế. ở ngũ đại cực hạn đấu là bên trong, đạt tới chuẩn cấp độ sâu cũng chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên. mà song phương lần này va chạm lại làm cho vị này chuẩn thần sắp mặt biến hóa hắc đế hơi thở đã tràn ngập kinh khủng sức cắn nuốt ngay tại vừa mới xong a phương va chạm khoảnh khắc hắn liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình bị đối phương hút đi một bộ phận biến hóa để cho bản thân sử dụng cho nên vừa mới va chạm là nguyên ân chấn thiên thoáng chịu thiệt quả nhiên là thật mạnh khó trách lấy minh đế cùng quỷ đế đích kiêu ngạo vậy mà điều chính là ở nàng hai bên hai thân ảnh cũng tại lúc này lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắc đế thân thể hai bên hắc đế minh đế quỷ đế tam đại chuẩn thần đều tới Tuy rằng đường Vũ Lân bọn họ bên này có 5 người, khả đối mặt này tam đại chuẩn thần, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ bằng bạc lực áp bách. Lần này cùng trước kia bất đồng, trước kia đánh không lại còn có thể chạy. Mà giờ này khắc này, trừ phi đến chuyện không thể làm dưới tình huống, bằng không bọn hắn căn bản không thể trốn chạy. Bởi vì bọn họ một khi đánh bại, liền ý nghĩa đại quân loài người đánh bại, ý nghĩa vực sâu đại quân sẽ nhảy vào đến nơi sâu xa của đại lục chiến đấu đã muốn toàn diện triển khai, vực sâu đại quân tố chất so với lúc trước cao không chỉ một trình tự, chiến trường chính thượng thắng bại, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể quyết ra. Trọng yếu nhất, rất có thể muốn xem bọn hắn bên này. Cà cạc, cạc. thê lương giống lên một tiếng vang lên, cho dù là đường vũ lân bên này ngũ đại cực hạn đấu là trình tự cường giả, cũng đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, chung quanh giống nhau đã muốn hóa thành quỷ vực. Một đám to lớn đầu lâu xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hướng bọn họ phụt lên ra u lục hỏa diễm, Lúc trước, nhằm vào sử lai like khắc thành trận kia đại tai nạn, chính là trước mặt mọi người vị này quỷ đế chủ chi. Hắn có thể đối mặt kình thiên đấu là trọi cứng, có thể nghĩ hắn thực lực đến như thế nào trình tự. Lúc này thi triển ra, nhất thời giống như núi thay biển máu buông xuống. Minh đế còn lại là thân hình chợt lóe, liền dấu ở kia u ngọn lửa màu xanh lục bên trong biến mất không thấy gì nữa. HD hướng trên đỉnh đầu, một vòng tựa như màu đen thái dương vậy quang đoàn xuất hiện, chung quanh là màu vàng lợt ánh sáng một bên, trung ương lại sâu thúy giống như màu đen vòng xoáy. To lớn hấp xả lực gần gũi bùng nổ, không phải nhằm vào đường vũ lân đám người, mà là nhằm vào sinh mệnh cây con sinh mệnh năng lượng. Đúng lúc này, từng tiếng dễ nghe êm tai thánh ca tiếng vang lên, thánh khiết quang mang theo thánh linh đấu la nhã lị trên người nở rộ mà ra. Lúc trước tiếng quỷ khóc sói chu mang tới ảnh hưởng, trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích, nhu hòa hào quang màu nhũ bạch khởi động một tầng màn hào quang, đem tất cả ô ngọn lửa xanh lục toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Giống như là băng tuyết gặp được dầu nóng, này u ngọn lửa xanh lục chính là vừa tiếp xúc với kia thánh quang, ngay lập tức sẽ chống rỗng tiêu tán. Một thân trắng noãn như tuyết đấu khải hiện lên trên người thánh linh đấu la, bốn chữ đấu khải, thánh tư văn minh. Đây là đường Vũ Lân vì nhã lị đo thân mà làm bốn chữ đấu khải, tên là nhã lị chính mình lên, không ai so với nàng càng căm hận trước mặt quỷ đế chính là bởi vì trước mặt người kia làm nàng cùng người yêu của mình sinh tử tương cách nồng nặc kia đến mức tận cùng thần thánh khí tức ở bốn chữ đấu khải tăng phúc dưới nháy mắt đã đem hắc đế cùng quỷ đế đích công kích toàn bộ ngăn trở đừng nhìn nhã lị không phải chuẩn thần trình tự nhưng là tại cùng thánh linh giáo đối kháng chung nàng thậm chí càng hơn hẳn chuẩn thần thần thánh thiên nhiên khắc chế tà ác thuần túy trị liệu dừng ở tà hồn sư trên người chính là đáng sợ nhất công kích lúc trước đúng là nàng dọa lui minh đế cứu đường vũ lân nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha